Hùng Dê cười tít mắt, thật bực mình. Ăn xong, nhớ còn mấy điếu thuốc và chai nước giống coca. Nhưng cứ để một lúc là nó lại lắng màu xuống đáy. Vớ được hôm xe dính mìn. Gọi anh Dê và C sang hầm chia thuốc hút, nói vài câu bâng quơ. Thôi, bọn tao đi thông đường đây. Anh Dê và C, thằng Đáy cùng thằng công binh, Lake Thích, vừa khua cái vòng dòm mìn, vừa ngó nghiêng. Bóng họ đổ dài trên mặt đường, nắng sớm và óng như mật. Bình, bùng, bị phục rồi. Có ai xách B-40 đâu. Quả B-40 cày xuống mặt đường, hất mảnh vào ngực và cả bụng Dê và Hát. Tôi ngồi dựa vào góc tường lở lói của căn nhà ga, tay vót mãi một khúc gỗ. Thằng Cường loay hoay buộc lại cái đàn guitar. Còn một giây, nó phừng phừng cất lên cái giọng. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ, thật kinh khủng. Anh nằm xuống, tôi hát theo vô hồn lạnh lẽo, hát cả cho chúng tôi. Có thể lúc nữa hay ngày mai cũng nằm quấn trong cái màn tăng võng của mình. Anh Huy, chính trị viên im lặng. Anh Vam, xê trưởng lầu bầu. Còn hát nữa, chúng tôi đặt các anh dưới gốc cây xoài to. Thằng Bang liên lạc, lôi ra hai nắm nhang mang tắt. Đơn vị đã từng thương vong, nhưng chưa bao giờ tự liệm cho các anh. Tôi thì chưa bao giờ dám hỏi thế nào. Chỉ có lần cố đánh mãi để lấy tử sĩ, hy sinh thêm mấy người. Tôi lẩm bẩm với anh Huy xê trưởng. Nếu là em, thì cứ bỏ anh nhá. Bị ông ấy lên lớp cho một trận, không dám hỏi lung tung nữa. Buổi chiều khi tắt nắng là thời gian dễ chịu nhất trong ngày. Gió hiu hiu chạy lao sao các cánh đồng hoang, lùa vào hầm hay lách lư qua tán cây phủ trên nóc hầm. Dễ chịu nhất là từ hôm nằm đây, chứ hôm nào bọn trong phum bắn quấy vào giờ này cả. Nói là bắn quấy, mà có hôm vào lấy cơm, nó le trong chạy đổ cả nước tràn. Gạo rang cháy và bột canh hòa với nước, có khi còn chưa sôi. Vừa sợ vừa tức. Vừa hôm qua thôi, buổi trưa nắng ong ong, tôi rủ Tọa lên bờ, có cái khe, có cái tán cây rất mát để nằm viết thư. Nó bảo, sáng tác à, cười được đâu, đi ra toàn các ông thương tử, vội bỏ mẹ. Nói vậy, cũng ôm chiếu lên nằm cạnh. Hai thằng nằm sấp viết, chân co ngược lên, vẫy đạp như đang bơi. Viu, viu, toác. Nó bắn AK vu vơ vào, đạn cuối tầm, một viên găm trúng chiếu thằng Tọa. Nó ướm ướm thử lúc, duỗi thẳng chân ra. Hai thằng xanh mặt cuốn chiếu lùi vội xuống. Một lúc Tọa nói, tao mà duỗi chân nhờ, được về với mẹ rồi. Nó nói ra chiều tiếc rẻ. Tôi cười hơ hơ. Cơm xong, tôi về điếu thuốc Dê to đùng bằng ngón tay, vớ cái xẻng Mỹ lò dò ra cánh đồng. Thứ nhất quận công, thứ nhì ị đồng. Yên vị nhìn quanh đã thấy thằng Trọng ngồi gần đấy. Nó cười rình rích. Cung cung. Hai quả đạn đỏ lư bằng quả bóng bàn cứ xẹt qua đầu hai thằng, nổ đoàng đoàng vào cạnh ta ly đường. Ôi trời ơi, có ai đi ị mà bọn Miên lôi cả pháo 37 hai nòng hạ sát mặt ruộng bắn không? Tôi quệt vội rồi cắm đầu chạy về hầm. Trọng nhảy vào xéo cả người tôi. Nghe nó bắn một nhịp nữa rồi thôi. Khẩu 37 này nó lôi đâu về mấy hôm rồi. Xe mình lên, nó lùa cho chạy. Có cờ thì thôi. Về sau, bọn đơn vị cứ trêu hai thằng mãi. Ai bảo gió hướng về nó ngửi kinh quá mới lấy pháo 37 nó bắn cho. Mấy đêm sau, tôi không phải vào mà chỉ nằm chờ ngoài cánh đồng. Một quầng lửa vàng đục bùng lên, uỳnh ung, rồi im lặng. Không một tiếng súng lớn nhỏ nào nữa. Tôi biết ổn rồi. Một lúc có tiếng lịch xịch. Biết là mình vẫn hỏi khẩu lệnh. Nó không thèm nói khẩu lệnh, mà nói, ừ, tao đây. Rồi cả bọn về, nhẹ cả người. Khẩu 37 này cực kỳ khó chịu. Nhìn trời đêm nay, các chòm sao mờ nhạt, chắc khoảng găng tay mới đổi gác cho sự lắp. Chiều xin được quả US đánh hầm đen xì, mang gài ven cái khe. Cũng yên tâm. Đằng trước cũng kéo thêm mấy cành cây khô, cốt gây tiếng động. Định vươn người cho tỉnh ngủ, chợt rào, chắc là Miên rồi. Nếu là con gì, thì nó cứ đi tiếp. Tôi nằm xẹp xuống cái hố nông trèn, mũi chạm vào cái rễ cây tỏa mùi hăng hắc, tay gạt chốt an toàn. Bóng một cành cây từ từ nghiêng, tiếng lách cách gỡ cành cây khô. Chưa nhìn thấy nó đâu, tôi định chờ chút nữa, thì tiếng trở mìn chạm vào cái gì đó và còn lảm nhảm nói mê. Cành cây bật thẳng lên, đồng thời tiếng giật cành khô rào rào. Tôi bóc cò rồi nhảy sang cái hố khác, cách khoảng 7-8 mét, im ắng. Tháo băng đạn tiếp, ấn bù mấy viên đạn. Khốn khổ, tôi có mỗi một cái băng, mà cái băng kia thì buộc lộn ngược, bị kẹt khi đỡ cho tôi, một mảnh gối từ trận trước khi về đây chốt.
Định cài băng tiếp đạn vào, ngẩng lên giật bánh, mình lù lù in bóng trên nền trời. Một thằng xách khẩu AR-15, cái khăn rằn vắt vai, lắc lắc theo bước đi lọ mọ của nó. Lấy ngón tay cái, đỡ cái lẫy của băng tiếp đạn cho khỏi kêu. Chờ vài bước nữa, tôi thổi một loạt vào ngực hắn, cho nó chắc ăn. Trọng à! Ôi trời đất ơi! Ngón tay đặt cò súng cứng đờ, lạnh toát. Trong khoảng 1/4 giây, nếu không, tôi chắc chắn nó đã nổ rồi. Ôi thôi, mày chạy đâu thế? Nó thấy súng nổ, chạy nhào theo phản xạ. Cái hố tôi đang ngồi, nhưng quá đà, đang quay trở lại. Cả đại đội mình, nó thích dùng AR-15. Nó bảo cho nó nhẹ. Cái khăn mặt dài lúc nào cũng quấn quanh cổ. Khẩu này bắn cực kỳ chính xác. Anh Huy xê trưởng thì thích xách cạc pin, cũng bảo bắn chính xác hơn. Còn tôi vẫn thích AK tàu, nặng nhưng cảm giác tàn phá. Ngoài ruộng, nó bắn mấy phát B-40 vào. Tàn lửa ở đuôi, những quả đạn bay loe xoe như pháo thăng thiên, vọt qua tận bên kia đường, rồi xuống ruộng, nổ uỳnh oàng. Chắc nó chỉ mò vào trinh sát, vì ngoài tôi bắn, cả chốt không thấy ai bắn nữa. Bọn tôi có thói ấy, không rõ, không bắn. Nhiều hôm, nó cũng mò vào tận trong, chạy lịch bịch khắp cả. Không có mục tiêu rõ ràng. Một lúc thấy hoảng, rồi bỏ hết ra ngoài ruộng, bắn vu vơ vào, rồi lại rút đi. Bây giờ, mỗi lần nhớ lại, thấy ghê. Chỉ 1/4 giây thôi. Tôi hay bảo nó, tao mà cuống một tí nữa, thì mày thủng 5 chỗ ở ngực rồi. Nó lại nhe răng cười, nhăn nhở. Vâng, bọn em tùy hướng gác, thường quy ước với nhau theo các chòm sao nằm ở góc tà, tính từ hầm gác tới các điểm cố định. Tùy địa hình, nhưng lúc hoàn cảnh có 3 thằng 1 hầm, chuyện chia chắc không còn quan trọng nữa. Có đêm tỉnh dậy, thấy gần sáng hỏi, sao không gọi tao gác? Nó bảo, tao không buồn ngủ, 2 thằng mày ngủ tiếp đi. Đơn vị có ít người căng ra cái nhà ga trống trải, thiếu đi một người là thấy lạnh sườn ngay. Còn vụ sốt rét, mãi tới hồi lội về gần Đông Quênh, quãng độ tháng 8 năm 79, tôi mới bị. Đầu không nhấc khỏi mặt đất 20 phân, bò không nổi, qua đầu bên kia góc hầm rộng bằng cái chiếu đôi. Trong lúc mê man, thấy thằng Trúc y tá nói chuyện với mấy người nào đó. Nó có bị sốt nhiều chưa? Không, đây là lần đầu. Cái này cẩn thận, nó ác tính đấy. Không biết có phải nghe thấy sợ mà hết sốt không nữa. Mấy hôm sau, cái thằng tôi cũng ngồi được dậy. Vào một buổi trưa nắng oi ả, Tố sang thì thào, đi giúp cá đi. Ừ, thế giúp bằng gì? Có quả mìn tăng mới dò được. Tôi đi lấy cái liều B-41, bẻ lấy một nắm, như nắm lạt rồi đút túi. Đã thấy Tố bê quả mìn tăng đã tháo kíp, lò dò đi theo. Cách nhà ga độ hơn 200 mét, có một cái hùm rộng. Nhìn trên bản đồ thấy to hơn, có lẽ lúc đấy là mùa nước cạn. Hai thằng tới nơi, Tố đưa mắt như ánh chừng, rồi lội quanh. Quay lại chỗ tôi đứng, hắn ôm quả mìn, mồm nói, chỗ này chắc lắm ca đây. Tôi bẻ đôi 3 sợi liều, nhét vào lỗ kíp của quả mìn tăng, lấy bật lửa đốt. Ngọn lửa cháy lem lém xuống, kịp chuyển màu xanh, nhìn không rõ do trời nắng. Tôi hỏi, tắt hay sao ấy? Hai thằng nghiêng ngó, bỗng phịch, một luồng hơi thổi hắt lên. Tôi có cảm giác quả mìn phồng lên nóng bọc trong tay tôi và Tố. Hai thằng nhìn nhau, con người mắt đổi màu xanh lẹt. Đã có một lần, hai thằng nằm cạnh ở góc bờ ruộng, trong trận cái cầu cháy. Một quả cối 82 rơi cách hai thằng độ 2 mét, không nổ, thò cái mẩu đuôi và cánh lên mặt ruộng. Cũng nhìn nhau. Không có gì để nói, hai thằng mặc quần, xách súng men lên bờ. Toác, toác. Ôi rồi, bọn trong chốt bắn mình. Buổi trưa, hai thằng lủi đi, không thằng nào biết. Giờ chắc thấy tưởng miên nên bắn. Quân ta choạc quân mình, dễ dính lắm. Mà sợ nhất, vừa tầm C-Top M79. Ông Huy xe trưởng, cầu hơi mể. Gách súng bắn 3 phát đều, đến mấy lần, mới thấy chúng nó im im. Tố gào hướng tên mấy thằng, nghe nó trả lời, mà dám ngóc lên. 3-4 thằng đã mò ra cách chúng tôi gần 100 mét rồi. Về hai thằng im tít, giấu nhẹm vụ quả mìn, bị anh Huy mắng cho một trận. Nghĩ không chắc quả mìn làm như vậy nó nổ được, nhưng thấy sao dại dột. Nghe chuyện bên C-10, có thằng Trung đội phó ném cá, quả US nổ banh hết ngực, còn bị dựng lên kỷ luật. Ít hôm sau, bọn tôi đánh qua con sông, quăng US, Tố lặn xuống bê lên một con lóc. Túm hai tay, hắn nổi lên, mở mắt nhìn cái đầu con cá. Hắn phát hoảng, quăng con cá đi luôn. Sau mới thấy hò reo, xuống lặn,
lôi được con cá lên bờ, buộc vào mang cá, hai thằng khênh đuôi nó, còn quyết đất. Hùng Dê cho tất vào nấu nồi cháo. Hai mươi mấy thằng ăn, mãi không hết. Nhân nói về cá cóng, tôi xin kể một chuyện nhỏ, xuất xứ biệt danh. Đêm đã gần sáng, tiếng rậm rịch lao sao của đám đi trinh sát về. Thằng Lương đi qua võng tôi vỗ vỗ, biết có gì ăn được đây. Tôi nhòm dậy, đi theo liền. Nói thật hơi xấu tính, nhưng ở lính, các bác biết mấy vụ, đó thi thoảng cũng ưu tiên. Hóa ra, chúng nó vớ được con gà, loại gà trống tiến, to. Quyết định được đưa ra nấu cháo, thật là rộn ràng. Chả là lâu lắm rồi không có thịt, rừng này toàn quạ thôi. Cuối cùng, cháo cũng được. Cả bọn bắt đầu xì sụp. Thì thằng Liên lạc qua, đang mời nó làm một bát. Nó không nói gì, mà gọi ngay thằng Lương lên thủ trưởng Hiền gọi. Truyền lệnh xong nó nói, để dành em ơi, em quay lại ngay. Hôm đó, vào trinh sát có cả ông Hiền, tham mưu trưởng vào cùng. Mọi người đều biết con gà này. Nó được buộc chân ở thành chiếc xe cải tiến. Trên xe có thằng Miên ôm khẩu K63, ngủ gái khò khò. Thế mà, thấy cháu gà, ông Hiền biết ngay thằng nào bắt trộm. Không biết đêm ấy, bọn nó có phải vào trinh sát lại không? Từ đấy, mọi người gọi nó là thằng Lương Gà. Về sau, ra chợ mới, có lần ngồi với anh Hiền, lúc này đã là trung đoàn trưởng, với trung tá, nghe nói là trẻ nhất quân đội nhân dân Việt Nam. Nói lại chuyện cũ, anh ấy bảo, ừ, cái thằng ấy liều thật, chắc thằng Miên mất gà, tưởng nó tự sổng vào rừng mất thôi. Trận đợt ấy, bọn tôi vào ngon lành, chắc bọn nó đang mải tìm gà mất. Có một lần, chúng tôi nhìn thấy đơn vị bạn khi bàn giao các đồn biên phòng gần Poi Pet, chưa gần đến độ hỏi được nhau vào đơn vị nào. Họ mặc đồ màu hơi ghi, sạch sẽ. Cán bộ đi rất thẳng lưng và đeo súng ngắn. Đại đội đông gấp 3 lần chúng tôi. Ít ngày sau, được lệnh quay đột lại cái đồn biên phòng ấy đã mất. Trận ấy tôi bị thương, về viện ở Sisophone. Ít ngày sau, tư lệnh của chúng tôi bị nó phục, đưa về chỗ chúng tôi mộ. Cũng từ đấy đưa trực thăng về. Lúc đấy tôi đã có thể dọn bãi cho trực thăng. Sau ra viện về ga Sophie, rồi Tà Xanh, là cái thằng lính ở lâu nhất một nơi như ga Sophie hơn 20 ngày mới nhớ tên tôi. Đi đâu cũng chỉ có bản đồ, chữ run, hướng và địa hình. Cẩn thận, có ngày chết cát hết vì bản đồ thời đấy. Khái niệm thời gian rất mơ hồ. Trung đoàn chúng tôi chưa hẳn là sư 10, càng không hẳn là quân đoàn 3. Chuyện chiến thuật, chiến lược cứ hư hư thực thực là việc của các tư lệnh, các tướng của chúng ta. Chia sẻ với nhau chuyện vui buồn, chuyện những người lính đã qua chiến trường thật sự, cũng là lúc để tôi nhớ những đồng đội đã hy sinh khi nhiều người còn chưa biết cảm xúc thế nào là cầm tay bạn gái. Cái vụ không quân yểm trợ, tôi đứng nhìn từ đầu tới cuối luôn. Tiến lúc nhảy lúc chậm, đi qua một trận địa pháo đủ loại, nằm cách con đường tiến quân khoảng 400-500 mét giữa cánh đồng, thì thấy đội hình dừng lại. Lúc ấy, với tôi thật bất ngờ, đầu tiên xuất hiện hai máy bay rít ngang qua đội hình. Có ai đó nói, máy bay mình đấy, thích thật. Tự nhiên ảo ra đường nhựa, hành quân bằng ô tô, có xe tăng và M13 chạy trước. Giờ có cả máy bay ném bom, sướng thật. Ôi sao, nó bay vòng vòng chỗ mình như thế. Một cái bổ nhào, bom choàng vào trận địa pháo của mình. Vừa thu được rồi, cứ liên tiếp như vậy. Bổ nhào tiếp, bom chưa tới đất, ngóc lên, thì cái sau đã đâm. Xuống rồi lại tốp hai chiếc khác tới. Cái xe ủ oát thông tin vội vã dựng cần anten cao hơn ngọn tre. Các thủ trưởng chạy quanh, thông tin gào thét tít mù. Lính tráng chúng tôi ơ một hồi rồi chỉ biết tròn mắt như kiểu xem phim. Lúc đấy dù là lính mới, nhưng tôi và mọi người đều tiếc ngẩn ngơ trận địa pháo đó. Khổ nỗi, thấy các thủ trưởng rậm rịch kêu trời. Thông tin cứ việc cá kho bỏ đầu tôm của ốc ếch gì đấy, mà máy bay quân ta cứ choảng đều rất bài bản như lúc đầu. Trận địa pháo tan tành trước mắt chúng tôi. Có lẽ chỉ hợp đồng tác chiến theo giờ, không có tuyến thông tin thẳng tới bên không quân. Lần đầu tiên thấy máy bay ta ném bom là thế đấy. May mà không có lần thứ hai. Đúng thật, mấy đại đội hỏa lực ấm gáo hơn. Chuẩn bị đột thì có một 12 ly 7, một cối 82, một DK-75 đồng thanh khai hỏa. Dừng bắn cho các đại đội lên, rồi tùy vào hoàn cảnh của trận ấy mà vận dụng đánh vận động lên 12 ly 7. Thân và nòng, tầm, chân như vậy và chia làm 3 phần. Lên tới chỗ có thể giá súng thuận lợi, lại lắp
vào mất độ mấy phút là cùng. Lúc này, thằng có nhiệm vụ vác thân là nặng nhất 33,3 cân, chân là 22 cân, tầm là nhẹ nhất. Riêng cái nòng và thân tôi nhớ chính xác vì tôi là thằng phải vác mà. Các bác nói đúng lắm, khi bắn 12 ly 7 chỉ độ 10 viên thôi là như say rồi hàng lắm. Trung đoàn có 4 khẩu 12 ly 7, mất 1, hỏng 1 còn 2 khẩu. Có 3 tiểu đoàn cắt hết vối thuộc, còn lại ở chốt không cầm AK. Ai đã vào tà xanh cũng biết hỏa lực mang súng gì và vào đấy làm gì. Ngày các đại đội trưởng trung đoàn về hỗ trợ huấn luyện lấy quân, mấy ông đại đội 20 còn gạ về, bọn anh nhẹ nhất, không phải vác nặng. Lúc ấy nhào nhào vùi lắm, có hình dung như thế nào đâu. Cũng có đọc tên, nhưng tích thì xin đổi được. Như thằng Toàn, hàng gai, sợ nhất là vác, nên đòi về đại đội 20. Bọn tôi trọng hỏi, mình là gì anh ơi? Pháo các em ạ. Ừ, cũng tích. Thôi, không đòi về chỗ mấy anh bảo nhẹ lắm, không phải vác nữa. Thực ra lúc đấy có nghĩ gì đâu, chỉ biết là vẫn cùng đơn vị thôi. Các anh cán bộ bảo vậy mà. Về sau còn biết, tiêu chuẩn gạo còn cao hơn. Hồi đấy vào rừng sâu lắm, bọn tôi hết đồ ăn, mà rừng toàn quạ, mỏ mẫm trong rừng, nếu có vẻ là dân thì gọi. Tôi nhớ không biết có đúng không, đại loại là chia chuôn Campuchia, tâu bung, cọt tóc Việt Nam, ót banh. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Còn bọn có súng thì cứ nổ bùa, toàn vứt hết súng, gùi, chạy lung tung. Gùi toàn sắn khô, mốc xanh mốc đỏ. Có lần kiểm tra gùi của một thằng bé, độ 10 tuổi, có 3 quả lựu đạn chảy. Nó nhe răng cười vô tư, đến độ mấy thằng bọn em cũng phải phì cười theo. Bọn họ đói lắm, và đặc biệt là thèm muối. Họ có thể bốc cả vốc muối cho vào mồm. Có độ, đại đội em gom được mấy chục mạng ở ngoài cách trạm, chia gạo muối cho họ hết. Hết gạo, thấy trung đoàn bộ gọi về lấy, cử người đi lấy, lại về không. Nghe nói trực thăng không đến nữa. Mấy hôm sau, có một xe dạng M113 chở gạo theo đường lâm nghiệp vào được. Tôi nhớ là vì tối hôm ấy, anh Hiền Đỏ rủ tôi tìm bắn con cầy hoa quả. Nó cứ kêu như trẻ con khóc, nghe kinh lắm. Nó nằm ở tít ngọn cây cao. Ông Hiền lấy đèn pin buộc lên đầu. Hai anh em ngửa cổ, dọi đèn. Bất chợt, thấy nó bò chúc đầu xuống theo thân cây. Mặt nó bắt đèn như hai hòn bi. Không kịp nhớ. Qua cái tạc cây, nó lao xuống rất nhanh. Hai anh em cùng bắn, không nhớ là mấy viên. Nó rơi ngay cạnh gốc cái cây đó, to phải bằng con mèo. Về làm thịt, lúc thui nhìn rõ, thấy nó dính 3 viên. May, bắn cách độ có 5 mét, nên đoạn xuyên qua, gọn gàng. Gạo nấu kênh vung, chặt nhỏ, bột canh đảo qua, rồi cho xâm xấp nước. Ngon, đến độ giờ này, cũng không quên mùi. Hồi đó bọn tôi ở sâu trong rừng, mà rồi nhặng nhiều kinh khủng. Ăn cơm bát cơm vừa sới còn nóng, mà nó bu ngay vào. Tôi lấy tay bụm vào tre, đưa bát cơm về phía trước, rồi khéo giật vào miệng, làm đàn ruồi trượt đà bay lên. Co khoảng thời gian để và nhanh, rồi lại lấy tay che lại. Hôm ấy ông Nghiệp đi đầu, là lính 72, mà sao bác ấy vẫn lính? Đụng một đám, bác ấy kéo một loạt, dễ đến nửa băng. Bọn nó chạy tan vào rừng hết, duy chỉ có một đứa dính một phát vào đùi. Con này chắc là y tá, vì trong gùi có bông băng dao kéo mổ. Không biết nó có bị gãy xương không, mà nghe có vẻ đau lắm. Kéo nó vào cái gốc cây to, dựa lưng vào. Không nhớ ai băng cho nó, rồi bỏ đấy. Chắc sau bọn nó qua lại sẽ cứu. Hôm sau, quay lại chỗ đó, vẫn thấy nó nằm đấy, rồi nhặng bù kín. Chỗ vết thương nhặng, đẻ một đám trắng trắng lúc nhúc. Nó chắp tay lại. Nó nói là ý bắn nó đi. Nó lấy tay gạt gạt đám giỏi trắng trắng đã to bằng đầu tăm ở vết thương. Không nhớ ai còn lấy cái màn mắc lên cho nó đỡ bị ruồi nhặng bu, hy vọng đồng đội nó đến cứu. Thấy trong ánh mắt lời cảm ơn, nhưng nó vẫn xin bắn vào đầu nó. Vẫn biết rằng nó sẽ chết, nhưng lúc này thật khó, chẳng thằng nào muốn cả. Giữa rừng, nếu lính mình bị còn thấy khó nữa là. Lúc đối mặt, nó cầm khẩu súng ở trong tay, thì có lần nào nhớ lại đâu. Chỉ lần đầu tiên hơi sợ và nhớ tới vài hôm thôi. Đằng này. Buổi chiều đang tụ tập uống trà ở hầm đại đội. Ông Vam đại đội trưởng nghe chuyện rồi phân công ngay mấy thằng mai đến đấy bắn nó đi. Nó cầm súng bắn chết anh em mình đấy. May mà tôi không phải đi. Ba thằng mai phục hướng đó đi tạt qua đấy bắn. Về hỏi nó
Nó bảo quay súng vào nó quay mặt đi, kéo cò rồi về thẳng, có gì đâu. Đến bây giờ vẫn không quên những đám giỏ trắng tinh lúc nhúc, mà sao nó phát triển nhanh thế không biết. Vào một ngày đẹp trời, đơn vị hành quân dọc theo con đường đất đỏ lớn ở giữa rừng cao su già, tán trùm kín hết đường, nên rừng phủ đầy lá. Cầu đội chúng tôi bảo nhau đi vào trong ven đường cho đỡ bụi, tuy hơi khó đi. Là 12 ly nhách ở trên vai người nào, tối thiểu cũng cỡ 30 cân, nhưng cũng đỡ hơn bọn DK-75, không tháo được cái nòng. Thỉnh thoảng, một hai chiếc tăng T-59 xích nghiến, rình rình bỏ lên trước. Tôi cảm thấy được cái dữ dội của khối thép 59 tấn bỏ trên đường. Cảm giác mặt đất rung chuyển, tim tôi đập thình thịch theo. Rồi một chiếc tăng nữa, sao nó gập rú thế? Xịt khói mù mịt theo con đường, lao thẳng vào đội hình đang ngơ ngác, quay lại xem có chuyện gì. Rồi thấy mấy thằng bám trên tăng, bắn xả sang hai bên. Xe tăng của bọn Miên cũng T-59, chỉ khác là không có cờ đỏ ở cái anten, và hình như chữ số nó viết cũng khác. Tiếng gầm rú xa dần, nhéo nhéo tiếng tàng huy chim sáo gọi vào 2 watt. Nó chạy lom khom cận anten, cứ mổ mổ ra phía trước, tiếng kêu la xôn xao khắp con đường. Chúng tôi chạy quanh hỏi han băng bó, lại có tiếng tăng lên chạy lao hết vào các gốc cây to. Có tiếng phân công B-40, B-41, rồi một tiếng hô: "Đừng bắn, tăng mình đấy!" Dù sao, mọi người cũng nấp kín. Thấy thằng Tiến hàng đậu, băng ở bàn chân và đầu gối, cầu B-41 của nó bị cán cong queo. Không biết có bác nào tin không, tăng cán vào chân nó, mất đúng ngón cạnh ngón cái. Lúc về băng, tôi bảo nó: "Mày may thế, loại 1 ra ngay." Nó cười hề hề. Lúc đấy đầu bỏ mẹ ra. "Còn ai sao không?" "Ôi, tao đau lưng quá, làm sao?" "Tăng nó cắn tao." Đang tan tác mà cả bọn phải phì cười ra. Cái ông tọa này. Sau này nghe nói mấy ông tăng mình quay bắt sống cái tăng ấy, nhưng bọn trong xe tự sát hết. Hôm 22 tháng 12 rồi, thấy tọa kêu không được khỏe lắm. Tôi hỏi sao vậy? Vẫn đau cái lưng. Hôm rồi đi chiếu chụp, bị gai 2 đốt nữa. Mẹ bố nó hồi ấy ở Bắc Thái, mình đau lên 24 khám, nó cứ bảo mình giả vờ. Hồi đấy tăng nó hụt vào sau lưng ông ấy, thế nào, may vào cái ba lô rồi ngã văng ra dệ đường. Đêm hôm đó, chúng tôi ào ra đường nhựa, xe pháo đông vui, chưa bao giờ thấy. Mỗi khẩu lên một xe, bắc 2 tấm gỗ để giá súng, xe zin 130 của Tổng cục Kỹ thuật, đoàn xe giải tít mít, hành quân cơ giới thật thích. Một chiều biên giới và gió thổi lồng lộng, dáng chiều đỏ ối bên phía đất của Thái bị che khuất bởi đám khói đen, rồi bầm bốc lên từ dãy phum. Bản kéo dài tới nửa đường chân trời, quyện vào những đám mây rông xám xịt, tầng tầng, lớp lớp. Từ xa tít, vẫn thấy những lưỡi lửa vươn lên cục khói, liếm nốt những góc nhà sàn và những cây tốt nốt in bóng trên nền trời, dãy ruộng cùng lửa và gió. Chúng tôi lầm lũi bước trên mặt ruộng nứt nẻ, ruộng bát ngát không bờ. Gió vẫn giàn giạt thổi, xiên chéo toán lính. Có những hạt mưa thưa, rất thưa nhưng to, rất to, quất vào cánh tay, vào mặt, rát bồm bốp. Gió thổi lướt trên cỏ dại và lúa ma, quấn lên như mặt sóng, bóng những người lính sẫm lại dưới nền trời. Quần áo đã tả tơi, cứ muốn mủn ra trước gió. Một cậu sa chân xuống khe nứt của ruộng, có chỗ rộng bằng bàn chân và sâu tới gối, kêu oải oái. Không phải vì đau chân, mà vì gùi B-40 đan bằng tre xiết vào vai. Qua mảnh áo đã rách xã cánh. Tôi cúi xuống nhặt đỡ quả đạn rơi qua khe thưa của chiếc gùi, nhìn miếng vá toác ở đầu gối mình. Sợ gió xé rách rộng hơn, chúng tôi bước trong cầm lặng, đầu nặng trĩu hình ảnh của buổi chiều khi đánh vận động qua đầu rìa phum nhỏ. Một người lính đơn vị bạn bị bọn Miên bắt trói ở gốc dừa, đầu gục xuống, bị cắt một nửa. Nghe đâu bị nó lấy gai tốt nốt cứa. Và toán quân chúng tôi vẫn đi, đi vào bóng lá đã tối sẫm lại cùng với bầu trời. Lần lượt các khẩu đội đi theo các đơn vị được phân công phối thuộc. Khẩu của T hàng 1 đi theo K1. Nó đi qua cười nói: "Tao đi nha." Tôi và thằng Mai quay mặt đi. K3 đây, 16 đâu? Tôi cúi xuống nhấc cái thân, cố lựa chỗ quấn giày vải cho đỡ đau vai. Cái mu rùa đập vào tai đau điếng. Chậm chậm, chúng tôi lẫn vào đội hình K3, nối gót nhau lầm lũi hành quân theo kiểu đầu nhọn đuôi dài. Đêm đã vào sâu, theo hơi thở của người phía trước
mà bám sát đội hình. Thằng nào cũng sợ lạc, sợ dẫn cả đội hình đằng sau đi theo, rồi đá phải mìn. Bỗng có tiếng cành khô va vào lưỡi xẻng của thằng Mai. Tiếng nhắc nhở gần giọng. Chiều tôi nhớ nó cũng bọc vải rồi mà. Nó vác tầm nhẹ nên phải thêm cuốc xẻng. Đội hình dừng lại. Tôi ngồi tựa lưng vào ba lô, ngửa mặt nhìn trời. Đang vào quãng rừng thưa, ánh sao đủ để thấy những ụ mối ở xung quanh. Một lúc thật lâu, thấy một trinh sát quay lại, dẫn khẩu tôi vào. Chúng tôi chọn bên cạnh một ụ mối khá to, ụ lên lùm lùm. Khoét hầm pháo sơ sài, đất ở quanh ụ mối rắn như gạch. Giá súng cài đạn xong, mỗi người chọn cho mình một chỗ xung quanh súng nghỉ. Tôi bị phân công gác đầu, ngồi kẹp vào chân ụ mối và gốc một cái cây nhỏ, lờ đãng nhìn ra phía trước. Trăng muộn đã lên chênh chếch, bầu trời trở nên trong veo bạc bạc, lạnh lạnh của ánh trăng. Những tán lá ướt sương lấp láy, bóng cây xuyên xuyên thành những hình thù quái dị đung đưa, như dáng một thằng miên xách B-40. Tôi giật mình nhận ra con đường mòn chạy hút ngay trước mặt. Nó tương đối nhẵn nhụi, không phải như những con đường mòn hoang mà chúng tôi vẫn thấy. Dậy, dậy thôi, lấy cơm ra ăn chuẩn bị đi đột. Trời đang chạng vạng sáng, quanh vùng lá tấp có một khoảng trống nhỏ. Chúng tôi ngồi quanh bẻ cơm nắm ăn, dỡ thịt kho dừa ra ăn. Có tiếng lò mò, một cậu đại đội 9 thích mũi lom khom đi sang. Bọn anh có thịt à? Cho em ăn với. Bịch. Trong ánh sáng lờ mờ, cạnh mấy nắm cơm bẻ giang dở và bọc lá đựng thịt kho dừa, một quả US nằm lắc lư chờ cái đầu kíp, không thấy mỏ vịt đâu. Tôi ngửa người đạp mạnh ra, một cồn sáng vàng xỉ chớp lên. Không có khái niệm tiếng nổ, vẫn nằm ngửa tình hình, tôi chòi đạp mấy cái tới chân ụ mối. Cái mũ tuột ra đằng sau, quai mũ chẹn vào cổ. Lấy tay tôi sửa lại cái mũ. Cơm thịt dừa vẫn trong mồm. Theo phản xạ tôi nhai tiếp. Toác toác, tiếng AK vã thẳng vào mặt. Nhìn thấy anh đại đội phó phía đối diện, nòng súng còn vương khói. Một thằng niên cách độ ổn dăm bước chân về phía bên phải tôi đổ sấp. Cái nịt bao xoay đạn của nó in hẳn trên lưng áo đen. Không thấy nó cầm súng gì, hoặc tôi không nhìn thấy. Tiếng lao sao. Có thằng nữa bên kia. Tóc, oanh. Anh Huân cầm xíp tốc bắn sang, có tiếng tét. Chúng nó rồi. Tiếng súng các loại rộ lên một vùng rộng lớn. Tiếng đạn bay xiên chéo lung tung, không có hướng chủ nào. Mai nhảy vào súng giật cò, nháy bừa mấy loạt. Tiếng âm âm tức ngực của Mai 27, hơi lửa phần phật quật ra từ khe trống giật đầu nòng. Mùi thuốc đạn 12 ly 7. Đề mẹ, bọn 16 bắn vào tiểu đoàn bộ rồi. Có ai đó hét toáng lên. Súng lại được quay 180 độ, thật rối loạn. Đang định đột nó, lại bị nó choảng cho trước. May hai thằng niên chọi lưu đạn hơi sớm, mất 2 giây, nên chỉ có cậu sang xin thịt bị dính chút ít. Mùng 2 Tết năm 1979, chúng tôi lại giá súng lên xe Jin 130. Những bánh trưng chúng tôi tự gói, luộc ngày 30 đã cứng, lại gạo rồi. Cái góc bánh tênh lên mép chảo nên không được chín. Dù sao, cái Tết đầu tiên đời lính có tổ chức gói bánh là nỗ lực rất lớn của anh hậu cần rồi. Và cái chính là đúng dịp đơn vị dừng hành tiến mấy hôm. Nhìn những cuộn lá rong đã héo tèo tóc, những nắm lạt nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ đến ngơ ngác. Xe lao theo một đoạn dài, tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại chút ít. Một vài nhịp bắn ở phía trước, mấy cậu ngồi phanh ngực trên nóc xe, gió lùa làm những mái đầu bờm sờm, bơm phồng căng những chiếc áo lính ngạo nghễ. Trong một lần dừng xe, có tiếng gọi y tá lếch thếch bên vệ đường, một cậu của K1. Chưa bao giờ tôi thấy một hình thể cực kỳ lạ lùng như vậy. Dưới bộ mặt tái mẹt nhăn nhó là một bên vai của cậu ấy như chảy xệ tới tắt lưng. Cả bọn nhao nhao hỏi, nó bị sao mà lạ vậy? Ôi trời ơi, ông Mãnh ngồi trên nóc xe, qua lùm cây chủ quan, trúng ngay khúc cây to, nó quật cho gãy xương đòn. Ôi thôi, lần đầu thấy người gãy xương đòn, hệt như ngôi nhà bị gãy đòn nóc ấy, sập vẹo đi một nửa. Tất cả được lệnh cấm ngồi ở trên nóc xe luôn. Chát chúa những tiếng nổ, đoàn xe dừng bánh. Phía trước là một cái phum ở ven đường, thốt nốt kèn tùm. Có vẻ là một phum chủ phú lắm. Ruộng hai bên như vừa được gặt xong, khô ráo. Tôi thấy những chiếc xe phía trước nhảy xuống ruộng, chạy lòng vòng như muốn quay cái phum lại. Xe tôi vẫn tiến tới trước khoảng bãi rộng. Có lẽ trước là bến xe hay bãi chợ của cái phum này vậy. Một chiếc Jin 130 rúi đầu xuống bờ ruộng,
cabin bị tan hoang, kính vụn và máu vương vãi. Trên thùng xe, ba lô còn lăn lóc. Tôi loay hoay quay súng, chẳng biết nên bắn vào đâu nữa. Cánh các đại đội đã nhảy hết xuống xe. Tôi bắn nhịp 3, nhịp 5, lùng đạn quật căng vào những chiếc rầm sàn gỗ bằng bắp đùi gãy tan. Ông lái xe nhảy ra kêu oai oái. Khe thoát lửa nằm ngay góc cabin. Tiếng nổ của 12 ly 7 bọn tôi bên ngoài bắn, mà còn có cảm giác tức ngực nữa. Chúng tôi khẩn trương dỡ súng xuống. Một thằng niên có vẻ trung niên đứng cạnh cái cối giã gạo với cái chày cao hơn đầu. Thằng này chắc đứng đây ra hiệu cho bọn nó bắn. Mà sao nó cứ nhảy choi choi vậy? Khẩu RBD ngưng bắn, nó mới đổ sụm xuống. Một trận mưa đạn nhọn, cả ba hướng xả vào cái phum. Chúng tôi chọn một đầu hồi ngôi nhà sàn to, giá súng, nhưng bọn tôi không bắn. Các tổ bắt đầu lò dò vào sâu ở phía trong phum. Tiếng súng rộn rã một hồi. Không có lệnh gì cho chúng tôi. Họ dẫn tất cả 7 thằng. Chói mỗi thằng vào một góc cột nhà sàn. Thằng nào trông cũng có vẻ sáng sủa, không giống như những thằng tôi đã từng gặp lúc chúng nó còn sống. Bọn này, thằng nào cũng mặc sơ mi trứng sáo bên trong và mặc áo đen ở bên ngoài. Đặc biệt, thái độ không có gì là sợ sệt cả. Họ giao bọn này cho khẩu của chúng tôi. Bọn chúng bị trói giật cánh khuỷu, mỗi thằng một cột. Tôi đi xem lại các dây trói có chặt không. Bọn chúng mặt nhăn nháo hiên ngang lắm. Ngang qua một thằng, nó nhìn tôi rồi bất chợt nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Sững người, tôi điên tiết thẳng chân đá vào bụng nó. Nấc lên một tiếng, đầu nó ngoẹo sang bên. Một lúc lâu sau, tôi quay lại xem nó thế nào. Vẫn thấy nó chưa tỉnh hẳn. Không còn thấy hiên ngang nữa. Đôi mắt ráo rác, nhìn đã mất thần. Tự nhiên, thấy mình thế nào đấy. Dù sao, nó cũng đang bị trói. Đến lúc đấy, và mãi về sau này, tôi chưa được nghe những vụ bọn chúng thảm sát dân mình dọc biên giới dã man như thế nào. Nếu chúng tôi đã được đọc rồi, và lúc đó, không hiểu tâm trạng mình sẽ thế nào đây. Bây giờ, hiểu tại sao lãnh đạo không cho chúng tôi biết rõ vào thời điểm ấy. Dù sao, cũng có những người dân vô tội giữa hai làn đạn. Buổi chiều tối, chúng tôi đang nấu ăn. B-40 ở ngoài ruộng nã vào phum, lửa vàng khé bùng lên khắp nơi. Nổ đùng đùng, tiếng AK toang toác. Nó hô chô chô khắp ba bốn bề, nhưng chẳng thấy thằng nào thấp thoáng cả. Gần như cả trong phum, chúng tôi nằm im không bắn trả. Lửa bắt đầu cháy len lén vào khắp phum, sáng rực lên. Không còn nhìn thấy tàn lửa ở đuôi B-40 cháy loe xòe nữa. Nhưng bọn này làm sao mà lắm đạn vậy? Chúng nó có vẻ đông, nhưng chúng cũng biết lợi thế địa hình, nên cũng chẳng dám xông vào. Và lại, một vài ngôi nhà sàn bằng gỗ tốt bắt đầu cháy rực lên, soi sáng cả một vùng. Mấy thằng niên bị bắt, nháo nhác nói gì đó. Có vẻ hoảng loạn lắm, mà cũng lạ, chẳng thấy thằng nào dính đạn cả. Tiếng lửa giật phừng phừng đã tắt từ lâu. Bọn miền hình như đã rút lâu rồi. Có ai đó nói, hôm nay mùng 2 Tết đấy. Sớm tình mơ, mùi ngai ngái của khói bếp anh nuôi chảng bạc, lẫn hơi sương bò lan đến đầu võng, uể oải, co người trên võng, ghé mắt nhìn. Các võng vẫn im lìm thiềm thiếp. Lắng nghe tiếng cua lách cách xếp xong nồi của Hùng Dê, tiếng củi cháy lách tách, tôi biết cơm đã nấu xong và đang đun nước uống. Với tay tháo màn, tôi quấn vào người, khua tay lên tăng, cho những lớp xương thành giọt lăn xuống. Cẩn thận, vứt đôi sợi dây võng xuống đất. Đã có lần nó quấn vào màn, đêm nằm đang ngủ say, bỗng rời huỵch xuống cái hố cá nhân ở dưới võng. Mặc võng, phía dưới hào đào cái lỗ nhỏ lọt người. Có động, chỉ cần giật cái dây võng là chui tụt xuống hố luôn. Lạnh lạnh xe vai, lười nhác, tôi lấy đầu rồi súng, khều lấy chiếc giày rơi xuống hố. Rừng sạch, có nhiều cây thông rất to, cỡ hai người ôm. Vặt vào thân cây, độ vốc tay, để vào đấy một cái bấc là có một ngọn đèn cháy mãi. Xung quanh khu vực rừng này, nhiều ngày đường, chẳng có dấu vết con người, chúng tôi chẳng gác xét gì cả. Thèm thuốc lá vật vã cả lũ, nào thì cật nứa, nào là lá tàu bay sấy khô, nào là gạo rang. Tóm lại, cái gì ra khói đều hút, nhưng chẳng ra làm sao cả, hò khé cổ. Nhớ có đợt trong vùng quanh Poi Pét, miên một bên, mình một bên, hai con mương nhỏ, ở giữa có mảnh ruộng thuốc lá, bằng vài manh chiếu, có cái bờ chừng hai găng tay, thằng Trọng bò ngửa ra vạt lá. Được một ôm trước ngực thì bị nó bắn, đạn lia gãy bay những cây thuốc lá, có những cây bị đứt ngọn như người ta dùng kéo xén, bởi quần ta nhao nhao yểm trợ,
chỉ sợ nó dùng cối hay nó có M79 thì xong. Lăn tròn xuống mương cạn, thằng Trọng ôm khư khư ở trước ngực một ôm thuốc lá tươi, chia nhau xong tự bảo quản phơi sấy ngay. Thấy xe trưởng hét lên: "Cái gì đây?" Hồi ấy là ông Thinh: "Ơ, bọn em không biết ạ, tự dưng nó bắn." Ngày hôm nay tổ tôi nhận một ô cách chỗ chúng tôi đang nằm có 4 ô bản đồ thôi, loại ô khoảng 2 km một ô. Chắc chiều về sớm, hai băng lộn ngược, một vốc cỡ 50-60 viên và bao xe, một nắm cơm bằng quả bưởi, bột canh, bí đống nước đầy, cài thêm quả US. Tôi, thằng Phú Tuét, thằng Hiền Con lặng lẽ đi vào khe núi hẹp. Đường quá khó đi, hết khe dốc núi là dốc ngược, nền rừng đệm một lớp lá mục bùng nhùng. Thảo nào ai cũng cặt chéo trên triền núi, nên chúng tôi được dặn kỹ là phải cắt đường rất thẳng để tới nơi đó. Vắt nhiều vô cùng, đi tới đâu nó cứ dựng lên như một lớp thảm trên nền lá rừng mục và ẩm ướt. Chướng khí lật khuất, nửa như sương mù, nửa như bụi. Ánh sáng âm u dưới các tán cây, tịch không có tiếng côn trùng hay chim thú. Rồi cũng mò tới cái vùng chúng tôi cần kiểm tra. Trên đá toai thoải, cây bụi và cỏ tranh mọc ngang đầu gối khắp các khe đá. Bầu trời sáng sủa, gió nhẹ nhẹ, hắt đều đều từ dưới khe sâu lên, thật dễ chịu. Đâu đó có tiếng lích chích của loài chim sâu. Bỗng đầu xào xác vụt lên, đàn chim khách kêu lánh lót. Thận trọng, chúng tôi men theo dải cây tấp tới gờ dải đá. Hẫng xuống độ 5-7 mét là một dải rừng. Xa hơn chút nữa có cái chàng voi ăn. Bám theo thân một cây đổ vào vách đá. Vỏ cây đã mục hết, trơ ra cái lõi màu nâu đen như là bằng nhựa. Sau mới biết là cây gỗ nghiến. Xuống tới chân rừng phía dưới có một khe suối nhỏ, nước chảy âm thầm trong vắt, được đan kín bởi các vòng cây. Tiếng thằng Hiền Con huýt sáo nghe khẽ khẽ. Đang dưới suối tôi ngẩng lên, thấy có chân co chân duỗi nép vào một gốc cây ở trên bờ bên kia, kẹp súng tư thế bắn. Tôi, thằng Phú Tuét men lên bờ, thoát người, một con đường mòn ngay dưới mũi chúng tôi, như ngửi được mùi những bước chân người. Cẩn thận, dở dẫm xem xét. Rõ ràng, mật độ đi qua con đường này là rất nhiều, và mới đây thôi. Sau khi loay hoay một hồi, thấy con đường chạy chéo góc gần 45 độ hướng trái, ngược về phía chỗ chúng tôi đang đóng. Ba thằng quyết định đi về hướng đó, rồi có gì bẻ quạt lại đơn vị cho gần. Hiền Con đi đầu, sau tôi và thằng Vũ Tuét, mỗi thằng cách nhau 5-7 mét. Con đường thật dễ đi, nhiều đoạn lá mục đã nát hết, chờ đất nhẵn lì. Ê, lướt đấy luôn! Đoàng, đoàng! Tiếng súng vang dội giữa rừng, nhảy rúi vào đống cành mục ven đường. Tôi ngẩng lên nhìn thấy Hiền Con vẫn tư thế quỳ, nhưng tôi bắn, đang nghiệt cổ nhìn. Thấp thoáng, bọn Miên đang bỏ chạy, nhổm bật sang một gốc cây, thoát khỏi đám cành mục hôi rình. Tôi quay lại nhìn thằng Phú Tuét, nó cũng đã chọn được một gốc cây. Nắm tay làm hiệu, bọn tôi chờ một lúc lâu, yên ắng, mùi khói súng đã tan. Bỗng đâu thoang thoảng một cái mùi vừa quen vừa lạ, dần dần càng sực nức. Mùi nước hoa Trung Quốc. Ngày bé, mỗi khi Tết về, mẹ hay lấy cái họ nước hoa màu xanh của Trung Quốc chấm chấm vào áo cho mấy anh em. Cái mùi của bánh chưng mới bóc, mùi hương quyện với mấy chén rượu trên bàn thờ, mùi khói pháo và đúng mùi nước hoa này. Tất cả là mùi của Tết. Tìm quanh quẩn, cách độ 20 mét, một thằng Miên to con nằm sấp. Lỗ đạn từ đằng lưng trổ ra trước, làm vỡ toang lọ nước hoa nó để ở túi ngực. Nó đeo khẩu súng ngắn mà chưa bao giờ tôi thấy. Khẩu Compass to kinh khủng với tôi. Đạn lung lục như ngón tay cái, cỡ 12 ly. Và cái xà cột bằng da. Trong đó có mấy thứ linh tinh và giấy tờ vừa in vừa viết tay bằng chữ run. Rải rác những cái gùi bẩn thỉu khét mù. Có cái đựng sắn khô đã mốc sành đèn. Mấy khẩu K63 báng đỏ au. Có một khẩu vừa bắn. Bọn tôi tháo đạn, ổ khóa nòng xuôi vứt xuống suối. Thằng Phú Tuét nói: "Ai bảo chúng mày bắn trước?" Chừng đã khoảng 2 giờ chiều, lấy cái xà cột, giấy tờ và khẩu Compass loay hoay định hướng. Chúng tôi tìm đường về nhà. Tôi cũng bức xúc. Không bao giờ có chuyện vì bí mật gì mà phải thế đâu. Tất cả cố gắng giữ bí mật, tới khi một người bị lộ là tất cả phải choáng ngay. Điều này bao giờ cũng được tính trước rồi. Tôi đã có lần được hỗ trợ với mấy anh quân báo rồi. Vụ đánh khẩu 37 ly ở gần Poi Pet mà tôi đã kể. Câu chuyện ở cái đường mòn ấy, bọn tôi vẫn là C-16, 12 ly. Có điều súng to kết hết,
trước khi vào rừng, có cán bộ dạy cho cách đơn độc tổ ba người đi rừng. Thế là những thằng lọ mọ ở trong rừng vậy thôi. Khi xuống đồng bằng, trước khi về nước, lại nhận lại khẩu của mình, rồi lại bị thu. Trước khi qua phả Nhấp Lương, thì chỉ có tay không về nước, tới Bắc thì mới nhận lại súng. Trước khi về, lúc còn đang ở Nông Pênh, đến khổ cái vụ khám đồ. Hành quân di chuyển giữa hai bãi trống, lộn ba lô dốc ngược bi đông, rồi lại quay về chỗ cũ. Lúc đó tôi thấy rất bình thường vì quen chấp hành cấp trên. Bây giờ nghĩ lại, thấy hơi bị sỉ nhục. Mặc dù khi ở khu rừng có con đường mòn ấy, bọn tôi đã nhìn thấy số lượng mà chỉ có thể nhìn thấy trên phim Mỹ. Không ai lấy, nộp cán bộ ở đâu về làm chính sách ấy hết. Giao cả người lẫn vật, không đụng vào. Chủ yếu là mê tín, cầm vàng, sợ vào trận sẽ bị chết. Cánh rừng chúng tôi vẫn nghĩ là hoang vắng, như vẫn thế, từ thời nguyên thủy ấy. Hóa ra, che giấu một tuyến đường mòn rất tấp nập. Tuyến đường như dùng cho cả một xã hội công xã tươi đẹp di chuyển. Từ trẻ nhỏ tới trung niên, từ đói rách tà tơi tới bọn quần áo đen, nhưng mới tinh bóng loáng. Có tốp 5-3 đứa, có tốp hàng 20 đứa. Đám đầy đủ súng đạn, đám chỉ có 1-2 khẩu đi kèm. Có kẻ đen xỉ tóc quăn, cũng có những người đàn bà và trẻ con trắng trẻo. Chúng lặng lẽ, tất tả đi đâu, tôi nào có biết. Con đường bị phát hiện, chúng xẻ ra tứ tán khắp cánh rừng, tạo thành những con đường mới. Vào một buổi sáng như mọi ngày, chúng tôi lại lên đường, tìm những con đường mòn mà bọn Miên mới mở. Đầu óc còn đang nặng trĩu vì những điếu thuốc chiều tối qua xin được của một tên Miên già. Nó để trong cái hộp sắt tây, thấy nó lôi ra về hút. Chúng tôi ra hiệu xin, nó dâng cho cả hộp ngay. Thật tình, lúc này một hộp thuốc như thế có thể đổi được mạng sống. Thấy nó về điếu thuốc như cái sâu kèn ở cây na. Mà hồi đi sơ tán, lúc trẻ con bọn tôi hay làm kèn, quấn thêm lá chuối, cho vào cái loa to. Nghĩ nó tiết kiệm, chúng tôi vê bằng điếu thuốc dê bình thường. Trời đất ơi, sao mà nó nặng, một cục như quả bóng bàn chui vào trong họng, nghẹn cứng, mặt trợn lên, không nuốt vào, ngái ngái và khen khét. Đành bập từng ngụm nhỏ một, thật đã đời, lâu quá rồi, không có thuốc hút mà. Không biết có phải vì vậy nên thấy thật vui, thấy cái lá vẫy vẫy ở trong gió, cũng bắn rồi cười với nhau. Nói một câu vớ vẩn cũng cười bò, cả ba thằng, rồi lại bắn vu vơ. Lúc đầu thấy mấy thằng Miên bị bắt sợ rúm lại, sau chẳng hiểu gì, bọn nó cũng cười theo. Chúng tôi nghiêm mặt dọa banh ngóp, bọn nó nghiêm chỉnh lại luôn. Chúng tôi lại lăn ra cười làm lộn với nhau. Đến chiều tối, dẫn bọn Miên vào bãi gom về chia thuốc cho bọn ở nhà. Khát nước và không ăn được cơm, chắc là tại thuốc. Mãi sau này tôi mới biết đấy là tài mà hay bồ đà gì đấy. Cả bọn lừ đừ đi theo con đường mòn cũ, giải rác những tay nải, gùi và những thứ linh tinh khác của những lần lùa Miên chạy. Theo một ngách khác, đi được một lúc, thấy thằng đằng trước chạy, tôi cũng chạy theo nó. Sau tôi là thằng Cường, đằng trước truyền nhịn thở. Tôi cũng truyền xong rồi nhịn thở chạy. Trường hợp này là có xác chết thối rữa ở ngang đường đây. Chạy một hồi, sắp hết hơi, ngay ở trên đường mòn chênh ảnh, một cái xác đã ngả màu vàng khè như tắm nghệ, trường căng phồng, bụng vừa nổ, hai tay giơ lên trời như đang ôm dở vật gì. Ác nỗi, nó nằm ở giữa đường, chỉ còn cách chạy men lên cạnh đường là triển dốc, đầy cây cảnh và dây leo. Tôi cố nhịn thở, lách qua thật nhanh. Huy! Quay lại nhìn, thằng Cường vướng cái đầu rồi AK vào dây rừng, luống cuống ngã ra đường, tí nữa nằm gọn vào cái vòng tay của cái xác, không thể nhịn thở được nữa. Tôi bật phì cười, mặt nó tái xanh, đi đụng trận nhiều cùng nó mà chưa lần nào thấy nó sợ như thế. Đội hình hơn 10 thằng chưa tới chỗ tách, thằng đầu chạy tới lượt, đến thằng thứ 5, thứ 6 cũng vậy, đúng lúc cần nhịn thở thì hết hơi. Vừa tách được một tổ thì đụng địch luôn. Tố Bọ đi đầu nổ súng, hai thằng đi sau vận động lên ngang chỗ Tố Bọ. Nó lui về một chút cho chúng tôi biết tình hình. Không biết nó đông không nhỉ? Bọn này nhanh lắm, cẩn thận nó đánh quặp từ triền trái xuống. Thế nó giặt lên đấy. Tôi ôm RBD leo lên triền cùng thằng Cường, tìm chỗ thuận lợi. Lão tài con dặn với: đừng bắn vội nhá. Hắn vừa đi học lớp quân chính về làm đại đội phó. Hôm đấy tự dưng lão bắt tôi xách RBD. Đa phần rừng rậm xả đạn trong nồi ra rồi, cái băng nó lằng nhằng vướng phải cành cây rừng, có mà chạy. Tôi thầm nghĩ, còn lâu tôi mới bắn nếu không thật cần. Tiếng nổ chí chát qua lại rồi im ắng. Bọn tôi vận động bọc sườn bên trái, rừng trở lên lại yên ắng như muôn thuở.
còn lẩn khuất mùi thuốc súng, nhắc người ta phải canh chừng cái chết. Có vẻ bọn này nó đã chạy hết rồi. Bất chợt tiếng súng lại dồn dập, nhưng rõ ràng là chỉ một khẩu. Chúng tôi từ từ ép xuống, hai khẩu ở phía ta bắn cầm chừng, rồi tất cả cũng im bặt. Đột ngột ở khoảng trống trên dốc thoai thoải, một thằng niên bò chạy ngược lên, cắm cúi hướng thẳng vào chỗ bọn tôi. Cậu AK vắt chéo ở trên lưng, tay con nhảy ra phang một báng súng ngang lưng. Hai thằng nhảy buộc vào, tì đầu gối bẻ tay, nó quẫy dữ dội suýt cắn chúng tôi. Hiền đỏ khẩu AK của nó bắn hết sạch đạn mới chịu chạy. Bình thường đa số các toán miên vào thời điểm này đều hàng ngay hoặc bỏ chạy toán loạn, phần lớn là dân. Trường hợp bài bản như hôm nay ít gặp. Chúng tôi lôi thằng này về cho đại đội khai thác xem có gì không. Chiều tối hôm đấy bọn tôi mới ân hận vì đã bắt nó về. Tiếng hỏi cung cứ bình bịch, tôi không thích nhìn cái cảnh ấy và nghe thật khó chịu. Biết thế cho nó một nháy RBD cho rồi. Mà sao tôi không thể bắn một nháy RBD 2 viên 1, cứ toàn 3 đến 5 viên thôi, là khéo lắm rồi. Mực quá, kia rồi. Cái dải xanh xanh nổi thành vệt dài, chắc chắn là cái khe nước. Trong bất tận của màu vàng cháy khô cằn, nổi lên chút màu xanh như ốc đảo. Bất giác, tôi sờ cái bi đông của mình, nó đã nhẹ tênh, như không còn tồn tại ở tắt lưng nữa. Giọt nước cuối cùng đã bị tôi liếm nốt từ chiều nay. Tiến tới gần bờ khe, cảnh giác một cách qua loa. Chúng tôi háo hức ảo tới. Hỡi ôi, nước nó cạn sạch từ bao giờ. Bần thần một lúc, mấy thằng bắt đầu tìm tìm bới bới như thầy địa lý. Chỗ màu đất hơi tẫm lặng, có hơi ẩm, đào. Đào được một hồi, tất cả ngắn ngậm quăng sạch thất vọng. Duy còn cái hố chỗ tố đào là thấy đất ẩm rõ rệt, thay nhau nhảy vào khoét, vẫn chỉ là đất ẩm mà thôi. Mọi người chán nản bỏ, tôi nắm ở trên tay nắm đất được khoét lên vẫn thấy hơi ẩm. Tôi nhảy xuống đào tiếp, mệt không ra hơi. Đầu tôi bắt đầu u đi, mặc kệ, vô thức và cuống cuồng, tôi vẫn cố đào đào khoét khoét. Vô vọng, tôi bò lên khỏi miệng hố đã chừng sâu tới nách, một chân vẫn buông cõng bên trong. Tôi nằm sập xuống cái hố, gối đầu vào cán sẻng, rồi tiếp đi. Tỉnh dậy, nghe chừng đã về đêm. Ai đã lật cho tôi gối đầu vào ba lô, sờ thấy cái thân súng man mát. Tôi áp môi vào thấy dễ chịu. Từ dưới lòng khe cạn, nhìn khoảng trời ríu rít đầy sao, những ngôi sao lấp lánh, ánh sao màu xanh của nước. Rồi bỗng dưng, những ngôi sao hóa thành những giọt nước đá tuôn ra xuống. Ôi, còn gì cho bằng. Cả bọn nhao nhao lấy tăng, lấy song nổi ra hứng. Dậy, đi tiếp thôi. Tôi nhộm dậy ngơ ngác, tiếng lao sao của mọi người và tiếng song nổi lạ thật. Duy chỉ có những ngôi sao thành những giọt nước đá là không. Thì ra là tôi đang nằm mơ. Gần trưa, đội hình lọt vào cánh rừng cộp, toàn cộp là cộp. Những thân, cành chĩa lên nhọn hoắt, những tia nắng lấp lánh cầu vồng còn sắc hơn rừng cháy. Mặt đất đã bị một trận lửa quét qua, một lớp cho phủ kín, mọi thân cây đều để lại một lớp than đen. Mặt trời ở khắp nơi, những bước nhập nhoạng theo bóng người đi trước, đang lung linh vặn vẹo theo lối chân hằn ở trên tro than, thành đường trên nền rừng, lổm nhổm gốc cây bụi cháy. Chỉ trực bẻ gập những bàn chân, giờ chỉ bước theo phản xạ thực vật mà thôi. Bốp! Hoa cà hoa cải tung ra bởi sắc cầu vồng. Không biết thế nào mà tôi đập thẳng vào một cây to lù. Thân súng tuột rơi xuống trước mặt, tung lên đám tro bụi. Tôi ngã ngồi xuống nền rừng lộp nhộp. Thôi, tôi chẳng muốn đi nữa, tôi muốn ngủ. Cái vỏ bên ngoài là cái cơ thể tôi, chẳng cảm thấy gì nữa. Tôi chán nó, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Ai đó xốc tôi lên, đặt lại thân cây súng 12.7 nặng 22 cân lên vai, và tôi lại bước đi. Mọi thứ như muốn vỡ giòn ra, đôi muốn nứt ra, không còn muốn cử động, đến mí mắt đã bắt đầu cứng đơ. Những tưởng tôi sẽ chạy ảo xuống, há mồm thật rộng để cho bao nhiêu nước có thể nhanh nhất tràn vào cơ thể héo quắt này, hòa tan dòng máu đang cô đặc lại. Không phải riêng tôi, mọi người đều rất chậm rãi như vậy, đầm nước này xem là có thật không. Tôi khỏa tay xuống nước, lấy cái mũ vụt một mũ đầy, bịt các lỗ trên cái mũ, đổ vào đầu và mặt, hé cặp môi cho dòng nước ngọt chảy từ từ vào họng. Thật ra muốn ngoác miệng thật to lắm và muốn nuốt nhanh lắm mà nó không nghe cho. Không biết mất bao lâu, bao nhiêu mũ nước, tôi thấy như tan ra, rã rời, nửa người như dưới bờ nước, nửa gối lên ba lô cạnh bờ, không muốn rời nữa. Lấy cái mũ úp lên mặt,
Tôi nặng nề. Đêm ấy chúng tôi đi miết một chặng đường thẳng, mặt đất bằng phẳng, chẳng có cây cỏ gì đáng kể, tới một vùng sáng tít cuối đường chân trời. Một con đường sắt bị bỏ hoang, chúng tôi giải quân ra theo dọc tuyến đường sắt đó. Phía trước mặt là một cái thị trấn sống hẳn hoi. Từ khi bọn tôi rời tộc kho Long Bình, lần đầu tiên nhìn lại thấy có một thị trấn và đèn điện, thậm chí thấy những chiếc ô tô quét đèn loang loáng và cả xe máy nữa. Tiếng rì rầm từ bên thị trấn vọng tới. Chúng tôi nói với nhau, chắc đây là chỗ thằng Pol Pot ở rồi. Trời đã gần sáng bảy, chúng tôi sắp trơ ra giữa khoảng trống bằng phẳng. Vẫn chưa có lệnh đột, mọi người bắt đầu lo lắng. Hiện rõ trước mặt đúng là một trại lính với những dãy nhà một tầng thấp, nằm ngang dọc quy củ, hàng rào và bốt canh, có khoảng sân rộng và một ngôi nhà xây hai tầng nằm trước nó. Bắt đầu thấy các chuyển động lao sao trong khu trại. Tôi khóa tầm, hướng súng vào cái cổng có dãy nhà, chạy dọc theo con đường dẫn dài vào thị trấn. Tiếng của 82DP3 vẫn đang âm âm trong lòng, đã tới chớp lửa của khẩu DKZ-75. Gần như đồng thời, góc hồi ngôi nhà hai tầng vẫn vỡ tung vì phát DK. Các ô cửa sổ bắn văng ra nhìn rất rõ. Tôi xiết cò, súng tôi nhảy lên bần bật. Mặc dù vậy, luồng đạn vẫn đi rất chậm, trụm, nhìn rất rõ. Vì chúng tôi cài 5 viên, lại có một viên bạch đường. Nhiều vệt khói mạch mai của B-40 cũng đạn chéo, lắc đắc những cụm khói đen hất lên của đạn cối 82 và 60, ầm vang và dữ dội. Cả khu trại lính bốc lên khói bụi mờ. Có bọn giản di, có bọn mặc đồ bó sát, người có sọc đỏ ở mép quần, màu ghi, màu vàng sáng chạy tứ tung. Táo súng vận động theo bộ binh. Chúng tôi tới đầu cuối của khu trại lính, một dãy nhà nằm quất mà khi nằm trên đường cầu tôi không nhận ra. Tiếng súng đã thưa tớt, nhưng vẫn còn tiếng B-40, không có cái xác nào, mặc dù lẫn trong đám gạch vỡ vụn có nhiều vũng máu. Rải rác có những khẩu súng lạ hoắc vứt lại. Có khẩu DK-57 của Mỹ trông thật xinh xắn. Anh Huy bảo nhặt vác theo cùng vài viên đạn. Đúng một cái trại lính quy củ. Khu nhà ăn đã có những suất ăn được mang ra trong các khay nhôm, có trứng ốp lép phản hoi. Cơm và thức ăn đã được trộn như cơm rang, nhưng ướt, tất cả bị phủ đầy bụi gạch vữa. Có những vốc kẹo, chúng tôi bốc cho vào túi. Những chai nước cam, nước ngọt gì đấy nữa. Tôi chỉ uống nước cam. Tôi dốc ngược cái bi đông của mình, còn đầy nguyên vì cả đêm qua đâu dám uống. Chỉ nhấp từng giọt thôi. Bị ám ảnh bởi trận cát suýt chết hôm trước mà. Đổ đầy nước vào đấy. Thằng Mạnh ở K1 đi cùng đợt lính 17 tháng 8, to cao, bị tham mưu trưởng biệt cho ăn cái tát bay cái mũ cao bồi mà nó lấy ở một cửa hàng bán mũ nào đấy. Đang đội nghềnh ngang. Cũng đáng, với cái mũ đấy, trong ngày mà không ăn đạn của quân ta thì chớ kể. Hùng Dê đang nấu dở nồi cơm chưa sôi thì có lệnh di chuyển. Nghe nói không xa nên chúng tôi xỏ đòn khinh luôn cái nồi cơm đi. Dọc theo con đường ra ngoài thị trấn, đến một đoạn có các vạch sơn, thấy bảo nhau là đây là cửa khẩu Poi Pet. Chúng tôi đi về phía bên này một đoạn, chia các vị trí rồi nấu cơm tiếp. Có tiếng tăng rình ràng, tiếng xa xa từ phía thị trấn nhưng không nhìn thấy. Mấy cái M113 chạy cuốn bụi mù mịt, tiếng xích zip kèn két vàng xa. Chúng tôi yên tâm vì có ai đấy nói bọn nó không dám sang đâu. Mà nó điều ở đâu ra tăng mà nhanh thế? Có nó trước chắc cũng mệt đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy cái OV-10 hai thân bay lượn, nó è è trên trời cao, vọng xuống tiếng nhạc rồi tiếng lắp bắp. Nó nói cái gì đấy? Nhại lại mấy lần rồi lại phát nhạc. Tôi nằm ngửa nhìn, phì phèo điếu thuốc thơm, chả biết tên gì, thầm nghĩ. Bọn này ngớ ngẩn, lạ thật. Độ hơn một tiếng thì nó bay mất, thấy cũng buồn. À, thì ra đây là cái thị trấn, cửa khẩu. Đã thấy thấp thoáng, có bọn Tây mũi lõ tóc vàng ở cái vạch trên đoạn đường nhựa. Có đám quân đã chắn một cái rào sắt sơn đỏ vàng. Phóng viên đeo đầy máy ảnh ở trên cổ. Bọn này liều mạng thật. Rõ ràng, những ngày trước là chúng tôi đã ở sâu trong rừng khô độc cháy. Mà sao đụng toàn bọn miên được trang bị tốt. Tặng láng giềng này đã cho bọn Pol Pot đất làm căn cứ an toàn để chủ nó tiếp viện. Với thằng lính tò te chúng tôi bàn luận với nhau làm tức lắm. Viên Tông Giật nói, bọn này đều thật, chúng ông thì đánh bỏ mẹ, cho chúng mày chạy tới BC ấy. Mấy mươi năm nhớ lại thấy bọn này đúng là đều thật. Tôi, thằng Trọng và thằng Quang lên đường. Tình hình ít nguy hiểm, sự chống trả bọn miên độ này gần như biến mất, nên chúng tôi chỉ xách AK với hai băng kẹp là nhiều.
rừng già, tán cao vút, nền rừng khô ráo và tầm nhìn thoáng đãng. Ba thằng thong thả ngắm cây rừng, nhiều cây lạ mắt mà cả ba thằng đều là lính thành phố, cả thằng Quang Hải Phòng, chẳng bao giờ biết đây là cây gì. Gần như một lúc, ba thằng sững lại, ngang một chạc cây ngay trước mặt, một con rắn mà cái đầu của nó cũng đủ cho tôi buồn rụt cả tay chân. Trong ánh sáng rừng già, một màu xanh lá mạ cứ biếc lên như phát sáng, cách tóp đuôi độ hai gang, chắc chỗ hậu môn, nó lại đỏ sực. Con rắn dài cỡ một sải tay, mà thân nó chỉ to hơn cái ống sáo. Tôi sợ rắn lắm, sợ như cua gặp ếch cứ rúm lại. Thằng Quang chọn mấy khúc cây bằng cổ tay dài, chừng ba gang, lựa con rắn tuyển tới khoảng trống. Thân đang vắt ngang giữa hai cành, nó cầm khúc cây ném mạnh. Tiếng khúc cây quẻ rít lên vù vù như đánh căng. Đến vắt thứ hai, đã trúng ngang người con rắn. Nó gãy gập không trở được nữa, nửa thân trước quấn vào cành, còn nửa sau quẫy loạn xạ, gãy hết người, hết cả thòng thả. Mấy giác quan cha sinh mẹ đẻ căng hết lên để cảnh giác. Bất chợt tôi cảm thấy mùi khói, quay lại nhìn hai thằng, chúng nó hếch hếch cái mũi rồi cũng gật gật. Chúng tôi lần lần rồi nhờ giải nắng rọi thành dòng khe qua tán rừng, chúng tôi đã nhìn thấy khói. Bên bờ suối bên kia thoai thoải có cát lẫn quậy tạo ra một khoảng trống, một cái bếp bằng ba cục đá, trên là cái nồi bằng như song sáu của lính mình đang nấu sôi sình sịch, mấy cái đùi gà đen xì vứt lành lóc, ba khẩu súng dựng trụm đầu như kiểu dân quân miền Bắc thời chống Mỹ, một khẩu AK gác nghiêng lên tảng đá quay lưng lại phía tôi, là đứa con gái tóc quăn dày cộp lên và cắt theo kiểu quen thuộc của bọn nó, là ngang vành tai, trông như nó đang đội cái nùn rơm ở trên đầu, đang trụm lửa. Tôi thấy thời đấy cả nước nó hình như bắt tất cả phụ nữ cắt một kiểu tóc. Nhờ thời thanh niên cờ đỏ rầm rập các ngã tư đường phố, một thằng loay hoay bẻ cành khô cho vào bếp, hai thằng ngồi bệt chạm chân, một thằng cúi gầm đội lên cái khăn cả má ướt dẹp, còn thằng ngồi nhìn bếp lửa vẻ mặt tất thần. Chúng tôi giãn ra cách nhau độ 20 mét, quy ước chỉ bắn qua đầu chúng rồi gọi hàng. Súng nổ, một thằng chỉ nháy một nhịp, cả bốn đứa nhảy bắn lên cắm đầu chạy thục mạng. Chúng tôi nói mấy câu, chúng vẫn chạy, bọn tôi bắn thẳng theo. Ở rừng này tay không tồn tại kiểu gì được. Như thường lệ, tháo ổ khóa nòng đạn vứt tứ tán xuống suối, chúng tôi đá vào những cái gùi xem có đựng liều đạn gì không nữa. Trọng đá vào một cái gùi thấy bịch dịch rung rinh, à chắc là thịt, bọn nó còn nữa đây chúng mày ơi. Tiếng Trọng nói như reo lên, lâu lắm rồi chỉ có bột canh, trong nồi thịt đã có vẻ chín, không biết chúng nó bắn được con gì đây, mà mùi gây quá, chắc không có gia vị gì khi chúng nó không có cả mũi nữa. Trọng quỳ một gối, gác súng lên đùi, hai tay tháo nút buộc, cái gùi bung ra, đúng là toàn thịt, đỏ tươi. Thịt quá, nó vỗ tay đèn đét, như kiểu người ta bán thịt ngoài chợ, đang lựa cho khách mua. Ôi, thằng Quang tay cầm súng lăm lăm, chĩa chéo xuống cái khe nhỏ cạnh bờ suối. Tôi nhìn sang, thấy cặp lông mày của nó vỗn thưa, giờ dựng ngược như chẳng còn sợ nào. Đôi mắt một mí của nó có vẻ hãi hùng. Tôi chạy vội ra với nó, xem cái gì. Chắc còn thằng nào nấp dưới khe suối đây. Tôi hô, bắn đi. Nó không bắn, cứ trố mắt nhìn. Sang tới nơi, tôi nhìn xuống, cạnh mép nước là một bộ xương người. Mà cũng không đúng, một cái xác thì đúng hơn. Hai bắp chân, đùi và vai và mảng lưng đã bị lóc trơ lại. Những cái đầu cơ gân trắng ánh tím tím. Phần mông bị khoét như vẫn còn đang rỉ máu. Cái xác của đàn bà nằm sấp, một cánh tay nằm dưới dòng nước, cứ ve vẩy theo dòng. Trọng nhảy ào ra suối, tay khoác nước lia lịa. Chúng tôi rời bỏ chỗ đấy như ma đuổi. Về chỗ chú Quân, không thằng nào nói câu gì, thấy ghê và kinh quá. Cái tay trái, thằng Trọng vừa đi vừa vẩy vẩy. Về đến đơn vị, tôi lấy một xà phòng bằng hai đốt ngón tay giấu kỹ trong ba lô, cho thằng Trọng rửa tay. Tại thấy nó ghê, bặt tay nó mãi. Thằng Mai chạy ở đâu về, vừa tới bóng đã thấy tè tè. Ôi dồi ôi, bọn mày biết không, cái bọn Miên này thật kinh khủng. Bọn mày nghe chuyện gì chưa? Vừa trưa nay, tao ăn xong, xách súng ra dưới bãi xem bọn nó làm gì. Chắc là đơn vị tôi lùa ở trong rừng về, mỗi ngày 5-7 đứa, được đám chả biết dân hay lính. Đến mấy chục đứa, có cả phụ nữ và trẻ con. Cứ hô nó hàng, vứt súng là lùa về cho gạo muối. Có đứa nhìn thấy muối, còn bốc nhét vào mồm, không nuốt nổi. Mắt cứ trợn ngược, nấc lên tí chết.
Không hiểu bọn chúng có cái trò gì mà túm tụm thế không biết. Tạp xuống xem. Ôi trời ơi, chúng nó đang pha một thằng. Đâu vào đấy hết rồi, đã đun một nồi đầy. Tao kéo một loạt, bọn chúng đứng tất ngật hết ra. Mấy thằng mình chạy ra, bắt chúng nó đào hố chôn. Bắt hai thằng khiêng cái nồi đang sôi dở, mang đi đổ, rồi cùng bộ xương kia. Thế mà có mấy đứa chạy theo cái nồi, nhón bò vào mồm luôn. Tao lại bắn loạt nữa, không thì tao nột mất. Trời đất, thằng Mai, dân Ba Toa, làng Mai Động Hà Nội, chuyên chọc tiết lợn, ngả trâu bò từ bé, mà còn mẹ. Cái từ pha cũng là từ dân lò mổ của nó mà. Thảo nào, bọn này nó kéo theo ruồi như lũ. Về sau, thằng Mai khẳng định là nó sẽ biết đám nào đã ăn, đám nào chưa. Vì bọn nào ăn rồi thì sẽ ruồi theo như đám mây bao phủ. Chúng tôi ngồi trên những chiếc GMC thùng sắt, nóng bỏng và lần bụi. Bò chậm chậm qua cổng Niếc Lương. Súng đạn đã được thu, báo hiệu sự xa rời tạm thời những vùng có những kẻ bắn vào mình bất kỳ lúc nào. Chiều tối dần, đoàn xe từ từ chậm lại, bừng lên trong những ánh đèn, trong những ngôi nhà, những người dân tấp nập ở ngoài phố. Ở đâu thế này? Thị trấn Gò Dâu. Đất mình, dân mình, tiếng ồn ào của các chợ. Ôi, tiếng nói của dân mình, muốn lắng nghe tất cả, như những tiếng hát, bỏ những ngày thèm tiếng trẻ con khóc, tiếng của đàn bà. Đoàn xe dừng bánh, lính tráng nhao nhao nhảy xuống xe, xà vào các hàng quán. Lần đầu tiên được phát tiền gọi là phụ cấp của gần một năm đi lính. Tôi chậm chậm leo xuống khỏi xe, mặc cho mấy thằng háo hức kéo gọi. Ôi, những ngôi nhà, những góc quất, cỏ cây bờ bụi, con đường, bờ tường đổ, bóng tối, cả phân trâu bò và cả gió nữa. Tất cả đều ấm áp thần tượng, đều mềm mại an lành. Tôi giang tay như muốn ôm lấy tất cả. Tôi xòe tay xoa xoa lên mặt đất. Tôi quay tròn, những người dân đi qua nhìn tôi cười. Nụ cười của dân mình sao mà thân thiện ấm áp. Bầu trời nữa, những ngôi sao sáng đẹp quá, cứ như đang cười tít lên. Nếu ai cũng từng như tôi, bỏ lại sau lưng những cánh đồng hoang chết chóc, những khe núi thăm thẳm đầy những cái xác thối rữa, với những đàn ruồi bu nặng cả những tán cây, những cánh rừng khộp dài vô tận, trong những cơn khát ảo ảnh và giấc mơ về một khe suối, những tiếng B-40 bất ngờ, những tiếng kêu thất thanh của thằng cùng đơn vị bị thương, tiếng thở ọc ọc nhọc nhằn vô thức của đồng đội sắp hy sinh vô vọng dưới ánh nắng chói chang, trong tầm đạn bay quanh kêu như ruồi nhặng không thể cứu, những đêm luồn sâu tím tái, tim đập thình thịch như có thể bọn miên cũng nghe thấy được, ù tai. Ai đã qua cũng có thể chia sẻ với chúng tôi cảm xúc giờ phút này lúc trở về đất nước. Những dạng núi lửng lững dưới nền trời đêm trôi lừ đừ qua những ô cửa sổ của đoàn tàu lao đi vật vã, trong tiếng quần quật của những bánh xe lăn hối hả ở trên đường ray, mang theo đẩy ních những người lính đi về phía bắc, nơi đấy tổ quốc đang bị xâm lăng. Đoàn tàu dừng hẳn, đã gần nửa đêm, ga hàng cỏ đây rồi. Sân ga tối nhập nhoạng, hiu hắt đèn vàng úa. Những người lính ngái ngủ phân công nhau về cuối ga lấy bánh mì. Tôi cũng đi lấy. Nhà mày ở đâu đấy? Thì cóc hỏi. Sau khi nhận chậu bánh mì từ tay tôi. Ừ nhỉ, ở ngay kia thôi. Tôi như bình tĩnh lại. Bố mẹ tôi, các em tôi, căn nhà của tôi, các bạn của tôi nữa, tất cả ở ngay đây thôi. Nơi tôi luôn mơ về lúc bước thấp bước cao trong những đêm hành quân luồn sâu, hay khi im ắng giữa hai đợt súng nổ, hay trong những cơn mương cạn dưới bầu trời nắng lửa giăng, trong tầm đạn nhọn nằm cạnh bên thực sĩ. Tôi đã tự quây kín tiềm thức chỉ để nhớ, không dám phát triển thêm những mơ ước, nếu không sẽ chẳng thể vượt qua những ngày tháng bên miên. Tiềm thức chặt chẽ tới độ như bị thôi miên, không ý kiến, chỉ chấp hành thôi, tìm mọi cách để tồn tại. Khi đụng trận cũng như đi tìm thức ăn trong nỗi lo sợ bị lạc khỏi đơn vị. Câu hỏi của ông Tịnh Cóc như giải tôi ra khỏi cơn thôi miên. Thật lạ, cho tới lúc lấy xong bánh mì, tôi cũng chẳng nghĩ gì. Lao ra cửa ga, đầy kín quân cảnh. Anh ơi, cho em ra, nhà em bên kia đường thôi. Cho em về thăm nhà một chút, rồi em vào ngay. Chẳng ai nghe tôi, chẳng ai cho tôi ra cả. Không ai có thể ngăn một thằng lính Hà Nội rời ga hàng cỏ. Thực sự, họ không đủ quân cảnh để ngăn chặn. Chúng tôi vượt qua mái nhà vệ sinh, qua bờ tường thấp, nhảy ào ra phố Trần Quý Cáp. Tôi chạy, không nhớ ra ngã nào, về tới Phùng Hưng thì mệt mỏi lắm rồi, không thở được, muốn đi chậm lại,
nhưng đôi chân cứ nhón lên. Người tôi nhẹ lắm. Từ sau vụ sốt rét ở Phnom Penh, tôi biết mình đang rất yếu. Tôi muốn gục xuống, nhưng mắt tôi đã túm lấy những gốc cây, những mái nhà, góc phố, vỉa hè, đẫm những kỷ niệm, kéo giật tôi lên. Chạy! Mẹ ơi! Tiếng then cửa cuống cuồng. Tôi lách vào nhà như gió, ngồi bệt ngay ra sàn, vừa cười vừa thở. Mẹ tôi vừa mếu vừa cười, cùng các em tôi vừa ngái ngủ vừa cười và cùng sờ nắn tôi. Đèn các nhà phố cùng thi nhau bật sáng, họ kéo sang hỏi han. Lạ thật, mọi người cũng cứ cười và nắn tôi, rồi tất cả những thứ quà sáng mọi người có thể mang sang cho tôi, quà sáng của dân phố cũ Hà Nội. 5 giờ sáng, tôi thiếp đi trong giấc ngủ ngon nhất gần 20 năm sống trong cuộc đời. Gần trưa, anh Huy đã đội trưởng tìm đến nhà, nói chuyện với bố tôi, có vẻ hợp nhau lắm. Anh ra cho tôi tập hợp anh em trưa ngày hôm sau phải lên ga Thái Nguyên. Đúng giờ, ở khu nhà ga hoang tàn Thái Nguyên, nhận xong súng đạn, tôi leo lên xe. Anh Vam đại trưởng lầu bầu, trông ghét thật, muốn đạp cho một phát. Chưa bao giờ tôi quên câu này. Tôi im như tóc, làm mất đi đua của ông ấy mà. Chúng tôi lầm lũi, đoàn xe cuốn bụi trong ánh chiều hướng lên biên ải phía bắc, tập trung rừng núi. Cái lạnh cứ tràn trên núi xuống, ướp buốt những ngón tay. Mấy thằng lầm lũi đi, đêm mùa đông tối mịt mờ. Đã ra đến đường cái, một đoạn nữa là tới đơn vị, vẫn thấy ánh đèn quán nhà lão US còn le lói. Mấy thằng bảo nhau, hay vào nhà lão một lúc chơi đi. US là cái tên bọn lính chúng tôi đặt cho lão, tên thật lão là Mỹ. Không hiểu sao, lão rất ghét gọi lão cái tên này, US. Bọn lính kể với nhau rằng, có lần đi hành quân cơ giới qua, cả bọn đồng thanh hô 123, US. Chỉ có vậy thôi, mà lão lao ra, quăng cả US lên thùng xe. Có điều lão không rút chốt, để biết là lão ghét cái tên ấy thế nào. Nhà lão mở cái quán nước nhỏ, thật ra là cái đầu hồi nếp nhà tranh kiêm tốn, vạt một khoảng của quả đồi, nằm bên rễ cái đường cái, dưới một gốc cây phượng vĩ già. Chắc trước lão làm thợ may kiếm sống, vẫn thấy còn cái máy khâu được phủ tấm vải đã ố màu. Ở vách treo một sợi dây thước đã cũ trên cái đinh rỉ sét. Ngoài cửa có câu khẩu hiệu được viết dọc theo lối câu đối thì đúng hơn: cấm quần loe tóc dài. Bên kia chữ đã nhòe vì mưa hắt. Mấy lần gọi tôi gặng hỏi, lão chỉ ậm ừ không nói câu gì. Có lẽ vì cái dòng chữ này mà lão chuyển sang nghề bán nước. Khi chúng tôi về đóng quân tại đây, ngay cả câu bán nước lão cũng chửi, mà phải nói lão bán quán cơ. Tay lão lúc nào cũng lăm lăm cái tước gỗ, khi nói thì chỉ vào mặt người ta, còn không thì để gãi lưng. Lão có cái đài bán dẫn chuyên bắt đài địch, và đặc biệt bọn tôi muốn ngồi khuya mấy cũng được. Ông Mỹ ơi, con tước không? Ừ, chúng mày đi ăn cưới về đấy à? Đúng là lão ma xó, chuyện vớ vẩn gì cũng biết. Lính còn bảo nhau, cẩn thận, lão này làm gián điệp đấy. Lọc cọc kẽo kẹt, lão mở cửa cho chúng tôi, rồi nhảy phóc trở lại cái phản lùng bùng mấy cái chăn đủ màu sắc của lão. Vóc dáng nhỏ thó như que củi, nhưng loại củi gỗ tốt, lão rất nhanh nhẹn. Dưới ánh đèn dầu vừa được lão kêu lên ở trước lúc mở cửa và ánh lửa bếp, bộ mặt dài quắt của lão uốn éo, đôi mắt ánh lên tinh quái. Không hiểu sao bóng cái tai của lão in trên vách thế nào mà cứ nhọn như tai dê. Chúng mày vào bản từ sớm à? Thôi, ông lấy mấy quả trứng vịt, nửa đấu bột mì với can rượu ra đi. Tôi biết lão định nói chuyện gì rồi nên gạt phát ngay đi. Mai lấy thanh nứa làm đóm, ra sau cái sân rộng chừng 5 bước chân, ở đấy có cái vuông đất bằng manh chiếu trồng rau, góc trong cùng có hành và tỉa là. Khanh lôi can rượu sắn 2 lít trong gầm trạn, mở nắp nếm, lầu bầu. Sao nhạt thế? Lão US ngồi lắc lư, cái môi mọc dính thâm sỉ nhếch lên, nghiến một câu: rượu hôm nay đắt hơn rồi đấy. Tiếng gió vặn cóm vầu ở lưng đồi cộc cộc, giật vào vách liếp sau nhà như có kẻ vừa lách qua. Tôi hỉ hụi quấy mấy quả trứng trong cái bát ô tô mẻ. Cường lật mặt nhặt những con mọt ở trong bộ đấu bột mì, rồi món trứng trộn bột mì cho được nhiều hành thìa lạ cùng đốt ngón tay. Mỡ tráng trảo cũng bắt đầu thơm váng. Cường bắt đầu loay hoay dốc ngược mấy cái đàn guitar, lã chã những miếng thịt mỡ rơi ra từ cái bầu đàn, cũng được gần đĩa đầy để đảm bảo không còn miếng nào sót. Nó cứ lắc lư rồi gảnh tai nghe ngóng, chăm chú lắm. Chiều có một đám cưới ở trong bản. Hùng, một thanh niên địa phương, chủ nhà nhờ cậu ấy mời chúng tôi vào văn nghệ cho đám cưới, thêm vui.
Lúc ấy là niềm hãnh diện của chủ nhà, còn chúng tôi cũng rất mừng vì được đi cải thiện. Thôi thì tạp ý lù, tất cả bài nào cũng chợt nhớ tới, chuyển tất thành chát rình rình để thanh niên vào có thể nhảy. Nhưng chủ yếu là nhạc trẻ Pháp, lời của Phạm Duy. Lẫn trong tiếng vung nồi và thùng gánh nước, những đôi chân trần hoặc xếp lê dậm nhiệt tình và say mê xuống trên sân. Giữa có đống lửa to, cháy dần dật, đám bụi mờ mờ bốc lên, che thấp thoáng mấy khuôn mặt các em sơn nữ đứng vòng quanh. Sau các cột nhà sàn đang hồng lên vì lửa hay vì đám trai bạn đang nhảy nhiệt tình, lạ lẫm. Chúng tôi vui vẻ tiếp đãi, rượu, xôi và thịt. Chúng tôi thèm thịt, nhất là thịt mỡ. Nghĩ tới mấy thằng ở đơn vị, tranh thủ lúc nhập nhọạng, khéo léo, nhặt đám thịt giang dở, nhét vào thùng đàn. Không lẽ gói mang về? Hãy xin đi. Những năm này, sao mà đói, đói quay quắt. Dân cũng đói lắm, đến ngọn sắn còn phải giữ. Chúng tôi mấy tháng nay, ngày ba cục mì luộc, không bằng nắm tay, đến bọ chó đốt cũng mất sức chiến đấu luôn. Các vết đốt cứ lở loét không lành lặn được. Tiếng phát thanh viên từ cái đài bán dẫn với cái giọng là lạ của người Bắc sống lâu năm. Nói về vụ John Leon bị bắn chết, lão US chỉ chờ có vậy, nhanh nhẩu chèn ngang ngay. Đúng là lão chờ chúng tôi, thắp đèn đón lõng để hỏi chuyện. Ông B, đại trưởng 24 bị bắn chết hôm nay, đầu đuôi thế nào à? Sáng nay chủ nhật, đơn vị đi vắng hết, tôi ở nhà trong doanh trại. Tranh thủ dạo lại mấy gam đàn cho buổi chiều đám cưới, tọa đau lưng cũng nằm nhà. Bên kia hội trường trung đoàn vang sang tiếng thủ trưởng nào đang nói. Nghe đâu, bên ấy hôm nay họp quân chính, có thủ trưởng sư đoàn xuống. Hội trường cách chỗ chúng tôi một vạt đất vài chục bước chân. Chúng tôi đã phát cây trồng rau qua khe nước nhỏ. Cái sân bóng chuyền ở phía trước hội trường vào ngày chủ nhật thường đông vui. Hôm nay lại vắng tanh vì có họp. Vẩn vơ nhìn luống cải tôi gieo lên tươi tốt, gần bằng găng tay, nghĩ mai tỉa làm ghém ăn. Tọa ken lại cái chuồng gà của khẩu đội, góp tiền mỗi thằng mua giống một con, cũng chừng lách chách lớn bằng vuốt tay cả rồi. Đoàng đoàng, tiếng súng xé toác sự yên bình của khu trung đoàn bộ buổi sáng chủ nhật. Choáng váng với bất ngờ và lại phản xạ còn nguyên vẹn từ bên miên, tôi và tọa cũng nhảy ngay vào cái hố đầu hồi nhà, cái hố bọn tôi lấy đất trộn vách nhà đơn vị. Hai thằng nhìn nhau bối rối, thật đáng sợ. Tiếng AK bắn ngang tầm bọn tôi, diệt lắm, không phải bắn chỉ thiên. Đoàng, khỉ thật, hai phát tiếp nữa. Tiếng ồn ào bên hội trường trung đoàn. Hai thằng cẩn thận ngó sang, đã thấy mọi người chạy loanh quanh rối rít. Có chuyện chẳng hay rồi. Tọa lao sang bên ấy, tôi cũng chạy theo. Nhưng chợt thôi, tôi chôn chân tại chỗ đứng hóng sang. Mùi súng đạn, mùi chết chóc, tôi không muốn nhìn. Tọa hóng hớt bên trung đoàn hơn tiếng sau mới về. Lúc này, đơn vị tôi đã có mấy thằng nháo nhác ở đâu chạy về. Mỗi thằng một câu, tôi choáng váng. Năm trước, lúc trung đoàn mới về Bắc được một thời gian, đơn vị được bổ sung quân trang, hai người được một cái quần, thật là khó, cùng rách như nhau. May, tôi chạy về qua nhà nên lấy được cái quần gabardine của bố, rồi mặc, nên vụ chia chác ấy tôi không nhớ mấy. Chỉ có một chuyện, cả trung đoàn đều biết, đấy là cái vụ thằng SC-20. Không biết nội tình như thế nào mà nó lôi được cái quần phát trung kia lên tận cửa quân nhu, lấy dao chặt dọc cái quần ra. Vì là trung đoàn bộ nằm giữa, các đại đội trực thuộc nằm ở xung quanh, cách nhau vài chục bước chân, nên chuyện gây xôn xao tất cả, thật bi hài. Không biết các thủ trưởng tính sao, thằng này đúng là có máu điên. Nó ở đại đội 20 là đại đội trinh sát, nghe nói bên kia nó cũng là thằng lì lắm. Với bọn tôi, những người trong đơn vị đã trải qua từ trước năm 77 đều đáng khâm phục cả. Đấy là những người lính tráng, đánh luồn sâu, gian khổ và ác liệt gấp bội lần phần đám lính 78 chúng tôi. Từ kinh nghiệm của họ truyền cho, chúng tôi rất biết họ đã trải qua những chuyện gì, những kinh nghiệm phải trả bằng máu và sinh mạng của đồng đội. Giai đoạn này, chúng tôi chia nhau vào rừng, kẻ lấy măng, chặt nứa, kẻ đốn cây, cắt cỏ tranh, dựng doanh trại. Công việc là vậy, mà sao đau ốm báo nhiều. Thằng S cũng vậy, nó kêu đau bụng suốt, nhưng khổ nỗi, kiểu đau của nó giống như giả vờ vậy. Quân y trung đoàn thật ra chẳng xa xôi gì. Rất nhiều lần, bác sĩ B mổ trong cái hầm âm nông trệt với mảnh vải dù căng tạm bợ, ngay tầm đạn thẳng của bọn nghiên. Ngày hôm qua, có thằng đồng hương đi phép lên báo tin anh B có con trai đầu rồi.
Sáng mai chủ nhật, có chợ phiên chợ mới, thằng liên lạc lên mua ít thịt làm cái gì cho vui. Sáng sớm, một người dân đi rừng gặp thằng S, thấy chân nó cuốn xà cạp và đội mũ công tác hẳn hoi, xách khẩu báng xếp, nó bắn mấy loạt vào vách núi rồi về. Hội trưởng đang họp, thằng S tiến thẳng về, lên đầu hội trưởng dõng dạc. Báo cáo thủ trưởng, cho tôi xin phép gặp thủ trưởng B. Anh B đi ra phía cuối hội trường, tay ôm cái cặp và cái áo mưa sĩ quan. Thằng S đồng thời đi từ phía đầu lại. Hai người ra gần sân giữa, nó hô. Anh B đứng lại. Đồng thời nó bắn ngay một loạt 3 viên. Anh B gục ngay tại chỗ. Hội trưởng nháo nhác, choáng váng vì bất ngờ. Tôi không bắn các thủ trưởng đâu. Đây là chuyện riêng của tôi và bác sĩ B. Tôi đi đây, chúc các thủ trưởng ở lại mạnh khỏe. Nói xong, nó quỳ xuống. Ngón tay phải dí cò, tay trái cầm nòng súng đặt vào cổ. 2 tiếng nổ nữa. Đêm đã khuya lắm rồi. Gió rên rỉ trên các triền núi đá. Như thấy như không, tiếng vặn mình cộc cộc của khóm cây vầu trên lưng đồi sau nhà. Đêm nay, mỗi người nằm một đầu hội trường, bọn vệ binh bảo thế. Bếp đã tàn từ bao giờ, còn đống than đỏ rực, hắt lên bộ mặt méo mó của lão US, một màu tiết đọng. Lão ngồi lắc lư, hay chúng tôi đã cạn cái can rượu rồi. Chương trình phát sóng đã hết từ lâu, chỉ nghe tiếng xè xè từ cái đài bán dẫn. Chúng tôi châm điếu thuốc, con gà, rồi ra về. Không quên gói thịt mỡ đã răng mặn cho mấy thằng ở nhà. Eo óc xa xa, tiếng gà gáy sang canh. Trời rét quá. Năm ấy, cũng vào độ này, khi những bông hoa gạo đã già, rơi tan tác cạnh lối vào khu mỏ đá ở cạnh đơn vị tôi. Mới đi tham gia sửa đường trên cây 62 gần Bắc Cạn về, lính tráng lăn ra ngủ tiếp đi. Trong bóng nắng, xuyên qua các lỗ thủng của vách đất và mái nhà, uể oải, tôi bỏ dậy, vớ cái điếu cày ra đầu hồi rít một điếu khe khẽ, sợ làm động mọi người đang say giấc. Lờ mờ nhả khói, nhìn những bông hoa gạo ở trên cao, nắng đang đốt nó cháy lực lên. Vậy là về đây cũng đã 2 mùa hoa rụng. Khoác cái ba lô lộn ngược, tôi xăm xăm bước lên chợ mới. Biết giờ này không có xe khách, nhưng may ra vẫy được cái xe tải. Rồi một xe cũng dừng lại. Xuôi đâu đấy? Đây chỉ chạy tới Đu thôi. Tôi tần ngần, rồi cũng nhảy lên xe. Dưới Đu là sư bộ, 1/4 bọn 16 chúng tôi nằm thuộc sư bộ rồi. Bọn nó đi học, tên lửa đặc công. Lúc tôi đang nằm viện, nếu không cũng về cả đây rồi. Vào chỗ chúng nó luôn, vì lâu cũng không gặp. Xuống xe, tôi định chào cảm ơn ông lái, thì trong cabin, một bà mở cửa ra, trông như người bán hàng khô hay đồ tạp hóa ở chợ Đồng Xuân, từ kiểu cách ăn mặc lẫn thấp thoáng ở cái vòng ngọc xanh lục. Bà nói, này cậu, hạ giúp tôi chỗ mấy cây chè nứa xuống. Rồi khuôn mặt một cô bé nữa thò ra, đôi môi hồng hồng, hé nửa như định nói, mắt trong veo, những lọn tóc mai hơi quăn, dịn lên má lấm tấm mồ hôi. Đêm ấy, chúng tôi ra chỗ mấy thằng trồng rau, là chỗ dành cho bọn tụt tạt đau ốm và chỉ tìm mọi cách được ra quân. Có gà và trọng kiếm lưng can vàng rượi, chúng tôi hát sơn ca bảy và chế linh. Sau cái nhà vách đất, cách mảnh vườn nhỏ, cao lên trên là cái lán ở của học sinh cấp 3 trường huyện. Mọi học sinh phải tự túc làm lán ở. Cô bé lúc chiều cũng ở trên đấy. Gió lùa men vào cái vách đồi mơn man. Tối mai mình được ngủ ở nhà rồi. Bên cạnh thằng Trọng đã gáy đều đều. Đạp xe lệu rượu quanh các phố, những hàng xấu già với các vết sẹo thời gian không thay đổi, dễ trồi lên làm nứt những hàng gạch vỉa hè vẫn y nguyên như thời hàng ngày tôi cắp sách đi qua, cũ kỹ, vắng vẻ và thân thuộc. Tôi lắng nghe tiếng líp xe lách tách, thảo nào mà người ta nghe được tiếng xấu rụng. Tôi ngớ người như một điều kỳ lạ. Cô bé học cấp 3 trường huyện đang đứng kia, cô cũng nhận ra ngay tôi, với chiếc áo màu thiên thanh, tay bồng tật diện. Chớp mắt nhìn tôi rồi cười, nhìn ra chỗ khác. Tự nhiên tôi thấy lúng túng, hỏi mấy câu thật vô duyên. Anh cả cô ở ngay đây, cô và mẹ về chơi, vậy thôi. Cô quay đi, mái tóc thề ôm vai. Được mấy bước cô quay lại cười, khép tay khẽ khẽ vẫy. Lúc nào lên trên đấy, anh vào nhà em chơi nhá. Rồi ngày 26 tháng 3 cũng tới, trung đoàn tổ chức văn nghệ thể thao và phát các phần thưởng, những quả bóng đá bằng da thật, bóng chuyền, vợt bóng bàn và những cuốn sổ tay, bút máy. Đấy là những thứ mà tôi được anh chỉ huy chính trị viên đại đội giao về Hà Nội mua, vì anh lên làm tuyên huấn, kiêm luôn phụ trách công tác đoàn. Lần đầu, sau khi về Bắc, trung đoàn chúng tôi tổ chức ngày thành lập đoàn, nên mọi người rất vui và háo hức.
Đang đá vui vẻ, chúng tôi kéo nhau lên chợ mới, tính uống tiếp. Tới nơi, tôi lỉnh đi một mình, trong lúc bọn nó đang háo hức đặt món. Tôi đi tìm hỏi nhà cô bé ở trường huyện. Ngôi nhà gỗ khá khang trang, mặt đường phố chợ không tên, nhưng lẳng theo lối ba gian hai trái, qua khoảng sân, dãy nhà phụ là bãi ngô xanh lịm. Xa xa cuối bãi là con suối lớn. Cô bảo, con suối mát lắm anh ạ. Mặt tay em như búp lùa trong mái tóc thơm mùi ngô non, bờ môi mềm, ngọt như ngậm sữa. Gió hây hợt thổi, những bông lau bên cái suối mới tách áo, trắng ngọc ngà. Tiếng suối rì rào, bỗng như xeo lên, tràn bờ, tràn bãi. Có hoa rong rừng đỏ như muốn cháy đỏ mãi lên. Em trong vắt như nước suối đầu nguồn, hoang dại như rừng núi. Tôi thả xe chậm lại, ngang qua gốc phượng vĩ già vẫn đấy, nếp nhà xưa của lão US đã hoang phế từ bao giờ. Đỗ xe trên cầu chợ mới, tìm bãi ngô xưa đã hoang tàn sỏi đá. Nước con suối lớn đục ngầu vì bãi vàng trên Nari chảy qua. Bao nhiêu nước đã trôi qua cầu từ độ ấy. Người xưa đã lấy chồng. Chồng em trước ở K3 đi lính cùng đợt với tôi, 17 tháng 8 lính Hà Nội. Mấy mười năm, giờ em vẫn đẹp. Em giỏi giang nên cũng rất giàu. Tôi biết vậy và em cũng biết. Sao em biết hết gian khó một thời của tôi? Chúng tôi có những người bạn trung cấp 3 trường nguyện của em. Dẫu vậy, chúng tôi rất sợ một ngày không tránh được mặt nhau. Ngày ấy năm xưa, 26 tháng 3, mấy mười năm thật khó nguôi ngoài, nên tôi vẫn còn nhớ mãi. Đơn vị chúng tôi đang nằm trên cái thế hơn thằng Lý Pol Pot một bậc vì đang đứng trên cái thế ấy. Sau khi khẩu DKZ-75 của trung đoàn rút ra, địch ngày càng dùng lợi thế về mặt hỏa lực tăng cường, đánh phá vào các căn cứ của tiểu đoàn chúng tôi, thật dữ dội. Lúc này bên phía Thái Lan, họ cũng tăng cường trực tiếp tham gia cùng với bọn Pol Pot. Cụ thể, họ dùng pháo 105 tham chiến cùng với bọn Pol Pot mỗi khi chúng tập kích chúng tôi. Đặc biệt, có khi những khẩu pháo 105 đặt sâu vào đất họ, khai hỏa bắn sang căn cứ của chúng tôi. Bình thường, mặc dù bọn phía lính Pol Pot không hề tập kích, có lẽ bọn chúng đang tin tưởng một điều gì đó nên mới có những hành động rất tự tin. Có thể là sự hứa hẹn của một số nước lớn giúp họ. Có thể là bọn chúng đang nhìn thấy sự lớn mạnh của các lực lượng lính Pol Pot đang thay đổi không ngừng ngay bên đất của họ. Hoặc nhìn thấy ta rút bỏ khỏi Cao Mê Lai, nên họ nghĩ ta đang phải rút lui trước sức ép của lính Pol Pot. Còn nhớ vào một buổi chiều, đã chập choạng tối, đột nhiên từ hướng chính bắc của đại đội 7 vang lên một tiếng đề bà lớn, rồi bu, bu, bu. Ngay trên bầu trời trục lộ giữa đại đội 7 và đại đội 8, xuất hiện một cụm khói màu xám vàng rất đẹp. Nó cứ lơ lửng thật lâu, đến vài phút rồi mới tan dần. Một số đàn anh cho rằng lính Thái Lan từ trận địa pháo của họ đang bắn trái điểm để lấy tọa độ. Như vậy có nghĩa là họ đã đưa được cứ điểm mo hơn vào tầm pháo, sẵn sàng bắn phá khi cần. Trùng hợp là sáng hôm sau, anh em trong đại đội tôi hái bông điên điển trong khu vực này nấu canh, thì có mấy người bị đau bụng dữ dội, nghi là lính Thái Lan bắn đạn hóa học. Đơn vị liền lên máy điện báo ra trung đoàn. Sau đó thì chúng tôi nhận được một số mặt nạ phòng hóa, 2 người một cái, còn được phổ biến nếu lính Thái Lan bắn pháo hóa học, người còn lại lấy khăn hay miếng vải dày gấp lại nhúng nước bịt mũi, cầm cự, chứ biết làm sao được. Nhưng tình hình không đến nỗi tồi tệ như vậy. Pháo Thái Lan đa phần chỉ ăn theo các trận tập kích lớn của quân Pol Pot mà thôi. Có vài buổi, họ còn cho vài chiếc phản lực F-5 bay từ hướng Cao Mê Lai xuống, ngang qua căn cứ thì bất ngờ tăng tốc, tạo nên những tiếng động như sấm rền, khiến chúng tôi bị giật mình rồi lao vút về hướng biên giới mất dạng. Ngoài ra, các trực thăng OV-10, L-19 và cả máy bay C-130 Dakota vũ trang của họ cũng thường xuyên bay dọc biên giới nghiêng ngó các điểm chốt của đội hình trung đoàn. Nhìn chung, có vẻ các thế lực đánh phá ta đang bắt đầu có sự hiệp đồng khăng khít hơn trước đây. Xác định nhiệm vụ phải giữ vững căn cứ theo yêu cầu, nên trong cái thế bị áp đảo nhiều mặt, nhưng cả đơn vị chúng tôi vẫn phải cố gắng. Có những hoạt động đối phó lại với địch, không có loại hỏa lực nào để đối phó. Với chúng thì các khẩu đội chỉ tập trung bắn vào đội hình, bộ binh của địch khi chúng tập kích vào chốt của ta mà thôi. Thủ đoạn bắn nhiều khi lợi dụng tiếng nổ của pháo địch để khai hỏa, nhằm làm cho chúng không thể phát hiện ra các trận địa hỏa lực của ta mà tìm cách tiêu diệt. Nhưng đối với bộ binh của chúng,
thì ta không thể dễ dàng gì để cho chúng tiếp cận đánh vào đội hình. Một là kiên trì luân phiên tổ chức, dùng lực lượng nhỏ trang bị mìn sát thương hạng nặng đón đánh chúng ở trên các đường mòn, hoặc trục hướng chúng có thể hành quân xuống. Hai là dùng lực lượng lớn để cơ động đến sát căn cứ của chúng, bố trí mìn ở các con đường từ trong cứ của chúng đi ra để đánh chặn chúng từ xa, không cho chúng hành quân xuống đánh. Giai đoạn này, tất cả các bộ phận phải hiệp đồng với nhau, thống nhất và nhịp nhàng, vì có thể ta tung lực lượng đi đánh không trúng, lực lượng ở nhà lại bị chúng luồn xuống tấn công. Bọn lính Pol Pot thời điểm này rất sợ chiến thuật đối phó của đơn vị chúng tôi. Có nhiều khi bị phục kích, dù lực lượng còn lại khá đông, chúng vẫn bị hốt hoảng, thì nhau tháo chạy. Hai bên cứ vờn qua lại, theo kiểu ăn miếng trả miếng với nhau. Cứ bị phục, đau thế nào, bọn Pol Pot cũng đánh lại bằng một trận tập kích vào căn cứ với xung bạo lực rất mạnh. Còn ta cứ bị tập kích thì đưa lực lượng ra tìm cách khắc phục, phục kích bọn bộ binh. Tôi nhớ không nhầm, thì đợt lính nhập ngũ tháng 10 năm 1980 của đơn vị tôi, qua tháng 4 năm 1981 mới qua ca tham chiến. Năm đó số anh em này mới bổ sung qua, chỉ được vài ngày, thì trong đơn vị đại đội 8 hỏa lực của tôi, có 2 phải tham gia một tổ chức phục kích của địch ở hướng Tây Tây Nam của đơn vị. Tôi chỉ còn nhớ trong đó có 10 lính quê gốc Củ Chi. Đúng ra theo quy định của tiểu đoàn, anh em mới mẻ như vậy thì không nên cho tham gia công tác tác chiến sớm. Nhưng do người có thể công tác không còn nhiều do hao hụt quân số quá cao, hay là có một số đàn anh không hiểu sao cứ hay tránh né công tác. Và thứ ba là quan trọng nhất là đợt phục kích này là một hướng được coi là thứ yếu, rất hiếm khi gặp địch, lại ở giữa tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn chúng tôi, nên ban chỉ huy tiểu đoàn vẫn mạnh dạn chấp nhận cho chúng tôi xuất quân. Phần đại đội hỏa lực của chúng tôi tham gia số là 3 tay súng trong bộ phận công tác, là 12 xe súng từ đại đội. Tổ 3 người này lại do tôi, một lính mới chỉ hơn anh em có vài tháng tuổi, mang một trung liên RBD phụ trách. Dù xác định là hướng tứ yếu, nhưng hôm đó may mắn cho chúng tôi là bộ phận này do anh Dong, đại đội phó đại đội 5 lúc đó chỉ huy. Anh Dong là một người chỉ huy rất dũng cảm và uy tín với tất cả đơn vị lúc đó. Theo phân công của anh, 12 tay súng chúng tôi chia làm 4 tổ. Anh Dong nằm chỉ huy ở tổ giữa sau tổ chặn đầu. Còn tổ đại đội 8 chúng tôi thì là tổ khóa đuôi nằm ở cuối đội hình phục kích về hướng địch hành quân vào như dự kiến. Mỗi tổ như vậy được trang bị một quả DH-10 kíp giật cùng một hỏa lực và 2 AK. Xét về mặt lý thuyết thì với khả năng trang bị như vậy, chúng tôi có thể diệt gọn một trung đội địch nếu chúng hành quân đi hơi dày. Mà từ hướng tập kích này, chúng đi chỉ từ 5 đến 7 tên, nên xác suất diệt gọn nếu chúng lọt vào đội hình phục kích là điều chắc chắn. Thế là sau khi nghe chỉ huy phân công quán triệt xong, chúng tôi xuất phát ra khỏi đội hình. Dò dẫm chừng hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi được chọn một chỗ tổ chức phục kích khá lý tưởng. Đó là nơi có địa hình rừng tre tiếp giáp với một đoạn tràng tranh khá rộng. Lên thêm một chút nữa là có một con suối cạn vắt ngang, và bờ bên kia lại là một tràng tranh xen kẽ rừng cây lúp xúp. Tổ khóa đuôi của chúng tôi được phân công bố trí đầu tiên, nơi có mấy bụi tre gai khá lớn tiếp giáp với chạc trống ở phía trước. Các tổ còn lại cứ bố trí tiếp theo về hướng tiểu đoàn. Mỗi tổ cách nhau trung bình chừng 50 mét theo hàng dọc, một bên trục đường mòn về hướng nam. Như vậy, tổ khóa đuôi của chúng tôi là tổ nếu có địch sẽ phát hiện ra chúng trước nhất, nhưng lại là tổ giật mìn nổ súng ở sau cùng. Hợp đồng là nếu phát hiện ra địch, tổ của tôi sẽ giật dây thông báo, đợi địch đi đến, tổ chặn đầu sẽ giật mìn trước, rồi đến hai tổ ở giữa sẽ giật theo, tổ khóa đuôi sẽ giật sau cùng. Sau đó tôi sẽ vận động ra giữa trục đường mòn, dùng RBD bắn khống chế về hướng địch, không cho những tên còn lại ở phía sau lên ứng cứu bọn phía trước. Lúc này các tổ phía trên sẽ xung phong diệt nốt bọn còn lại nếu có, thu vũ khí, rồi sau đó tổ chức cuốn chiếu rút lui. Dây giật mìn được làm bằng vỏ thân cây trong đám lá tối trời. Loại cây này hình như chỉ có lá và thân chứ không có trái. Vỏ của chúng như vỏ của loại cây trứng cá, nhưng tước ra sẽ thành sợi thì rất dẻo dai. Đặc biệt, dù chỉ nhỏ như sợi dây dù, nhưng chịu lực rất chắc chắn. Trước đây,
tiểu đoàn được bàn giao lại một ít dây thông tin hữu tuyến để sử dụng. Nhưng kể từ khi ta tổ chức phục kích sử dụng nhiều lần nên bị hao hụt cũng khá. Số còn lại thì nối chẳng chịt nên sợ vướng víu, chúng tôi không thích xài. Cũng cần nói thêm, việc tổ chức sử dụng mìn kiểu này, thật tình, hình như không có trong sách vở vì nó khá mạo hiểm. Vốn dĩ để an toàn cho người bố trí, trong lý thuyết, người ta thường quy định phải xài kíp điện, kích nổ bằng bóp cóc điện hay nguồn pin. Nhưng nói thật trung thành với mớ lý thuyết như vậy, thì chắc đợi đến khi không còn kẻ thù mới được trang bị. Để tồn tại thì vẫn phải tìm cách tiêu diệt địch. Nên bằng mọi cách, chúng tôi phải thực hiện được điều này. Dùng bộ phận gây nổ của quả mìn quân khu 7 có kíp số 8 gắn mồi nổ vào lỗ tra kíp của DH-10, rồi cột dây vào chốt giật gây nổ. Không biết có bao nhiêu đơn vị đã áp dụng kiểu này vào lúc đó. Việc bố trí quả mìn sao cho hiệu quả sát thương tối ưu cũng là việc cần nói đến. Quả mìn DH-10 có một cái lỗ tâm tra kíp số 8 ở giữa. Lỗ này còn kèm theo chức năng ngắm hướng sát thương về phía địch, nhưng một số đơn vị sử dụng vẫn không biết được điều này. Mìn DH-10 chỉ khác với mìn Claymore là ở chỗ mặt hướng về địch, nhưng trên mặt mìn có hàng chữ màu vàng trên nền xanh là mặt này hướng về địch, nên phân biệt khá dễ dàng, trừ người không biết chữ mà thôi. Chọn vị trí, bố trí đội hình xong, cử một anh em cảnh giác, người phụ trách bố trí mìn, nhẹ nhàng giữ bí mật, vận động ra trục đường mòn. Chọn một chỗ có địa vật như lùm cây, bụi mối nhỏ hoặc có đám cỏ tốt để che khuất giấu được quả mìn. Đặt quả mìn xuống và nằm ngắm qua lỗ sao cho thấy chiều dài trục đường nhiều nhất, rồi cố định quả mìn lại bằng cọc hoặc những thân cây nhỏ chặt bỏ ngọn. Sau đó gắn bộ giật kíp nổ có kíp số 8 vào lỗ tâm rồi cố định lại. Nắm đầu dây giải sẵn, hơi kéo lên một chút cho bứt căng rồi cột vào chốt giật. Nhẹ nhàng xóa dấu vết, quay về đội hình nằm chờ. Lúc này hướng quét của quả mìn là theo trục lộ, có tầm sát thương khoảng 70m với mọi vật thể hiện trong tầm này. Khi giật thì ngoài sức ép của khối thuốc nổ còn có khoảng 700 mảnh sắt cắt thành hình tam giác 4x3cm sẽ bung ra theo. Có một số đơn vị lại quay mặt mìn từ bên đây qua bên kia đường. Bố trí như vậy thì đội hình và quả mìn có thể lùi sâu vào bên trong để giữ bí mật, nhưng kết quả sát thương thì không được bao nhiêu. Muốn tiêu diệt được địch nhiều thì phải chấp nhận mất các yếu tố đó, mạo hiểm nằm gần đường và dễ bị địch phát hiện nổ súng trước. Chúng tôi thường chọn cách 50/50. Như vậy, coi như đã bố trí đội hình phục kích xong, chúng tôi thay phiên nhau cảnh giác và nằm chờ. Tôi có một thói quen là để tiêu khiển và xếp thời gian trong những lần phục chốt đường và phục chốt chặn địch, thì lúc rỗi hay thò tay bứt những ngọn cỏ non ở xung quanh vị trí nằm để cho vào miệng nhai. Có vị đắng, có vị ngọt ngọt, tạo cảm giác đỡ nghiền rau xanh với những bữa cơm chỉ là cơm vắt và gạo giấy với thịt hộp. Ở trong rừng tre thì có những cái đọt tre non nhô ra khiến cái trò này càng thêm lý tưởng. Nằm nhâm nhi cái đoạn non non mềm mềm, mút một chút, tìm vị ngọt rồi nhả xác ra. Lúc này như một cái thú tiêu khiển rất hay. Tôi vẫn đang tự thưởng thức cái trò chơi tự chọn này thì chợt nhìn thấy mặt Mười đang ngồi cảnh giới như thất thần, tái dại đi, chân tay run lẩy bẩy. Biết có chuyện chẳng lành, tôi vội vã ngồi bật dậy nhìn về hướng đó. Một luồng khí lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng lên tới tận gáy, hơi thở như muốn đứt đoạn, tai như bị ù đi. Bên này con suối cạn ở phía trước mặt, không biết địch đã vượt qua từ lúc nào, chỉ thấy nhiều cái bóng xanh dần màu vải gabardine đang đứng lố nhố. Có lẽ Mười nó ngủ gục hay thiếu tập trung quan sát, chứ đáng lẽ phải phát hiện ngay từ lúc đầu tiên nó xuất hiện bên bờ suối bên kia mới phải. Cái sợ lần đầu tiên gặp địch nó là như vậy, khiến nó như bị tê dại, không kịp ra hiệu báo với nhau. Theo quy ước, tôi liền nắm sợi dây báo địch giật liên hồi cho tổ phục kế bên biết để báo trực tiếp. Lợi thế ở trên triển cao nhìn xuống khiến tầm quan sát của ta rộng và bao quát hơn bọn Pol Pot. Chúng đang túm tụm với nhau trao đổi điều gì đó. Sau khi có khoảng 7 tên giữ B69 triển khai hai bên sườn cảnh giới, trong khi đội hình chúng vượt qua, tôi tầm quan sát và đếm sơ qua đã thấy bên kia suối đang có khoảng hơn 30 tên đã qua suối.
trong đó có một tên vác khẩu cối 60 ly đứng ở bên trong. Vội gác khẩu trung liên RBD trên một mọc cao, lấy đường ngắm thẳng hướng về đội hình của chúng, thấy một khối mờ mờ xanh gì. Lúc này, nếu được chủ động kéo vài loạt đạn về hướng chúng, chắc có lẽ phải hốt được vài tên. Nhưng giờ đang trong tình huống đội hình địch chưa chui lọt vào đội hình phục kích của mình, nổ súng thì sẽ bị lộ. Không diệt được địch khi chưa có lệnh sẽ bị kỷ luật rất nặng. Lúc này, chỉ duy nhất tổ khóa đuôi của tôi là nhìn thấy địch rõ nhất. Còn chỉ huy ở phía trên chỉ biết có địch, chứ chưa biết lực lượng của chúng như thế nào. Nhìn qua bên kia suối, thấy đội hình của chúng còn dài lê thê ở phía xa. Cả trăm thằng Pol Pot đang đứng lố nhố chờ qua con suối cạn. Thầm nghĩ, lực lượng phục kích của mình chỉ có 12 tay súng, mà gần 1/3 là lính mới, chưa va chạm địch lần nào. Bất giác, tôi tự dưng than thầm ở trong bụng, một cảm giác lo sợ dường như muốn bật khóc không thành tiếng. Nó như một tiếng ục trong bụng mà thôi. Nếu đội hình địch đi thưa, thì chắc chắn chúng chỉ lọt vào khu vực sát thương của mình một phần quân số. Với khẩu trung liên và kể cả hai khẩu AK nữa, có nổ súng sau loạt mìn, thì chắc chắn tổ của tôi sẽ rơi vào một tình huống vô cùng khó khăn. Không thể cầu cứu ai vào lúc này. Hít vào vài hơi thật sâu, tôi lấy tay giờ dẫm hai nổi đạn hai bên và trái lựu đạn 67 thủ theo, dắt ở phía trước bụng mà mong tìm cảm giác tự tin và bình tĩnh. Nhìn tiếp về hướng hai tổ viên của mình, tôi khẽ gật đầu ra vẻ trấn an, trong khi bụng của mình thì vô cùng phập phồng lo sợ. Địch bắt đầu triển khai tiến lên về phía chúng tôi. Trừ những tên đi đầu thì còn có vẻ quan sát cảnh giới, còn bọn đi phía sau thì nhìn thấy chúng cứ chọc ghẹo xô đẩy lẫn nhau, vì có vẻ bọn chúng rất tự tin với một lực lượng đông như vậy. Tôi cứ dê được ngắm hướng chính diện với đội hình của chúng mà chờ đợi trong vô thức, không nhớ là mình đang ở trong cương vị gì. Bỗng nghe vang lên một tiếng khụ, Mười nó sợ quá nên buột miệng ho khan. May mà nó còn kịp lấy tay che miệng. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết cái cảm giác dựng tóc gáy là thế nào. Thần kinh như tê dại đi một lúc, tay như trực muốn bóc cò. Thằng lính địch đang đi đầu trong động tác dò gỡ mìn bỗng sực lại ngồi thụp xuống. Bọn đi sau vội vàng tản ra hai bên, lăm lăm súng chĩa về hướng chúng tôi. Hình như thằng đi đầu không nghe rõ lắm nên mới chỉ có vẻ hơi nghi ngờ. Vài giây trôi qua không thấy động tĩnh gì. Thằng đang đi ở sâu phía sau có vẻ là chỉ huy đứng lên nói gì đó. Đội hình chúng bắt đầu gom lại và thằng đi đầu chậm chậm bước lên đi tiếp. Đến một đoạn, bọn phía sau dừng lại đứng cảnh giới cho thằng đi đầu tiếp tục bước lên. Tôi khẽ nhìn về hướng 10 đang nằm sát đất. Khẩu AK của nó đang chĩa lên trời run rẩy mà không thể nào nói được gì. Còn lại một đứa thì không khác gì thằng mười mấy. Tôi thầm ước sao mình có thể báo với anh Rong tình huống này để xử lý. Nhưng hình như toàn thân mình cũng đơ cứng, chịu trận, chứ không biết phải hành động như thế nào. Thằng lính Pol Pot ngày càng tiến gần về phía chúng tôi. Đó là một tên lính đã cứng tuổi, có thân hình vô cùng lực lưỡng, quấn một cái khăn cà ma sọc caro vàng đỏ như một ám hiệu. Nước da đen thuần chủng khiến khuôn mặt nó nhìn rất đáng sợ, chứ không phải là bình thường. Thân hình vô cùng hộ pháp và rắn rỏi. Nó bắt đầu vào rất gần nơi bố trí quả mìn DH-10. Do cảnh giác nên nó đi rất chậm và quan sát rất kỹ. Khi nó chợt nhìn thấy quả mìn nằm cách trục đường chừng 5 mét, trong tư thế hai mắt trợn trừng thì một tay ôm súng, một tay quấn chặt dây mìn. Tôi liền ngả người về phía sau, dùng toàn thân kéo chốt kim hỏa. Dây kéo mìn quấn bằng dây rừng nên động tác phải kéo thật êm. Nếu dùng tay kéo giật cục, có khi dây sẽ bị đứt do lực đột ngột. Một tiếng ầm kinh hồn nổi lên. Trong tầm ngắm ngửa lên trời, tôi còn kịp nhìn thấy một luồng khói đen quận về hướng địch. Các ngọn cỏ tranh tung lên không trung tứ tung, người như muốn bật lên khỏi mặt đất. Không chờ khói tan, lợi dụng bọn địch ở phía sau còn đang choáng váng, tôi liền bật dậy ôm khẩu trung liên lao ra trục đường mòn hướng về phía địch, kéo cò 2-3 loạt ngắn cho dùng súng. Sau đó cứ kéo từng loạt dài, đồng thời xoay nòng hình rẻ quạt để chế áp địch. Từng đoạn dây đạn cứ dở ra theo nhịp mà bắn, không cần tu lượng lại như quy định. Tư thế tôi xiết cò từng loạt, đến hơn 2 giây rồi, mỗi giây 25 viên nối lại. Bắn được nửa nồi trung liên về phía địch, trong tâm trạng không biết kế tiếp mình phải làm gì,
thì đột nhiên từ hướng sau lưng tổ phục liên tiếp vang lên nhiều tiếng nổ rất lớn. Trên đầu những ngọn tre xuất hiện những chớp lửa, xen trong đó rộ lên những tiếng chô chô của bọn lính bồng bốt. Vậy là phía trước và bên hông đều có địch. Có điều không hiểu sao bọn địch chính diện lúc này chưa khai hỏa phát nào. Biết hai hướng đều có địch quá áp đảo, tôi liền ôm súng vọt qua bên kia đường về phía đường mòn. Thú thật lúc này tôi đã quên đi trách nhiệm tổ trưởng của mình, không còn nhớ hai đồng đội đang còn nằm trong vòng vây của địch. Ngay khu vực tổ phục kích khóa đuôi của tôi, mắt thường cũng không còn nhìn thấy được gì, bởi vì khói hỏa lực của địch bắn vào đã bao trùm tất cả. Một làn khói xám xịt bao quanh khe, nắng cổ. Cố gắng chạy về hướng trước mặt để mong thoát khỏi khu vực trận địa phục kích. Lúc này thì coi như mạnh ai nấy chạy. Ai còn ai mất, chắc chẳng ai quan tâm. Thoát được ra khỏi màn khói dày đặc, tôi liền căng mắt nhìn về phía trước để quan sát. Tự dưng tôi buột miệng than thầm vì lại thấy lố nhố bóng bọn lính Pol Pot từ bên kia mé rừng đang dàn hàng ngang, từ từ vận động bọc vô. Thì ra chúng đi thành ba mũi, một ngoài đường và hai mũi cặp sâu vào hai bên. Đó cũng là lần đầu tiên chúng đánh áp dụng lối hành quân kiểu này để đối phó với chiến thuật phục kích của tiểu đoàn chúng tôi. Với một quân số đi trong đội hình khá lớn như vậy, bản năng sinh tồn khiến tôi dù có mất bình tĩnh vẫn phải cố gắng tìm cách để tránh né địch. Nhìn về phía trước một chút nữa, khoảng giữa tôi là lực lượng địch có một ụ mối nhô lên khá to. Tôi liền cố gắng thu mình thật tấp để vận động về hướng ụ mối đó làm nơi ẩn nấp. May là toán địch này đang tập trung nhìn về hướng có đạn nổ xì xèo, trách lên phía trên nên không để ý nhiều về hướng của tôi. Một phần do làn khói mù mịt ở phía sau lưng tôi che chắn, khiến tầm quan sát của bọn chúng không được rõ. Vận động thật đều, nhưng khi đến chân ụ mối, tôi khẽ than thầm ở trong bụng. Cái ụ mối mà tôi vừa nghĩ khi vào đến gần nơi phát hiện không có trong thực tế, mà đó chỉ là một đám cỏ trúc, thân nhỏ như cọng trúc, do tốt hơn xung quanh nên nó nhô lên cao, nhìn như hình ụ mối vậy thôi. Không có tác dụng che chắn gì như bản thân tôi nghĩ. May là nhờ rừng tre chặn lại những ngọn lửa cháy từ đầu mùa khô, nên lửa không cháy đến nơi khu này. Chứ khi ở phía trước mặt tôi, đến ở mé rừng gần cả 100 mét, hoàn toàn trống trải, chỉ coi như lúc này tôi cầm chắc cái chết khi bị địch phát hiện. Lỡ bị lộ rồi, đành nằm yên phía bên này, không dám nhúc nhích để cầu may. Hên là bọn Pol Pot hình như có ý nghĩ như tôi, nên tên đi gần cũng giặt tránh ra một bên khi tiến đến. Định chờ cho bọn chúng đi xa chút nữa thì lẳng lặng ôm súng chuồn êm ra khỏi khu vực rồi tìm cách cắt về tiểu đoàn. Lúc này ở phía bên kia, trong tiếng súng các cỡ vẫn dồn dập nổ đều. Xem trong tiếng nổ đầu nòng là tiếng nổ trực diện của các loại hỏa lực B-40, nghe cứ ầm ầm rất chói. Như vậy là khả năng anh em trong đơn vị phía bên trong đang còn chiến đấu rất quyết liệt. Tư duy của người lính khiến tôi vội ôm súng đứng lên quay về hướng địch. Thằng địch gần tôi nhất đang ở trong tư thế quay lưng về hướng tôi. Tấm lưng nó nhìn to bè như tấm vạt, đột ngột như là một phản xạ. Tôi giơ tay ngang nòng súng của mình, ngắm ngay tầm lưng của nó rồi siết cò. Lực đạn xuyên khiến nó như bị bật nảy về phía trước. Chỉ nhìn thấy có vậy, tôi liền ôm súng vừa bắn găm từng loạt, vừa chạy xéo một góc để thoát ra khỏi trận địa về hướng mò hơn để thoát thân. Lúc này bọn Pol Pot cũng đã phát hiện ra tôi. Chúng liền quay ngược lại, vừa la vừa đuổi bắn. Một tên, hai tên. Tôi cứ vừa chạy xéo xéo, thỉnh thoảng lại quay mũi trung liên về phía địch làm vài loạt để uy hiếp. Cứ mỗi lần như vậy, bọn ngay hướng nòng súng vội thụp xuống. Khi chúng đứng lên đuổi tiếp thì tôi đã chạy thêm một đoạn rời xa. Dần dần tôi thoát ra khỏi đội hình chúng khi chạy ngang qua tên cuối cùng. Chứ nếu cứ thẳng tiến mà chạy thì một là làm bia cho cả bọn nó tập bắn thế nào cũng trúng, còn hai là khi những tên ở hai bên đã chạy vượt lên bên trên thì coi chừng bị chúng bắt sống. Về điểm này thì địch trội hơn ta rất nhiều, khi mà chúng có những tên có thể chạy chân không nhanh như thỏ. Đúng lúc tưởng chừng có thể thoát khỏi vòng vây của bọn Pol Pot, đột nhiên ở phía trước mặt của tôi xuất hiện một đám dây mây không dày, chỉ chừng 2 x 10 mét. Thông thường thì người ta vòng qua tránh rồi chạy tiếp, nhưng do lúc này sợ muốn cuồng chân nên tôi cứ nhè giữa bụi dây mây mà chạy rượt qua. Những cái nhánh gai bùng nhùng nó đang chở sẵn móc vào quần áo nghe rèn rẹt. Mặc kệ, tôi cứ cố dùng hết sức
để càn qua. Miệng thì than thầm, còn bụng dạ thì nghe tức mình anh ách. Định vận sát ở phía sau, nên vừa vận động, toàn thân cố gắng thoát ra khỏi đám mây, vừa phải quay súng bắn liên tục về hướng chúng để cản bước. Lúc này, cái hơi thở của tôi nghe có vẻ lớn hơn cái tiếng chiêu chiếu của những viên đạn nhọn của bọn địch bắn bay ngang người, phát ra liên tục. Thoát ra được đám dây mây, chỉ kéo được một loạt nữa thì nồi đạn đã hết sạch. Ai đã từng sử dụng súng trung liên RBD chắc sẽ hiểu cái thao tác tháo lắp nồi đạn sẽ mất thời gian như thế nào. Rất may là tôi có được nhiều đàn anh có quá nhiều bản lĩnh và kinh nghiệm dìu dắt, kể cả kiểm tra và chuẩn bị mọi sự rất chu đáo. Trong đợt công tác này, nếu cứ tháo lắp thay đạn thông thường thì chắc chắn tôi sẽ bị bắt sống. Nồi đạn đã hết, trong súng cứ để vậy. Nhanh chóng, tôi khoác dây súng trên vai và giữ chặt bằng tay phải. Tay trái, tôi giờ ngay ở nút gỗ chỗ túi nồi đạn ở bên hông phía trái. Đồng thời, tay giờ bật nắp nồi đạn lên, kéo cái miếng kim loại đạn ra, kéo lọc lên một chút rồi cho vào buồng đạn, kéo mạnh cho đạn vào buồng đạn đúng khớp, lên đạn và tiếp tục bắn như bình thường. Diễn tả thì như vậy, nhưng thao tác thực tế thì rất nhanh, nên quá trình bắn vẫn không bị chậm. Sự cố gắng vùng vẫy hết sức để thoát ra khỏi rừng mây, khiến tôi mất sức một cách nhanh chóng. Cảm giác hai chân mình dường như không thể vận động nổi nữa, miệng mũi gần như thở cùng một lúc. Điều này khiến tôi nghe tiếng súng của bọn địch bắn về hướng mình ngày càng gần hơn. Sự nhớ tới lời dặn của các đàn anh, tôi liền thò tay trái giật trái M67 ra khỏi thắt lưng. Tay nắm chặt mỏ vịt, móc chốt vào đầu ruồi, súng giật mạnh, rồi vẫn vừa chạy, vừa quanh mạnh ngược nó ra sau lưng. Chạy được một đoạn, tôi liền dừng lại, quay súng bắn về hướng bọn địch đang truy đuổi, một loạt ngắn, rồi lại tiếp tục chạy. Chừng chưa tới 10 mét, thì nghe tiếng ầm thật lớn nổ phía sau lưng. Lúc này tôi đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, và đột nhiên tiếng súng địch cũng im bặt. Chạy đến con đường mòn mà địch có ý định đi xuống để tập kích tiểu đoàn, tôi liền vọt qua, chui lại vào rừng tre. Thấy một khu vực nhìn vào rất rộng, và tôi lập tức cố hết sức chạy thẳng vào bên trong đó. Vừa chạy, vừa quay lại phía sau để quan sát, nên khi quay lại, một nhánh tre gai thò ngang đâm vào mắt, khiến tôi không tránh kịp. Một cái gai tre móc vào mí mắt phải, nghe đau điếng. Không có thời gian dừng lại để gỡ, tôi đánh liều, nghiến răng, chạy về phía trước, giật phăng cái gai khỏi mí mắt của mình. Một cảm giác nóng rát khiến tôi cứ nghĩ là đã mất một con mắt bên phải. Chui vào một đám tre rậm rạp, tôi liền quay đầu súng, trở ngược ra bên ngoài, và nằm nhắm mắt, thở một hồi, mệt đến nỗi không thể hít hơi vào được nữa, như bị ngộp, sắp chết đến nơi. Có lẽ đến lúc này, sự giới hạn mới đạt tới đỉnh điểm. Bất kể mọi thứ, tôi xoay người nằm ngửa lên mà thở lấy thở để, kể cả bằng mũi và bằng miệng, thở hết cỡ. Vậy mà khi nghe có tiếng lao sao phản ứng của người lính trong tôi, lập tức quay lại ngay. Xoay người nhìn về hướng mình vừa tháo chạy, thấy vài thằng bôn bốt đang chỉ trỏ xung quanh. Có lúc có thằng chỉ ngay về hướng tôi đang ẩn nấp. Sau đó chúng quay súng bắn lung tung vào chỗ có vẻ nghi ngờ. Từ trong này nhìn ra bọn chúng, tôi thấy rất rõ là vì đó là một khu vực trống có ánh sáng. Còn bọn chúng đứng ở bên ngoài nhìn vào đây, chỉ thấy tối đen nên chẳng thằng nào dám cản bước vào. Bắn một hồi không thấy gì, chúng liền hô nhau rút. Lúc này tiếng súng giao chiến cũng đã dừng. Thỉnh thoảng nghe thấy vài loạt điểm xạ của bọn địch đang ra sức lùng sục, nghi ngờ và bắn vu vơ. Chờ một thời gian nữa, tôi liền thao tác lắp lại nồi đạn cho hoàn chỉnh, đồng thời dùng tay áo chùi máu trên mặt xem có nhìn thấy rõ không. Sự vui mừng vì mắt phải không bị gì khiến tôi gần như quên đi cảm giác đau rát. Tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên, rồi nhắm theo hướng hỏa lực của tiểu đoàn đang khai hỏa cho chúng tôi để định hướng mà lần mò cắt về. Giữa đường gặp một anh em đại đội 6 chạy lạc nữa, nên hai anh em mừng quá kè nhau về. Trận này ta về đến cứ an toàn, không ai bị gì. Lần lượt đủ 12 tay súng. Anh Dong dù đã thoát ra khỏi trận địa nhưng đã bình tĩnh quay trở vào đánh tháo cho một số anh em chạy thoát ra. Còn hai tổ viên trong tổ phục thuộc đại đội của tôi có hỏi cũng an toàn và không nhớ làm sao chạy thoát ra được. Ta còn thu được một khẩu AK mới cứng, coi như chiến thắng dù không lớn. Vui là được anh hai bội tiểu đoàn trưởng tưởng cho mỗi anh em một điếu thuốc thơm, một hiện vật cực kỳ quý vào lúc đó. Lại thấy buồn là sau đó sợ quá nên 10 nó tự thương
bắn cụt mất một đốt ngón tay. Riêng bản thân tôi đã học hỏi được rất nhiều trong trận này từ những bậc đàn anh đầy bản lĩnh trong đơn vị của mình, để từ từ có những bước trưởng thành trong chiến đấu hơn. Trời vừa hừng sáng thì đoàn xe cũng đã đến biên giới Campuchia Việt Nam. Lúc này tôi mới biết là chúng tôi theo ngã Gò Dầu Tây Ninh. Một cảm giác lâng lâng đi trên vùng đất lạ. Cái gì cũng lạ, nào là những cây tốt nốt, rồi cả người dân Campuchia, đàn ông con trai thì ở trần, đầu đội những cái khăn cả ma, còn đàn bà con gái mặc áo đủ màu sắc, và họ cũng không mặc quần, chỉ là quấn một cái xà rông ở quanh bụng. Mà công nhận, chỉ có một cái mảnh vải thôi, mà sao họ cứ quấn qua quấn lại, rồi xoắn xoắn vài cái, nhét vào, mà đi chạy cũng không tuột được. Thế mới tài. Đoàn xe đi tới đâu, có dân Campuchia ở hai bên đường, dân đứng vẫy tay chào lính. Người lớn thì Samaki, con nít thì con tóc Việt Nam. Xe chúng tôi chạy mãi tới bến phà, hình như là phà Nước Lương. Qua phà lại đi tiếp một thôi nữa, mới tới được một đơn vị của ta. Nghỉ qua đêm tại đây, lúc đó tôi mới biết là toàn tân binh của tụi tôi. Là đoàn tân binh của bọn tôi sẽ đi bắt tam băng, tranh thủ viết lá thư gửi về. Mẹ ơi, con đi bắt tam băng, rồi cũng tới, bắt tam băng đây sao? Sao mà ảm đạm quá? Gần như không thấy bóng người dân, chỉ thấy bóng vệ binh. Đêm xuống thì lại càng vắng lạnh, chỉ thấy toàn lính và lính mà thôi. Chúng tôi được đưa vào một ngôi chùa, bên hông chùa có một con sông, nước rất đục. Gần đó là một cây cầu. Khu vực gần chùa có một đơn vị bộ binh đóng quân. Bên trong khuôn viên của chùa còn trưng bày dấu tích của chiến tranh, toàn là đầu lâu, cái nào cũng bị nứt sọ cả. Rồi những cái cán búa và liềm vẫn còn vết máu. Một cảm giác rùng rợn. Vâng, rất sợ. Trời vừa mờ sáng thì toàn bộ tân binh cơm nước xong, tập trung trong khuôn viên của chùa để chờ đọc tên tân binh để biên chế về các đơn vị. Tới lúc này tôi mới có dịp quan sát các anh nhận tân binh. Trông thật là ngầu, vai thì vác súng AK, lưng đeo toàn lựu đạn. Rồi có anh còn mang cả cây súng dài và tròn nữa. Mà sau này tôi mới biết đó là B-40, nhìn thật oai phong. Tuy nhiên, nhìn kỹ, nước da anh nào cũng vàng vọt. Lúc ấy thầm nghĩ, lính chiến đấu là như vậy. Rồi cũng sẽ giống như vậy sao? Tới lúc này, tôi mới biết là sẽ được biên chế về Trung đoàn 812, thuộc Sư đoàn 309. Đoàn xe rời bắt tam băng, chạy vòng vèo, mãi mới ra khỏi thành phố. Tiến ra vùng ngoại ô, những cánh đồng bao la, những phung dân ở xa. Xa nữa là cánh đồng xanh thẫm, trải dài theo chân trời, nơi đó là đâu? Đoàn xe tới chân núi thì dừng lại. Anh Chiến quê Quảng Nam, phụ trách chung, nói với chúng tôi: chúng ta tới sư đoàn bộ rồi, xuống xe ăn cơm thôi. Ăn xong sẽ lên được tiếp. Chúng ta sẽ hành quân về Taco, nơi đóng quân của Trung đoàn 812. Trong lúc ăn cơm thì anh Chiến có nói thêm: về tới Trung đoàn bộ rồi, sẽ biên chế các anh em về Trung đội bộ binh, về K1. Thời bấy giờ thì Trung đoàn 812 thường gọi K là tiểu đoàn, thì sẽ ở sát với Trung đoàn bộ. Nếu về Trung đoàn 2 thì ở trên đồi, cũng chả biết là đồi nào, cách Trung đoàn chừng 10 cây số thôi. Còn nếu về tiểu đoàn 3 thì sẽ là nơi xa hơn một chút, ở Bài Lin. Tiểu đoàn 3 là đơn vị đóng quân độc lập nên sẽ ở rất xa Trung đoàn. Trước khi lên đường hành quân, anh Chiến ra lệnh: các đồng chí phải đi từng người một, người này cách người kia 15-20 mét, đi theo bước chân của người đi trước. Đường đi rất nguy hiểm, phải hết sức cảnh giác đấy. Đoàn quân lên đường, đi tới một khu vực mà chúng tôi nghe gọi là cống Tà Hen thì được giải lao. Chúng tôi ngồi bệt ngay xuống đất. Tất cả mọi người đều uể oải hết, vì đây là lần đầu tiên phải đi bộ quá xa, rồi lại tiếp tục hành quân, mãi cho tới chiều mới tới được một đại đội của Trung đoàn 31 đóng quân. Đoàn quân tân binh được lệnh nghỉ lại qua đêm tại đây. Anh em chúng tôi được chia ra từng tốp, chừng 10 người một, xuống các trung đội của Trung đoàn 31. Đêm hôm đó, chúng tôi được nghe mấy anh 31 kể chuyện chiến đấu ở trên chiến trường. Nghe các anh kể cứ như là phim, nghe đã đời. Nào là đi đánh chiếm căn cứ của địch, tiêu diệt địch. Rồi các anh kể nhiều, khi mấy trung đoàn của ta bị tụi bốt bao vây, là Trung đoàn 31 chi viện liền. Mà cái bọn bốt cứ nghe tới 31 là cắm đầu chạy. Thật là oai hùng. Nghe các anh kể, chúng tôi tự nhiên sung sướng cả lên. Chú nào cũng cứ trông
là sẽ mau mau được cầm súng để đi đánh địch. Và cũng từ đó tôi biết tới câu luồn sâu 31, giữ chốt 812. Rồi mấy anh còn nói tiếp, tụi anh còn đi kiếm địch mà đánh, chứ tụi 812 bọn em thì cứ đưa lưng cho địch nó đánh. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý của mấy anh, mãi đến sau này mới hiểu, nhưng cũng không phải như các anh nói đâu. Chúng tôi vẫn phải đi chiến đấu như bao đơn vị khác và phải bảo vệ cứ điểm của các đơn vị ta đánh chiếm được. Đang chuẩn bị hành quân tiếp để về Taco, bỗng có một con mang chạy băng qua đội hình. Đã vậy hôm đó anh nuôi lại còn nấu cơm khét nữa. Và kỳ lạ, bữa đó bọn tôi đã bị lạc, mặc dù là trinh sát có đầy đủ địa bàn, bản đồ. Không biết mấy bác có mê tín như tôi không? Vì tôi còn nghe mấy bác lính cũ kể lại rằng, thịt mang ấy, nếu có ăn nhiều cũng chẳng sợ xui, chỉ có ăn cơm khê mãi và vẫn cứ xui thôi. Có lần đi tuần xung quanh khu vực đóng quân, lỡ nấu cơm khê, không kịp nấu lại, nên đành mang đi luôn. Vậy là cho tới chiều tối, vẫn loay hoay ở trong rừng, không tìm được đơn vị, mặc dù mấy hôm trước vẫn đi lại lại ở khu vực này. Thế là đành phải bắn để bắt liên lạc. Khi nghe tiếng súng bắn trả, thì hóa ra là đang ở ngay sát bên cạnh đơn vị, mà vẫn không biết để tìm đường về. Sáng sớm hôm sau, từ giã các anh của trung đoàn 31, chúng tôi tiếp tục đi cho tới chiều, thì tới giờ phải ăn tiếc, nơi một đơn vị DKZ-82 của trung đoàn 82 đóng quân. Khu vực này tôi nhớ còn có một nghĩa trang dã chiến của trung đoàn 82. Chúng tôi nghỉ qua đêm ở đây. Ba lô của chúng tôi lúc bấy giờ đâu có gì. Chỉ có hai bộ đồ lính và một ít thuốc, rồi đường, xà bông, thêm một bịch muối ở quân trường mang theo, chừng 8-10 cân gì đó. Vậy mà sau cảm thấy nó quá nặng. Sau hai ngày đi bộ, ai nấy đều rã rời. Đã vậy đêm đó mấy lính cũ kể chuyện là khi đi tác chiến còn phải mang nặng hơn nhiều. Lính DKZ-82 mà. Thế là mọi người lại cầu mong đừng có biên chế về đội hỏa lực. Lính tân binh đúng là như một con nai rừng ngơ ngác vậy. Không biết gì. Đêm ngủ ở trên vùng đất chiến tranh này, nghe tiếng súng vang lên ở đâu đó, hồi hộp, âu lo, chẳng ai ngủ được, mặc dù cả ngày đi rất là mệt. Vậy mà nhìn các ông lính cũ vẫn cứ ngáy khò khò. Hình như các ông này đã quá quen với tiếng súng đạn nơi chiến trường này. Vì nhiệm vụ mà các anh đã sống và đã ngã xuống. Rồi chúng tôi, những thế hệ tiếp sau, tiếp bước các anh sau này. Khi rời khỏi đơn vị DKZ-82, thì chúng tôi tiếp tục lên đường, đi về trung đoàn bộ của trung đoàn 82. Tới Taco, rồi anh Chiến nói, đây là nơi đóng quân của trung đoàn. Bây giờ chúng ta sẽ lội qua bên kia suối để đến đại đội trinh sát nghỉ. Ngày mai mới bắt đầu biên chế. Suối Taco có lẽ rộng khoảng chừng 40 mét, nước chảy cuộn cuộn. May là thời điểm này, nước vẫn chưa đầy. Tháng 7 năm 1983. Khi chúng tôi lội xuống nước chỉ ngang ngực thôi. Ấy vậy mà lội qua cũng rất khó khăn. Anh Chiến đã chỉ cho anh em lấy tăng trùm hết ba lô rồi cột lại. Muốn qua điểm đến ở bên kia suối thì phải đi ngược lại dòng chảy của nước, rồi cứ ôm cái ba lô làm phao mà lội qua. Thật là hú hồn, vì chúng tôi lần đầu tiên phải lội suối. Thế rồi cũng vượt được qua suối một cách an toàn. Tất cả tân binh ai nấy đều mừng rỡ vì có một số người không biết bơi. Rồi chúng tôi được lệnh hành quân tiếp, đi thêm một quãng chừng 4 cây số nữa thì tới một đại đội. Đây là đơn vị trinh sát của trung đoàn. Tất cả tân binh được chia về nghỉ tạm ở các trung đội. Đêm hôm đó, anh em bạn bè tập hợp dưới sân bóng để tâm sự cùng nhau. Rồi ngày mai có thể không còn được gặp nhau nữa vì sẽ biên chế chính thức ở các đơn vị khác. Chúng tôi có 14 anh em cùng chung một xã đã hứa hẹn cùng nhau. Ngày lễ 22 tháng 12 của năm 1986, anh em chúng tôi nhất định sẽ gặp nhau tại Đồng Hồ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Vì thời điểm này đã có luật nghĩa vụ quân sự, nên các bác tính là 22 tháng 12 năm 86 thì có nghĩa là sẽ được ra quân. Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa hiểu thế nào là cuộc chiến, là cuộc sống, là cái chết, nên anh em rất vô tư hứa hẹn cùng nhau, hứa hẹn ngày trở về với mẹ, với quê hương, với người yêu. Để rồi đến ngày về, đã có 8 người trong số anh em chúng tôi phải nằm lại vĩnh viễn trên mảnh đất Campuchia này. Không có gì có thể nói trước được khi vẫn còn ở chiến trường Campuchia.
5 giờ sáng thì kèm báo thức vang lên. Mọi người bật dậy, chuẩn bị ba lô, vệ sinh. Chưa xong gì hết, lại có kèm báo cơm vang lên. Thế là lại cắm đầu đi lấy cơm. Ăn chưa xong thì lại có kèm tập trung. Thật là đúng với cái môi trường của lính chiến đấu. Cái gì cũng phải nhanh, gọn, chứ không phải như ở quân trường. Thế là chúng tôi đã được học bài học đầu tiên là phải nhanh nhẹn, gọn gàng. Rồi cả đoàn tân binh lặng lẽ trở ra sân tập trung tại một sân bóng đá của trung đoàn để chờ đọc tên biên chế về các đơn vị. Lúc này tôi cũng mới biết là chỉ có lính ở khu vực huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về khu vực tỉnh Hà Sơn Bình, đường đua về trung đoàn 82 lần này thôi. Từng người được đọc tên, trung đoàn bộ nhận quân trước rồi tới đại đội thông tin trinh sát, công binh. Gọi tới tên ai thì có. Từ dưới hàng quân vang lên để biết ai sẽ về đơn vị nào. Hồi hộp, kẻ ở lại trung đoàn bộ, người thì về tiểu đoàn bộ binh. Anh em bạn bè đều đi mỗi người một chỗ, không còn được ở chung như trước kia. Tiểu đoàn 1 nhận quân xong, rồi dẫn tiểu đoàn 2 cùng đi. Trên sân bóng, giờ này chỉ còn chừng 60 người. Khi ấy thấy đồng chí phụ trách chung nói, số còn lại sẽ về tiểu đoàn 3. Đến giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ những người lính nhận quân của tiểu đoàn 3. Các anh trang bị súng đạn, lựu đạn đeo đầy người, tay thì cầm AK, cổ thì quấn khăn cà ma, đầu không có đội nón, với bộ đội mà lại đội cái nón của lính Campuchia, sụp xuống che gương mặt vàng vọt vì chút sốt rét, trông cứ thấy xào xào. Kiểm tra lại toàn bộ quân số tân binh, anh Phước, lính 1980, quê ở Long An, phụ trách chung, mới ra lệnh. Giờ chúng ta sẽ hành quân về Pailin. Trên đường đi có thể sẽ gặp địch. Các đồng chí phải chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh. Các đồng chí phải đi cách nhau từ 10 đến 15 mét, đi theo dấu chân của người đi trước. Tuyệt đối phải giữ im lặng, vì đường về Pailin không an toàn. Chúng ta phải đi qua ngõ 300 nhà. Chẳng biết 300 nhà là cái gì lúc bấy giờ. Mãi về sau này tôi mới biết. Thế là chúng tôi lên đường về Pailin, dẫn đầu đoàn quân là hai lính trinh sát, tay thì cầm cái cần câu để dò mìn, cổ thì đeo cái la bàn, súng AK báng xếp ở sau lưng, nhìn các anh đi rất cẩn thận. Khi đi ngang qua những khu vực khả nghi, thì lại thấy cái cần câu dò mìn. Cái cần câu của lính ta trông y hệt như cái cần câu cắm cá vậy, nhưng nó dài hơn khoảng chừng 1 mét. Đi chừng 5 cây số, thì các anh leo lên cây ngó hướng, rồi lấy địa bàn ra để tìm hướng đi. Xong toàn đoàn quân cứ lặng lẽ đi theo dấu chân của người trinh sát. Lúc thì đi qua những khu rừng trồi, cây cỏ chỉ thấm ngang bụng, khi thì vào những khu rừng già, không một ánh nắng, cảnh rừng im ả, quá lâu lâu mới nghe tiếng tót của con mang, rồi những tiếng tốc tốc của con chim gõ kiến vang lên, làm khu rừng cũng có phần bớt yên ả được một chút. Xa xa có tiếng súng AK vang vọng lại, chẳng biết là của ta hay của địch, mà chúng tôi nhận thấy các anh nhận quân cứ tỉnh bơ, coi như chẳng có gì. Nói thật cũng làm cho chúng tôi yên tâm bởi cái tâm trạng của lính tân binh lúc này chỉ có lo, hồi hộp và nó thật sợ mà thôi. Cứ đi như vậy, mãi tới trưa thì có mệnh lệnh dừng chân để nghỉ ăn cơm. Mừng quá xá, vì bây giờ ai cũng đều mệt mỏi vô cùng. Tranh thủ lấy cục cơm bát ra ăn với ruốc cá. Chẳng là hồi sáng trước khi đi thì anh nuôi của trung đoàn có phát cho mỗi người một cục cơm vắt với một nhúng ruốc cá. Đây là món ăn khô của lính. Các loại cá được xay nhuyễn ra, rồi sấy khô lên, chung với muối. Anh nuôi chỉ cần cho vào chảo, xào qua xào lại một chút, vậy là đã có ngay một món ăn rất ngon đối với lính ta lúc bấy giờ. Khi chúng tôi ngồi nghỉ ăn cơm, nhưng lưng vẫn đeo ba lô, không được tháo ra, vì đó là mệnh lệnh, là chuẩn của lính khi đi tác chiến. Lên đường, tiếng truyền lệnh từ người đi trước truyền tới người đi sau, nhỏ nhỏ vừa đủ nghe. Cả đoàn quân lại tiếp tục tiến bước, đang đi bình thường. Bỗng chốc chốc lại đi từng bước một vì đã tới một khu rừng chai ghe dày đặc. Lúc này mới thấy được cái khổ cực của các anh trinh sát. Các anh phải dò dẫm từng nhánh tre, bẻ từng nhánh để mở đường. Có lúc thấy các anh phải leo hẳn lên cây tre đầy gai. Có lúc thì lại nằm sát dưới mặt đất để trườn qua. Đúng là thật gian nan vất vả. Rồi mọi khó khăn cũng vượt qua. Khi đoàn quân đi thoát khỏi khu rừng che gai, nhưng chẳng ai còn được lành lặn. Áo quần rách tè tua, tay chân thì chảy xước, nhất là cái cánh lính tân binh bị nhiều nhất vì chưa có kinh nghiệm đi rừng.
Hầu như lính mới đều mất nón khi đi qua các khu rừng tre này. Đa số là nón cối. Khi rút không ai lượm lại, vì mấy anh lính cũ có nói, ở đây bọn anh không có xài nón cối, lính bộ binh mà. Khi qua được khu rừng tre gai, đi đến khoảng một tiếng nữa, thì tới một cánh đồng trống đầy cây cà phê, thật là bát ngát. Không ngờ ở nơi đây lại có một khu rừng cà phê. Chúng tôi đi khá lâu mà vẫn chưa ra khỏi cánh đồng cà phê này. Khi qua khỏi cánh đồng cà phê, thì chúng tôi gặp một nhà máy. Đây là nhà máy rang xay cà phê lớn nhất Bailin của người dân Campuchia. Nhưng lúc này đây, nhìn nó thật là hoang tàn. Xung quanh nhà máy vẫn còn nguyên những dấu vết của chiến tranh. Giờ đây chỗ này là nơi đóng quân của lính Campuchia, tiểu đoàn pháo binh 105 ly. Khi rời khỏi nhà máy cà phê, đoàn quân lên đường đi tiếp. Chúng tôi đi thêm chừng khoảng 2 cây số nữa thì ra được đường xe chạy. Có tên là đường gì, bây giờ tôi cũng không nhớ nữa. Theo như mấy anh nhận quân nói, nếu rẽ phải theo đường thì đi mãi sẽ tới đất của Thái Lan. Vì đây là con đường giao dịch mua bán của người dân Bailin và bên Thái Lan qua. Giờ đây không còn người và xe nữa, nên cây cỏ dại mọc đầy kín lối. Chỉ còn lại một lối mòn nhỏ của lính ta hàng ngày đi chốt đường mà thôi. Chúng tôi lại rẽ trái đi theo con đường xe này để về đến tiểu đoàn bộ. Đoạn đường này được an toàn, về được cả lính ta và bạn thường xuyên đi lại và có cả cánh lính chốt đường ở đây nữa. Đi lên được chừng 4 km thì chúng tôi đặt chân lên con đường nhựa của thị trấn Bailin, nơi đóng quân của tiểu đoàn bộ. Lúc này đã chừng 4 giờ chiều, vậy là đã tới nơi rồi. Mọi người mực quá vì đã đi suốt một ngày. Nói thật là mệt đối với cánh lính tân binh bọn tôi. Khu vực Bailin này có lẽ ngày xưa chắc giàu đẹp lắm đây. Tôi thấy ở hai bên đường là những căn nhà lầu, cứ khoảng chừng vài trăm mét thì lại có một cái rạp hát. Nhưng giờ đây tất cả đều hoang tàn, sụp đổ vì chiến tranh. Theo lời của những anh lính cũ nói, nơi đây được gọi là vùng đất Tapon. Dân ở vùng này rất giàu nhờ vào những viên đá quý. Đá Tapon này có những viên cỡ hạt đậu xanh hoặc nhỏ hơn, nhưng cũng có những viên cỡ bằng đầu đũa ăn cơm. Có nhiều góc cạnh, nhìn xuyên qua được viên đá. Đá có hai loại màu xanh biển và màu đỏ nhạt. Màu xanh bán thì có giá hơn. Tuy nhiên, tùy theo độ nứt và lớn nhỏ của viên đá mà tính theo giá trị của nó. Bởi thế nên lính ta mỗi lần lượm được đá là cứ cầm đá giơ lên trời, nhờ ánh sáng xuyên qua để nhìn xem đá bị nứt nhiều hay ít. Thường thì sau mỗi cơn mưa là đá hay nổi lên mặt đất, nhìn là thấy liền. Bởi vì thế mà cánh lính ở Bailin khi đi qua là cứ cắm mặt nhìn xuống đất, hoặc là sau khi đi tẻ bậy. Khi tôi về đây thì thấy cũng còn đá rất nhiều, nhưng toàn là các loại đá con không. Loại đá này viên nhỏ, màu hơi đục nên không có giá trị bao nhiêu. Lượm được chừng nửa hũ, đem đi bán được chừng 5 ria thôi. Nếu như lượm được đá tốt, có khi bán được cả 100 ria. Cánh tân binh chúng tôi được đưa tới một ngôi chùa để nghỉ qua đêm, chờ ngày mai sẽ tiếp tục biên chế về các trung đội, tiểu đội. Cho tới trước cổng chùa, chúng tôi mới thấy được sự tín ngưỡng của người dân Campuchia. Ngôi chùa nhìn thật đồ sộ. Cổng chùa xây hình vòng cung, có chạm trổ rất công phu. Được bao bọc quanh chùa là những bức tường được chạm khắc hình người dân, đồ cúng Phật. Có cả hình của những vũ nữ Apsara trên bờ tường nữa. Qua khỏi cổng chùa là những vườn hoa dọc theo đường đi. Phía nào cũng có nhà cả. Nào là nhà để cúng, nhà để thờ tượng Phật, nhà để khách ở. Căn nào cũng có lầu, mỗi cây cột nhà đều có chạm hình ở trên đó. Trên khắp mỗi căn nhà là một cái hồ chứa nước để xài. Cái nóc được người thợ đổ bê tông rồi xây xung quanh lên khoảng chừng 1 mét, nhìn như cái hồ để chứa nước vậy. Mà không hiểu sao những căn nhà này có thể chịu nổi. Đêm hôm đó, chúng tôi được ngủ một giấc thật ngon vì đã quá mệt. Sáng sớm, vừa mới ăn cơm xong thì bỗng nghe xì xèo. Khi chạy ra cổng chùa mới biết là cánh vệ binh của tiểu đoàn đã bắt được 3 anh chàng tân binh định đảo ngũ. Thì ra là thằng Thanh Hí, thằng Dũng Nhí và Tuấn Danh Đôi. Cả 3 thằng này đều ở Bình Chánh chúng tôi. Có lẽ tư tưởng chưa thông, hồi tối bọn nó đã trốn khỏi chùa, rồi đi dọc theo đường xe ra khỏi tiểu đoàn một đoạn, chừng 2 km. Không ngờ đã bị bộ đội Campuchia bắt lại, rồi giao cho tiểu đoàn. Đã vào tới đây rồi thì không còn con đường nào, thì trốn nữa. Nếu không bị bắt lại thì cũng có thể sẽ bị mìn hoặc bị bọn Pol Pot
bắt thôi. Tiếng gọi tập trung, mọi người vội vàng đeo ba lô lên vai, rồi xếp hàng ngay ngắn, đúng theo điều lệnh. Tổ trưởng Sơn là tiểu đoàn trưởng, ông quê ở Nghệ An, và mấy anh lính cũ hay gọi ông là Sơn Bọ. Cầm một sấp giấy, đứng trước hàng quân, rồi ông nói lên nhiệm vụ của các chiến sĩ. Hãy xác định tư tưởng, yên tâm công tác, đừng có tư tưởng đảo ngũ, bỏ ngũ như ba đồng chí kia. Nói chính trị một thôi một hồi, rồi thủ trưởng mới đọc tên từng người để biên chế về các đơn vị. Vậy là anh em bạn bè lại chia tay nhau. Người thì được ở lại tiểu đoàn bộ, các đại đội trực thuộc như trinh sát, thông tin, cối. Hết bộ phận của tiểu đoàn, thì tới các đại đội, bộ binh. Tôi được biên chế về đại đội 9. Khi đó ai được biên chế về đại đội 10 thì khỏe nhất, vì sẽ được ở lại thị trấn Bailin này để bảo vệ tiểu đoàn bộ. Còn cánh đại đội 9 của chúng tôi thì sẽ đi về hướng gần 300 nhà. Đơn vị đang đóng quân ở đó. Riêng đại đội 11 thì sẽ đóng quân trên đồi 505. Đây cũng là một điểm nóng của Bailin. Tất cả anh em nào đã từng ở Bailin chắc cũng đều biết, sẽ biết mất 505 là mất Bailin. Đồi 505 là một điểm cao nằm gần biên giới Campuchia Thái Lan. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống sẽ thấy đất Thái Lan liền. Xe ô tô ở bên kia chạy cũng có thể nghe tiếng, và bọn Pốt thường xuyên tập kích. Đã có nhiều lần có những trận đánh nảy lửa diễn ra tại nơi đây. Ba chàng tân binh đảo ngũ đã được biên chế đầu tiên về đại đội 11 này, cho lên chốt đồi 505 luôn. Thế là khỏi chuẩn nha. Số anh em nào được phân công về đại đội 9 và đại đội 11 sẽ cùng liên đường với đơn vị. Xe chạy về hướng biên giới Campuchia Thái Lan. Chúng tôi đi chung được khoảng chừng 10 cây số thì đại đội 9 rẽ vào rừng để về đơn vị. Còn lại đại đội 11 sẽ tiếp tục đi thẳng để lên chốt 505. Đi sâu vào rừng thêm chừng 2 cây số nữa thì tới cứ của đại đội 9. Tới nơi đã thấy những anh em lính cũ đang đứng tập trung để đón cánh lính mới chúng tôi. Nhìn những gương mặt vàng vọt xanh xao vì sốt rét, những cặp mắt thâm quầng vì mất ngủ của người lính, làm cho cánh lính chúng tôi cũng hồi hộp, không biết rồi mình sẽ ra sao đây. Nhưng thôi, mặc cho số phận, anh em sống được thì mình cũng sống được. Lúc này tư tưởng đã xác định được đôi chút rồi. Hai mươi mấy lính tân binh chúng tôi đứng xếp hàng trước sân đại đội để chờ thủ trưởng ra đọc tên biên chế về các trung đội. Anh sĩ đại đội trưởng từ giới thiệu tên xong, rồi anh giới thiệu các anh cho ban chỉ huy đại đội, gồm có anh Quang, đại đội phó quê Quảng Nam, anh Mai, anh Tâm, Bá cùng quê Nghệ Tĩnh. Vậy là ban chỉ huy có tất cả 5 người. Giới thiệu xong ban chỉ huy, anh sĩ bây giờ mới đọc tên từng người về các trung đội. Vậy là xong, chúng tôi đã nhập hộ khẩu chính thức tại đại đội 9 tiểu đoàn 3, trung đoàn 812, sư đoàn 309 này. Bắt đầu bước vào một cuộc sống mới, vào một cuộc đời lính bộ binh chiến đấu nơi đất lạ quê người của vùng đất Campuchia. Đại đội 9 của chúng tôi gồm có 3 trung đội là 1, 2 và 3. Mỗi một trung đội thì được chia làm 2 tiểu đội, được bố trí cách nhau khoảng chừng 700 mét. Mỗi trung đội được bố trí một đại liên M60, một khẩu B41, hai khẩu B40, hai RBD, còn lại là AK. Hễ tiểu đội nào giữ đại liên thì tiểu đội kia giữ B41, riêng tiểu đội cối 60 thì có 3 đồng chí, còn tiểu đội chuyên môn phục vụ thì sinh hoạt chung, thường y tá sẽ là tiểu đội trưởng. Tiểu đội này gồm có 2 anh nuôi, 1 y tá, 1 quản lý, 1 liên lạc, kiêm luôn cả văn thư nếu như không có quân. Các tiểu đội này ở độc lập, sinh hoạt riêng nhưng được ở gần đại đội. Quân số tính luôn số tân binh của chúng tôi vào khoảng 65 người. Vì thế nên các anh em lính cũ rất mừng khi có lính mới bổ sung cho quân số ít ở hiện tại. Lúc bấy giờ tôi, Giang và Xuân, 3 thằng được về chung một trung đội. Khi vào đến trung đội, tôi được anh Quân là trung đội trưởng quê ở Quảng Nam giới thiệu với anh em ở trong quân đội. Trung đội của tôi, anh em gần như có đủ cả các thành phần từ Nam đến Bắc, từ thành phố tới Cà Mau. Đại đội 9 của chúng tôi đóng quân gần một cái vùng cũ. Nghe thì thế còn, nhưng đều đã bị sụp đổ, cây cỏ rừng mọc đầy ở trong nhà. Tôn làm nhà thì đơn vị đã gỡ và đem về làm doanh trại. Còn khung cửa, cột kèo toàn là những cây gỗ quý không, thì cho anh nuôi đem về lọc củi, cũng thấy thật tiếc. Dân ở khu vực này trồng đủ loại cây ăn trái, sầu riêng, cam quýt, dừa, xoài và rất nhiều là cây dừa. Mỗi lần lính ta muốn ăn dừa
thì không có cái chuyện leo lên để bẻ trái đâu, mà lấy búa chặt nguyên cây, ngả xuống để lấy trái. Đúng là hoang phí kinh khủng luôn. Ở phía trước mặt đơn vị, nhìn xa xa là dãy núi 952 màu xanh, trải dài ở bên Thái Lan, trông thật hùng vĩ. Bữa cơm đầu tiên ở trong đơn vị thật là ngon, cơm nóng, canh đậu nành xay, nước mắm thịt hộp. Tối đến, anh em trong tiểu đội ngồi tập trung lại để tiểu đội trưởng phân công công tác nhiệm vụ vào ngày mai và cắt cảnh gác đêm. Kinh khủng thật, đúng là hội ý kiểm điểm trong quân đội ở chiến trường. Quân trường đâu có thấy vậy. Tiểu đội trưởng nêu mặt mạnh của từng đồng chí một, song tới mặt yếu của từng người. Sao mà cái gì cũng yếu hết, tè re tua, không chở chỗ thở. Bởi thế cánh lính ta rất hay sợ về hội ý. Vì tôi thấy từ tiểu đội trưởng hội ý trung đội trưởng, rồi từ trung đội trưởng hội ý đại đội đều bị như nhau. Hội ý xong, cũng đã mất gần 2 tiếng đồng hồ. Một nồi ngô luộc được đem lên. Hồi chiều đại đội đã cho hái bắp mà anh em đã trồng, rồi nấu đãi anh em tân binh chúng tôi để khích lệ tinh thần người lính mới. Đúng là đã thật. Đêm đó, tôi được đi gác đêm đầu tiên ở đơn vị mới. Để cho quen và đỡ sợ, đã có một anh lính cũ được phân công gác cùng trong đêm đầu tiên. Rừng ban đêm ở Campuchia thật là tĩnh mịch, trời thì tối đen, xung quanh cũng tối, chỉ có những ánh sáng trên bầu trời là có chút sáng thôi. Đêm hôm đó, Yên, anh lính cũ đi gác kèm với tôi, đã chỉ cho tôi cách đoán thời gian để mà đổi gác bằng cách nhìn những ngôi sao ở trên trời, lấy một ngôi sao làm chuẩn, theo ngọn cây, rồi lấy khoảng cách của găng tay mà tính. Cũng thấy hơi chính xác, chênh lệch chừng 10 phút thôi, so với đồng hồ. Còn sau này, khi đã gác quen rồi, có khi trời mưa, bầu trời chẳng sao trăng gì, thì thấy cái bụng nôn nao đi, là đi đổi gác luôn, đúng ca, đúng giờ. Đúng là cái gì, cứ làm hoài, rồi cũng quen. Thường thì lúc bấy giờ, một ca gác khoảng chừng 1 tiếng rưỡi, cho tới 2, thậm chí là 3 tiếng, tùy theo quân số của đơn vị, và tùy theo số anh em bị ốm sốt, và cả những người đi tác chiến nữa. Bài học đầu tiên là học cách đoán giờ. Tiếp tới là học cách biết thế nào là tiếng động xào xạc của lá rừng, tiếng cây khô gãy, thế nào là của bọn thú rừng, và thế nào là của tội địch để mà ra quyết định xử trí. Trang bị khi đi gác thì thường mang theo AK, lưng đeo 3 xe đạn, có 3 băng. Súng thì lúc nào cũng có đạn lên nòng sẵn, chỉ cần mở khóa an toàn là bùm thôi. Hồi bấy giờ, tôi nhớ cái đại đội chỉ có một cái đồng hồ duy nhất là cái Senco chặt góc, nhưng lại là của một anh hơi khó tính nên anh em không sử dụng tới. Ở đây anh em gác lúc nào cũng dư giờ. Nếu anh tiểu đội trưởng thường báo hết giờ ca gác cuối cùng, đơn vị có giao thông hào chạy liên lạc với nhau từ tiểu đội này sang tiểu đội khác. Cứ khoảng chừng 20 mét thì lại có một hầm cá nhân. Mỗi hầm đều đã để sẵn chừng 5 quả đạn B-40, một thùng đạn AK. Khi gác đêm thì không được ngồi ở một chỗ, phải đi dưới giao thông hào, chậm rãi. Từ từ chăm chú quan sát về phía trước. Thường thì ở trong rừng, ban đêm rất tối, chỉ nhìn thấy lờ mờ khoảng cách rất gần thôi. Nhưng nếu ta nằm hoặc ngồi thì sẽ quan sát được xa hơn. Nên những giao thông hào ở đây, lính ta thường đào rất sâu. Khi đứng thì ngực ngang với mặt đất, lúc gác được lợi thế và trong cả chiến đấu nữa. Lúc đó gác thì cứ từ đầu qua tiểu đội này tới gặp lính của tiểu đội kia rồi quay trở lại. Cũng chính nhờ như vậy mà đỡ buồn ngủ và không bị muỗi nó chích. Để bảo vệ tính mạng đầu tiên nên người lính ở nơi đây anh em nào cũng gác rất tốt, không dám ngủ hoặc là ngồi một chỗ, nên hầu như các sếp không kiểm tra gác bao giờ. Cứ xong một ca gác thì lại vào tiểu đội để đổi ca. Phải nói là cánh lính ta rèn luyện rất hay và gần như thành thói quen. Chỉ cần vỗ nhẹ một chân vào cái là đã bật dậy, liền nhảy xuống đất, chụp ngay cây súng rồi đeo 3 xe đạn, tay cầm đôi giày, đi liền ra giao thông hào rồi mới mang giày vào. Đúng 4 giờ sáng thì anh tiểu đội trưởng, người gác cuối cùng sẽ kêu toàn bộ mọi người dậy trực chiến, trừ trung đội trưởng ra, còn lại đều mang súng đạn, giải dài ra giao thông hào để trực chiến. Đây là kinh nghiệm xương máu của chiến trường ở Berlin. Thường thì bọn địch hay đánh vào đơn vị của ta vào lúc trời tờ mờ sáng, tầm khoảng từ 4 rưỡi cho tới 5 giờ. Nên lính ta phải trực chiến sẵn như vậy, để có gì thì cũng còn kịp trở tay. Cứ trực chiến như vậy cho tới khi còi lấy cương của đại đội thổi thì mới được vào nhà.
Lúc này mọi người đều tự giác làm việc, ai đi lấy cơm thì đi, còn lại thì quét dọn xung quanh trang trại, tranh thủ ăn cơm để đi công tác và học tập. Nếu như không phải đi tác chiến thì đơn vị sẽ tổ chức huấn luyện chiến đấu cho chiến sĩ, chủ yếu là việc dò gỡ mìn, cài các loại mìn 652A và mìn KP2, rồi học cách gài các loại mìn để áp dụng khi đi phục kích bọn địch. Riêng về cách áp dụng địa hình, địa vật thì không giống như ở quân trường, vì phải theo thực tế ở địa bàn. Khi đoàn quân đang đi mà bị bọn địch phục, tuyệt đối không được núp vào những ụ mối hoặc cây to, vì xung quanh những nơi đó bọn địch chắc chắn sẽ gài các loại mìn 652A và KP2 để bẫy lính đà. Là lính bộ binh nên lính ở đây phải học đủ thứ, phải biết cách đi rừng, biết cách xem hướng đông tây nam bắc, để mỗi khi đi tuần tra xung quanh đơn vị thì ai cũng phải đi hết, cứ thay phiên nhau đi dẫn anh em, trách nhiệm cứ như là trinh sát vậy. Còn phải như cánh lính công binh dò gỡ mìn nếu phát hiện ra, bởi thế mà gần như phải học tất cả. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đi tuần cùng với đơn vị. Ở đây thì mỗi ngày đều phải đi tuần, quân số thường khoảng 12 người đi. Nhiệm vụ là phải đi một vòng quanh đơn vị nơi đóng quân, theo bán kính chừng 3 cây số, xem có dấu tích của bọn địch bám ở đấy không. Đi tới cái hàng dương cách đơn vị chừng 2 cây số, tôi bỗng thấy hai bộ xương khô nằm ở trên đất, một cảm giác ớn lạnh, rùng mình. Rồi hôm đó tôi được nghe các anh lính cũ kể lại, đó là có một hôm khoảng tầm 5 giờ sáng, tụi bốt tập kích đánh vào đơn vị, nhưng do đơn vị thực hiện công việc trực chiến rất tốt, như tôi đã nói ở trên, nên đã kịp thời chủ động đánh trả. Bọn địch phải bỏ chạy tới cái chỗ hàng dương này, thì đã vướng phải mìn do lính ta cải sẵn, nên đã bỏ lại hai cái xác. Hồi đó, tôi nhớ thông thường khoảng 4 giờ chiều, đơn vị đi tuần. Cứ đi hết một vòng, khi trở lại đơn vị, chừng một cây số, thì sẽ bố trí lại để phục kích, chờ cho tới khi trời sụp tối hẳn mới quay trở về. Thấm thoát, thế là chúng tôi đã về đơn vị được hơn một tháng. Cuộc sống cũng đã quen dần với môi trường, không còn cảm giác run rẩy khi nghe đạn pháo 105 ly bắn chi viện trên đồi 505. Cho cánh đại đội 11, cũng không còn cảm giác hồi hộp, lo sợ khi phải gác đi một mình giữa khu rừng vắng lạnh, và cũng đã cảm thấy bình thường khi phải đi ngang qua một bộ xương khô. Một hôm, trời vừa sáng, chợt nghe tiếng bùng bình, tiếng đạn cối B-40 AK rền vang cả một khu rừng ở hướng nhà máy cà phê, nơi đóng quân của lính Bắc Nghiêng. Vào lúc 5 giờ sáng, các trung đội lập tức chuẩn bị đi chi viện. Lệnh từ đại đội truyền xuống các trung đội, thế là anh em đang trực chiến, súng đạn cũng đã đầy đủ, tập trung lên đại đội. Lúc này chúng tôi mới thực sự hoảng sợ, vì chuẩn bị bước vào một cuộc chiến thực sự. Nhưng sau đó, vì chúng tôi là lính mới, nên chỉ huy đại đội đã cho ở lại đơn vị, cùng với mấy anh bị ốm sốt để giữ trại. Còn lại tất cả đều chi viện cho bạn. Mặt trời đã lên, tiếng súng đạn cứ thưa dần, rồi sau đó im hẳn. Phải đến tầm 1 giờ trưa, anh em mới về tới đơn vị và cho biết là bọn bốt đã đánh vào khu vực nhà máy cà phê, đốt doanh trại của đơn vị lính Campuchia và lấy đi một số súng cùng đồ cổ của đơn vị bạn, rồi kịp rút trước khi đơn vị cơ động của chúng tôi tới. Còn có khẩu 105 ly, chắc do nặng quá, bọn bốt không kéo nổi, và chúng nó cũng không có thời gian đủ để phá hủy, nên vẫn còn nguyên vẹn. Thật là mệt khi anh em đã phải chạy cơ động tới cả 5-6 cây số, nhưng khi tới nơi thì chỉ còn thấy rải rác xác lính của Campuchia và những ngôi nhà đang cháy. Thế là lại phải lao vào phụ thu dọn chiến trường, rồi cáng số lính của bạn hy sinh trở về Berlin. Tôi còn nhớ ngày từ huấn luyện ở quân trường, khi được nghe tới việc sốt rét ở chiến trường Campuchia, và rồi cái lần đầu tiên bị sốt rét cũng đã tới. Thật là kinh khủng với những cơn lạnh. Cái lạnh như từ trong xương phát ra, đắp bao nhiêu chăn, rồi quấn áo chất đống lên người, vẫn cứ thấy lạnh. Hai hàm răng cứ đánh cặp vào nhau. Được chừng vài phút thì cơn run ập tới, làm cả người run lên bần bật. Cái lạnh không biết diễn tả ra sao. Chừng 20 phút sau thì hết lạnh, nhưng lại tiếp những cơn nóng. Nóng như đốt cháy da, cháy thịt, nhất là cái đầu và cả trong hơi thở. Sao mà cái hơi thở nó nóng quá. Tôi cứ tưởng tượng, nếu mình có ngậm cái hột trứng gà vào miệng, chắc cũng chín luôn. Hết nóng lại đến lạnh, rồi hết lạnh lại đến nóng. Thật đúng là nghĩa sốt rét. Qua được cơn sốt, người mệt vô cùng,
đầu nhức nhối và chóng mặt, thấy vật gì cũng như quay cuồng, đứng không vững được, lúc nào cũng cứ muốn nằm. Thế là mỗi ngày phải đến y tá 2 lần để trích và uống thuốc. Những viên thuốc quinin màu vàng, những mũi trích quinin đã làm tôi rất sợ. Thuốc thì đắng, còn thuốc trích thì xứng với cái danh từ quinin cả thọt. Y tá ở đây trích thuốc thì rất điệu nghệ. Một tay thì giữ cái mông và tay kia làm động tác giả, rồi phập một cái phóng mũi tiêm ngập vào mông và bơm thuốc. Không biết đau là gì. Ấy thế nhưng mà sau khi trích được chừng nửa ngày, thuốc bắt đầu lan ra, làm nhức nhối 2 vùng mông. Nên lính ta sẽ không đi được bình thường, cứ cả lê cả lết. Đó là chuyện bình thường. Còn nếu lỡ ông nào bị áp xe thì còn khổ hơn nữa, phải mổ cái cục áp xe ra. Khi đi phải nhờ tới cây gậy để chống mà đi. Bị sốt như vậy chừng 3 ngày, con người khác liền. Da bắt đầu vàng đi vì thuốc quinin. Người hốc hác. Tôi lúc đó được miễn công tác, nhưng tuyệt đối không được nằm. Dù rằng khi sốt rất muốn được nằm. Vì hễ cứ nằm là rất dễ lên cơn ác tính. Hàng ngày cứ phải đi lòng vòng quanh đơn vị để hái ra rền gai, luộc để ăn với cơm. Tuy được miễn công tác, nhưng vẫn phải gác. Cũng như là một cách để vận động cơ thể cho nhanh dứt cơn. Lần đó tôi đã bị cho tới ngày thứ 5 và cơn sốt của tôi vẫn không giảm. Buổi chiều hôm đó, trong lúc mọi người đang chuẩn bị chén đũa để ăn cơm, còn tôi đang ngồi tựa vào gốc cây, bỗng không nhìn thấy gì nữa, mắt hoa lên và chỉ còn nghe thấy tiếng la y tá. Cho tới khi tôi mở mắt mới biết mình đang nằm ở Berlin trong cái bệnh xá dã chiến của tiểu đoàn bộ. Tôi đã mê man hết 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Anh em đã nói, thì ra từ bữa đó tôi bị lên cơn sốt. Tôi mới vừa té lăn xuống đất. Rất may anh em đã vội ẵm tôi vào nhà, rồi chạy kêu y tá. Anh Tuấn quê Quảng Nam đã chạy xuống trung đội, trích liền một mũi thuốc, rồi báo cho đại đội khẩn trương cáng tôi lên trạm xá của tiểu đoàn. Chiếc võng được cột chặt vào cây đòn. Mỗi trung đội 2 người tập trung lại để cáng. Cả anh Tuấn cũng đã đi theo. Mọi người vừa đi vừa chạy để có thể tới trạm xá mà kịp cứu sống mạng của tôi. Ôi, những đồng đội đã không quản ngại mệt nhọc, đường xá hiểm nguy, bỏ cả cơm vì tôi, một người lính tân binh. Thế mới biết được sống trong sự đùm bọc, yêu thương nhau, hy sinh vì nhau của những người lính sống xa quê hương. Và cũng may lúc đó, tôi mới trong cơn hôn mê và đã được cứu kịp thời. Chứ nếu lỡ lên cơn ác tính thì chắc đã toi rồi. Vậy là tôi thoát được một cái chết không đáng chết nhờ vào tình đồng đội, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau của những người lính. Có một chuyện không biết có phải là nỗi buồn đợt lính mới của anh em chúng tôi không. Chỉ biết ở Berlin đã luôn nổi tiếng với cà phê và đá quý. Thế nhưng vào thời điểm chúng tôi, năm 1983, đã không biết cái mùi cà phê Berlin nó ra sao. Thấy được cái hạt cà phê nó tròn hay méo. Còn đá quý, nói thật, chỉ được hưởng trái toàn là đá ton. Loại đá gần như chẳng có giá trị gì. Có lẽ chỉ có các bác thời 79-80 mới được hưởng cà phê và những viên đá có giá trị. Còn như tôi, về sau này, khi có dịp ngồi trà cháo với anh em bạn bè, có nhiều người nói, tụi mày đóng ở Berlin, cần cái mỏ đá quý rồi cà phê, vậy là ngon lành. Tôi cũng gật đầu, rồi nổ như AK bắn liền thành. Chứ thực tế, nói thật, ngày đó chủ yếu chúng tôi được hưởng những trái mìn 652A và những trận tập kích suốt ngày, suốt đêm của bọn Pol Pot thôi. Sáng ngày 14 tháng 7 năm 1978, xe chở thương binh của EZA, tôi và mấy anh nữa theo xe về, vào đến cửa rừng, gặp thằng Thuận ở C5 cùng 2-3 đứa nữa đi ra, đến E bộ gặp thằng Hát cùng đại đội đi cả nhắc, chân phải cuốn băng to xù. Tôi hỏi sao không ra viện 24, nó trả lời căng thẳng quá nên dí súng nện vào chân một phát. Vì vậy trợ lý bảo vệ E giữ lại tra hỏi. Hát cho biết thêm, thằng L và thằng Thờ cũng tự thương vụt ngón trỏ bàn tay, phải điều trị ở quân y E, lành về đơn vị rồi. Gần trưa, anh Côi ở D3 mới thấy anh Nguyệt làm dê trưởng, họp xong cùng tổ trinh sát tiểu đoàn, đi theo bảo vệ ghé hầm quân lực, đưa chúng tôi về. Suốt đường từ E bộ về đến C2, so sánh cuộc sống lính cùng trung đoàn với nhau, tâm tư tôi trải qua nhiều cung bậc. Ở E bộ, đêm vẫn sáng điện ắc quy, radio vẫn mở ca nhạc ầm ĩ, lính đi lại thoải mái như ở ngoài thị trấn.
Ở dây bộ mọi người vẫn hò hát, cười đùa, vang cả góc rừng. Lính E bộ và dây bộ có thể ra chợ sắm mắt uống cà phê, mua thuốc, rượu, về nhậu nhẹt vô tư. Còn lính ở các đại đội bộ binh nằm chốt, cơm vắt nước lã, đi khẽ nói nhỏ, mất ăn mất ngủ, thiếu thốn, gian khổ gấp bội. Cái chết đến bất kỳ lúc nào, rất đúng với câu, lính tiểu đoàn bằng quan đại đội. Nên xe tôi, tự thương ba người là còn ít. Đó là chưa nói ở phía sau chiến tuyến vài km, cuộc sống cứ diễn biến bình thường như vốn có. Chiến tranh chết chóc, ở đâu mặc kệ, không liên quan. Cũng chính vì vậy mà hồi này, từ chỉ huy đến lính đều thuộc bài về có vần ục. Đời mình thằng mục, ăn cơm cục, uống nước đục. Không đi trên dục, đi thì địch phục. Quay về thì nhục, xông lên thì gục, rồi đời thằng mục. Đến dê bộ, anh Côi bảo lại nghỉ thêm ít ngày, rồi vào chốt. Nhưng có đoàn vận tải vác đạn lên K1, tôi theo về luôn. Thực tình thả về một mình, tôi chịu. Vì khi vào chốt, cứ lo theo người đi trước. Khi ra, nằm trên võng, không nhớ đường. Và đi một mình, dễ bị địch bắt sống. Thấy tôi về, các anh chỉ huy đại đội mừng rỡ, bảo liên lạc đun nước pha trà, rồi tranh nhau hỏi chuyện. Nếu anh em cũ, quen biết, nghe tin cũng kéo đến hầm ban chỉ huy, chuyện trò rôm rả. Anh Liễu đi phép hơn 2 tháng đã vào. Từ Quỳnh Lưu, anh ra Diễn Châu thăm người yêu, rồi đạp xe hơn 30 cây số lên Đô Lương vào nhà tôi. Cha tôi gửi cho một chiếc áo lót và 20 đồng cùng với lá thư dài, dặn dò rất nhiều điều. Đến giờ tôi vẫn nhớ câu của cha viết. Quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách. Tức, nước nhà có việc, mọi người đều phải có trách nhiệm gánh vác. Để động viên tôi xác định nghĩa vụ của người lính, không dao động trước gian khổ hy sinh. Anh Trường đưa cho tôi một sấp thư của các anh chị và bạn bè đã bị bóc đọc trước. Để mọi người ngồi hút thuốc uống trà, tôi đọc ngấu nghiến tập thư. Anh thứ hai của tôi, công tác ở sở y tế, 2 lần thi đậu nghiên cứu sinh, nhưng bị giữ lại không cho đi vì nhà chưa có ai đi bộ đội. Năm 75, tôi đi lính. Năm 76, anh mới được sang Liên Xô học phó tiến sĩ về dược. Cùng đợt với anh rể tôi là giảng viên Đại học Kỹ thuật Quân sự sang đó học phó tiến sĩ về sức bền vật liệu. Bây giờ gọi chung là tiến sĩ. Viết thư nói rằng, bạn bè quốc tế của anh, đặc biệt là những người Nga, rất quan tâm đến xung đột giữa Khmer Đỏ và Việt Nam. Khi anh kể chuyện có em ruột đang cầm súng chiến đấu chống lại bọn xâm lược Khmer Đỏ, thì vị giáo sư hướng dẫn đề tài rất cảm kích. Ông gửi lời chúc sức khỏe và chúc em cùng đồng đội giành thắng lợi. Chính quyền thành phố nơi anh học cũng đã mời anh phát biểu cảm tưởng về tình hữu nghị Việt Xô trên đài truyền hình địa phương. Một lá thư nét chữ tròn trịa, thân thiết, mà tôi thường mong đã chép tặng tôi bài thơ Lính Mà Em, nói về tình cảm của cô gái hậu phương và người lính chỉ đọc một lần tôi đã thuộc. Bài thơ có khổ đầu tiên: em trách anh gửi thư về chậm trễ, em đợi hoài sẽ giận mà xem. Thư anh viết nào đâu muốn thế, hành quân hoài, chứ lính mà em. Cùng bài thơ là tấm ảnh dễ thương để ngày 12 tháng 6 năm 78, trùng hợp ngẫu nhiên với ngày tôi và đồng đội tất trận. Một nỗi nhớ mơ hồ, những kỷ niệm tuổi học trò tưởng chừng đã chìm khuất trong lửa đạn trỗi dậy, không dám nghĩ đến ngày về. Cảnh tay chiến binh đan 5 ngón tay mềm chỉ là viễn tưởng xa xôi, là ước mong vô vọng. Đọc hết tập thư, gặp lại đồng đội ở chốt, những suy tư nặng nề trong đầu tôi dường như đã vơi đi ít nhiều. Chia quà cho mọi người xong, tôi theo anh Tú ra vị trí cửa mở trận 12 tháng 6. Hướng này quân ta không đào rũi, chốt ở đây toàn người mới bổ sung, tôi không quen. Căn hầm của tôi và Sơn vẫn vậy, đoạn dâu tôm được đào dài ra và sâu hơn. Dàn DH đánh bị lệch hướng, chỉ quét sạch cây nhỏ được 15-20 mét, chứ không như lý thuyết. Cây xăng lẻ nơi tôi giấu thằng Tạo chỉ còn những cành to gãy cụt chờ tướp trụi lùi. Nhựa cây ứa ra từ những vết đạn và khói ám thân từ nó, màu mốc trắng trở thành màu xám đen. Anh Tú kể rằng, sau trận đánh ít ngày và thằng Bảo đồng hương Thanh Trương mới ở C-13 về, chủ quan nghĩ là địch đã rút hết. Đi ra trước cây xăng lẻ liền bị địch bắn, Bảo trúng đạn vào đầu hy sinh, còn anh chạy thoát, cái mũ cối Trung Quốc bị thủng một chỗ anh đang đội là của nó. Tôi nói, hầm địch chỉ cách cây xăng lẻ độ 5-60 mét thôi. Anh Ngư đã thu một khẩu AK ở đó, thế mà anh không biết sao? Anh Tú không nói gì. Cũng may là ta dùng hỏa lực bắn áp đảo
lấy được thi hài của bảo về. Đứng trên nóc hầm chỉ huy C, nhìn cả chốt trở thành như cái dãy mới phát rộng mênh mông. Màu đỏ của đất, màu úa của lá như hòa một. Loại cây bé bằng cổ tay vốn rậm rạp, che kín tầm mắt, giờ không còn cây nào. Mấy cây cỡ thân người trúng đạn đi ca, ngã gục, ngọn trống xuống đất, tạo thành chữ A khổng lồ, nổi bật lên giữa màu đỏ bạc. Thì thoảng có những cây to, cỡ bắp chân, đang đứng thẳng, nhưng trên mình chúng cũng đầy vết đạn. Đó đây những mầm xanh đã nhú, mặt đất chi chít hố và đuôi đạn cối, xen những hố pháo khoan, độ sâu ước bằng công sự cá nhân quỷ bắn. Cách công sự khoảng tầm liệu đạn, công binh đã phát gây rừng, rộng độ trên dưới 20 mét, ngọn đổ ra hướng ngoài, làm vật cản bao quanh chốt, gọi là hàng rào sừng hiêu. Vì các cành cây chĩa ra giống như sừng hiêu, dưới hàng rào, vào đến cách hầm độ 10 mét, họ cài dây đặc mìn quả dứa Liên Xô. Cách làm vật cản này, trung đoàn học ở Phỉ Lào. Đặc công chui rất khó vì độ dày của rào. Cành cây đan ngang dọc, không theo quy luật. Ải mục dễ gãy phát ra tiếng động hoặc kéo dây mìn gây nổ. Hồi ở Lào, chúng tôi học chui rào này, cũng dùng dây lạn buộc các cành nhỏ với nhau để tạo khoảng trống, nhưng chui vào rất khó. Chui qua 7 lớp hàng rào dây thép gai dễ hơn. Thế bố trí cũng đã khác. Các trung đội bộ binh đều dâng lên ở phía trước, xa theo đường hào lẫn rũi. Chỉ huy đại đội và khu hậu cần vẫn ở chỗ cũ. Cây to ở trung tâm tán rộng mấy chục mét, vuông sơ xác. Dưới gốc cây vẫn là hầm thông tin hải oát của thằng Bình người Hà Bắc và thằng Hà Đen ở Hương Sơn. Nơi đó thỉnh thoảng tôi vẫn chui vào. Thằng Bình dò tần số đài Khmer Đỏ để nghe những bài nhạc của lính Việt Nam Cộng Hòa mà chúng vẫn phát để tiến hành tâm lý chiến. Ngủ một đêm yên tĩnh tại hầm chỉ huy C, hôm sau tôi về lại B7. Bên tôi đã chuyển sang phòng ngự ở hướng đông nam, dọc đường hào lẫn rũi từ chốt C-13 xuyên đến chốt cũ của địch. Người cũ chỉ còn thằng Hòa, Hoài Đức, Hà Tây bị thương nhẹ ra viện trước tôi. Thằng Tường và thằng Phước không hề bị xây sát vì khi chúng tôi xung phong thì chúng chui vào hầm. Trong số người mới có thằng Phổ, người Hiến Sơn Đô Lương, đi lính tháng 8 năm 76 theo đạo Công giáo ở Dê Ba Sàng. Phổ kể cho tôi chuyện thằng Hải, quê thị trấn Đô Lương, cùng nhập ngũ đợt hắn ở Dê Ba. Đi trinh sát vướng mìn bị thương nặng, vẫn vác tử sĩ đi suốt đêm. Dọc đường lại vướng mìn bị thương tiếp, nhưng vẫn không bỏ tử sĩ. Tôi hơi bất ngờ vì đã học được gương này trên trang tin của sư đoàn, nhưng không nghĩ đó là thằng Hải đúng gương mình. Vì không biết hắn nhập ngũ lại ở cùng trung đoàn, chắc hắn cũng vậy. Khi học xong cấp 2, Hải học lớp 6, tôi học lớp 7. Giờ tan học, lớp hắn hay đấu bóng đá cùng lớp tôi, ở trưa mà sát trường. Mỗi lần vậy, thằng Quang Lê, Sĩ Hồng thường bắt tôi giữ gôn. Bây giờ Hải là thương binh 1/4, làm kinh doanh thành đạt. Ở C5, phía đông của chốt C7, có một khu ta chưa kịp phát cây gài mìn, thì địch quay lại lập chốt đối diện. Trước hôm tôi về đơn vị một ngày, địch đã tổ chức tấn công từ sáng đến tối. Ta có một trung đội 13 người đánh nhau, đến quá trưa thì bị thương vong hết, chỉ còn mình thằng Thuận, người Nghĩa Đàn, Nghệ An. Còn một mình giữ chốt, nó dựng súng của đồng đội dài dọc chiến hào, rồi chạy chỗ này bắn một loạt, chạy chỗ khác bắn một viên. Suốt buổi, nó bắn đến 17-18 viên B-40, B-41. Cầm cự mãi, Thuận chạy về phía sau, gặp anh Hải, chính trị viên C. Anh Hải nói, còn anh, còn em còn trận địa. Động viên hắn quay lại, chiến tiếp và bắn M-79 yểm hộ. Cho đến khi C-5 vét được quân chi viện, địch đánh mãi không được, đành phải rút. Thuận được thưởng bằng cách cho về dê bộ nghỉ mấy hôm, nhưng bỏ về nhà luôn, nên bọn tôi mới gặp nó khi xe vào đến cửa rừng. Đến tháng 9 năm 78, khi trung đoàn đã sang đất Cam, nó quay lại đơn vị, không bị kỷ luật, mà còn được đưa lên làm bê phó và bị thương nặng trong một trận đánh. Còn anh Hải, sau đó được thay mặt cho cán bộ chiến sĩ C5 đi báo cáo thành tích và câu nói, còn anh, còn em, còn trận địa của anh được tuyên truyền khắp quân đoàn như biểu trưng cho ý chí của người lính quyết giữ từng tấc đất của Tổ quốc. Chính những người lính đã ngã xuống và những hành động anh hùng của binh nhất, binh nhì như anh Hải, Thuận mới làm nên bề dày chiến công của trung đoàn hai lần anh hùng. Ở C6, sau đợt tấn công tháng 5 thất bại, địch co về chốt bên Phùng Xoa, cách ta đầm lầy hẹp. Lợi dụng địch ra xa, công binh đã cài được mìn xung quanh chốt. Một bữa có con lợn rừng lọt vào bãi mìn bị nổ chết,
lính liều mạng ra khênh về làm thịt, chia cho cả dê bộ và C8. Nhưng hai hôm sau, thằng Ngọc bị địch bắn chết giữa đầm, không lấy được xác. Mấy hôm sau, lợn rừng lại vướng mìn chết, lính ta khiêng về thịt ăn, mà ngẫu nhiên một lính dê bộ bị hy sinh. Từ đó thú rừng vướng mìn, lính ta không dám lấy ăn nữa. Tôi ở cùng hầm với Tiến, dân tộc Sán Diều, quê ở Bắc Thái, ở sư 320, sang làm A Trượng, lại tiếp tục trường ca ăn cơm cục, uống nước đục. Hai người thay nhau gác suốt đêm. Về đã mấy ngày, không thấy khẩu 12 ly 8 bên đồi con vịt bắn sang. Thằng Tường nó nói, cách khi tôi về độ 10 ngày, khẩu 12 ly 8 lại bắn chết một trinh sát của sư đoàn bên đài quan sát. Anh côi tức quá, cho hai khẩu cối 82 bắn. Anh bảo anh Liễu trèo lên đài chỉnh. Anh Liễu chỉnh đến gần 20 quả không trúng. Anh côi chửi, và anh Liễu chửi lại om sòm. Sau bê trưởng bê cối lên chỉnh cũng không được. Anh côi trèo lên đài, chỉnh đến quả thứ 43-44, đạn rơi trúng khẩu 12 ly 8 và đánh đáo đúng miệng hầm trú ẩn của địch. Chúng nó phải khiêng 6-7 võng về củ lạc. Từ hôm đó không thấy chúng bố trí lại, chắc khiếp vía ba đời. Một tối tôi đang gác, nghe tiếng mìn nổ ở rìa hàng rào. Anh em choàng dậy, ra vị trí chiến đấu. Thằng Thắng hầm ở phía bên hướng B8, nghe nổ, dậy mò mãi mới thấy công tắc mìn Claymore. Mặt nhắm mắt mở, hắn điểm hỏa, mìn nổ tiếp. Chờ mãi không thấy biểu hiện gì, tôi nghĩ con thú vướng mìn nên cho anh em ngủ. Buổi sáng, anh Trường gọi Thắng lên viết bản thành tích, nói đài kỹ thuật e báo khi đêm đặc công địch đánh chốt ca một nhưng vấp mìn chết hai thằng. Khi chúng tập trung lấy xác, Thắng nổ mìn chết thêm 8 đứa và bị thương nhiều. Không biết thực hư thế nào, nhưng từ đó không thấy địch hoạt động nữa. Nhiều bữa buồn tay, tôi bắn M79 vào hướng địch cũng không thấy chúng phản ứng gì. Cuối tháng 7 năm 78, chỉ huy đại đội thay đổi, anh Thống xê trưởng chuyển về quân khu 2, anh Minh Tắc chiến dê xuống thay, rồi anh Tú xê phó chuyển sang thủy quân lục chiến. Tôi có cảm giác như trung đoàn là đứa con nhà nghèo, đông anh em mới có tí lưng vốn, là cán bộ vừa được trải nghiệm chiến đấu thì bị cha mẹ rút cho anh em khác. Anh Thống người Tày, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, là người chỉ huy bình tĩnh, dũng cảm nhưng hơi chậm. Ra quân khu 2, anh vẫn viết thư cho tôi. Lá thư cuối cùng là tháng 2 năm 79. Hồi đó chúng tôi nghĩ anh đã hy sinh khi đánh Trung Quốc. Nhưng đến năm 2014, hỏi thăm anh Nguyệt, tôi có số điện thoại của anh. Gọi vừa giới thiệu tên, anh ồ lên, rồi nói anh không thể quên em được. Ngày nhận quân em bé nhất đơn vị. Hiện anh là thiếu tá đã nghỉ hưu, làm chủ tịch hội cựu chiến binh xã. Anh Tú quê ở Thanh Lâm, Thành Trường, có biệt tài bắn súng từng đạt giải hội thao năm 1975 của quân khu 4. Đi bắn chim chỉ nhằm đầu bắn để giữ nguyên thân chim nhiều thịt. Năm 1984, phục viên hàm trung úy, về làm phó chủ tịch mặt trận xã, cho đến năm 2007 thì nghỉ hưu. Mấy chục năm làm phó mặt trận, phụ cấp không đủ ăn sáng, không có chế độ hưu, anh vẫn nhiệt tình. Tôi không thể hiểu nổi. Sáng ngày 28 tháng 7 năm 78, chúng tôi bàn giao chốt cho F302. Người nhận chốt bên tôi là một thiếu úy chính trị viên, nhập ngũ tháng 2 năm 75, người Hải Phòng. Có con heo rừng vướng mìn chết lúc sáng, giữa bãi. Tôi chỉ cho họ, không biết họ có dám lấy không. Đơn vị rút ra, không đi theo con đường tăng đẫm máu, mà đi theo đường vòng men đầm nước. Hồi tháng 5, tôi đã từng đi trinh sát. Qua chốt của C6, ngầm phun xoa về dê bộ. Khi đến chốt C6, có một thằng ở hầm Đại Liên thò cổ hỏi, có thằng Tài ở đó không? Tôi trả lời, có đây, mà không biết người hỏi là ai. Hắn nhảy ra khỏi hầm, móc thuốc mời tôi, rồi nói, tao là Thắng ở Minh Thành, Yên Thành, đi cùng đợt với mày ở Đại Liên. Hai đứa chỉ kịp nói chuyện dăm ba câu rồi đi. Tôi quen Thắng, nguyên dê trưởng, dê một từ đó. Ra ngoài sa mát, ngủ một đêm đã mắt, sáng tỉnh dậy không thấy thằng Phước nằm cạnh, chỉ thấy khẩu trung liên lăn lóc ở góc lán. Nó đào ngũ về lấy vợ gần nhà tôi, mấy năm sau mất vì bạo bệnh. Hậu cần ra chợ sa mát mua bún, chỉ huy quyết chi hẳn cả một hộp thịt gà Hà Lan loại 1 cân, hình như là hàng viện trợ thiên tai của Liên Hợp Quốc, cho cả đại đội hơn 40 người. Một bữa ngon nhớ đời vì đã mấy năm không được ăn bún. Ở sa mát mấy ngày, sẵn sàng quay lại đánh phục chốt nếu như F302 để mất, nhưng không thấy động tĩnh gì. Ngày 31 tháng 7 năm 78, chúng tôi lên xe vòng hướng Cà Tum sang tham chiến trên mặt trận đường 7 thuộc huyện Mi Mốt, tỉnh Kampong Chàm.
từ tháng 6 năm 1978 để trừng trị hành động xâm lược của Khmer Đỏ, tránh cho đất nước bị tàn phá và có địa hình thuận lợi cho tác chiến, hiệp đồng, quân binh chủng. Ta chủ động đưa chiến tranh sang đất địch. Quân khu 5 đã chiếm một vùng đất của Cam dọc đường 19, giáp tỉnh Gia Lai. Quân khu 7 và quân đoàn 3 chiếm một vùng rộng lớn dài trên dưới 50 cây số dọc đường 7 từ bình độ 50 thuộc huyện Mi Mốt, tỉnh Công Pông Tràm, giáp huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đến thị trấn Sơn Nuôi, huyện Sơn Nuôi, tỉnh Karati, giáp Lộc Ninh của tỉnh Sông Bé, với chiều rộng từ 15 đến 20 cây số. Vùng mỏ vẹt huyện Bến Cầu, quân đoàn 4 cũng nằm chốt sâu vào đất địch khoảng 10 cây số. Khu vực ta chiếm không có bóng người dân. Họ đã bị lính Pol Pot lùa vào sâu nội địa, bỏ lại những phum làng, trù phú, cây trái cùng lợn gà châu bò. Đây là lần thứ 3 tôi được xuất ngoại. Biên giới hướng Tà Tum là rừng khộp, đường nhiều đoạn qua đầm lầy, công binh và thanh niên xung phong phải cưa cây lót ngang để xe chạy. Hết rừng khộp, qua rừng cao su, chập trùng, đến thị trấn Mi Mốt, cách Việt Nam trên dưới 10 km. Đầu thị trấn có một khu nhà cấp 4 lợp ngói, xung quanh khuôn viên được bao bằng tường thấp. Ở cổng ra vào có một bảng xây bằng gạch, chỉ chít vết đạn, có dòng chữ Khmer Đỏ. Tôi không hiểu, nhưng đoán đó là trường học. Con đường 7 trải nhựa rộng dài, chạy chính giữa thị trấn, được che bằng bóng cây me. Cây xoài cổ thụ hai bên đường, những biệt thự hai tầng kiểu cách, những ngôi nhà sàn cao lớn làm bằng gỗ quý, đen bóng, ẩn mình trong vườn cây ăn quả tĩnh mịch. Khung cảnh trông thật thanh bình, nếu như đó đây không có những hố pháo, vết đạn của các cuộc chiến giao tranh, và lính của quân khu 7, quân đoàn 3 đi lại nhộn nhịp. Nếu không có cuộc chiến tranh do Pol Pot gây ra, có lẽ Mi Mốt là một thị trấn sầm uất, khó có thị trấn nào ở Việt Nam sánh được. Đoàn xe chở chúng tôi vượt qua thị trấn theo hướng Tây, độ trên dưới 15 km, đổ quân xuống chân cao điểm 105. Cao điểm 105 Nam nằm vắt ngang đường 7, gọi là 105 Nam, để phân biệt với điểm cao 105 Bắc, giáp điểm cao 112, cách đó 1,5 cây số về phía Bắc. Xe tôi được bố trí chốt ở phía Nam của đường 7, của điểm cao 105 này. Trận địa đã được đơn vị trước xây dựng vững chắc, liên hoàn, đúng bài bản, có đủ hầm chữ A trú ẩn, ken bằng gỗ cao su, hầm thùng sinh hoạt, hào giao thông, ụ chiến đấu. C6 và D bộ ở phía bắc đường có anh Bùi Hải Lưu, quê ở Thanh Mai, Thanh Chương, e phó đi cùng. C5 ở phía sau, đứng trên cao điểm, nhìn về hướng Tây dọc đường 7, có thể thấy phun sâm địch đóng, lùi lại giáp đó là bình độ 50 và rừng chuối, bộ đội ta chốt. Trước đó, trung đoàn 64 của sư 320 đã đánh chiếm phun sâm, và D9 E64 chốt nhiều ngày liền. Có trận phải gọi sư đoàn bắn pháo chụp trên không, chùm lên trận địa ta mới giữ được chốt. Đến tháng 8, lực lượng D9 thiệt hại nặng, cả D chỉ còn trên dưới 100 người. Quyền D trưởng vừa chỉ huy vừa trực tiếp bắn cối 60, chi viện cho các hướng nên phải rút. Ta chỉ giữ được bình độ 50, nằm ngay trên đường 7, khống chế trực tiếp phun sâm. Từ đó đến ngày 31 tháng 12 năm 1978, quanh cao điểm 105, bình độ 50, những trận đánh ác liệt cấp E, D giữa ta và địch xảy ra liên tục. Đến hôm trước, sáng hôm sau, bọn tôi đã được đứng xem trung đoàn 66 đánh lấy lại chốt trong rừng chuối bên trái bình độ 50 để bàn giao cho sư 31. Tuy không thấy người, nhưng nghe tiếng nổ của những loạt súng, nhìn khói biết rất rõ diễn biến của trận đánh. Cách cao điểm 105 Nam khoảng 2 cây số hướng Nam là điểm cao 62 của Việt Nam, nằm sát đường biên giới hai nước. Đó là một điểm cao có giá trị chiến thuật, khống chế đường 7 từ phun sâm đến 105 Nam. Bình độ 50 và khu vực cầu 15, điểm cao bị địch chiếm từ tháng 3 năm 78, ngày 12 tháng 6 năm 1978. Cùng ngày chúng tôi đánh ở K1, trung đoàn 66, sư đoàn 10 đã đánh 62 nhưng thất bại. Mấy ngày sau có xe tăng chi viện mới lấy lại được. Từ đó đến tháng 12 năm 78, cao điểm 62 đổi chủ liên tục, hai bên giành giật nhau từng mét hào. Có trận địch đã dùng lựu đạn hóa học làm lính ta đang tấn công phải quay đầu bỏ chạy. Có trận ta tấn công, tái chiếm, vận tải lên lấy thương binh tử sĩ, khiêng nhầm xác chết của miên đưa về. Có lẽ đến cả vài ngàn sinh mạng hai bên đã đổ máu ở đây. Trung đoàn 977 cũng đã có lần để mất cao điểm này do cán bộ đại đội giao động chạy trước.
Cùng với đó là trung đoàn không tuân lệnh sư đoàn, điều quân tiếp viện, do đó trung đoàn trưởng bị điều về sau, ngồi chơi sơi nước. Quân đoàn phải sử dụng E-66 của F-10, có M113 yểm hộ, đánh mũi chủ yếu, Z3E-866 đánh mũi thứ yếu, Z2E-866 bọn tôi làm dự bị tiến công giành lại. Tuy không tham chiến, nhưng hai trinh sát tiểu đoàn đã hy sinh khi tìm đường cơ động. Cao điểm 62 nổi tiếng đến nỗi khoảng tháng 11, Đài Tiếng Nói Việt Nam có hẳn chuyên mục kể chuyện cao điểm 62 nhiều ngày. Chỉ ở 105 Nam 2 ngày, tiểu đoàn lui về bố trí ở hướng Tây Bắc thị trấn Mì Mốt, độ 2 cây số. Nơi đây đã có một đơn vị nào đó ở mới đi. Chúng tôi chỉ việc căng tăng lên các khung lán có sẵn. Trong lán là những cái giường mô đét kiểu cách lạ mắt. Địch ta khiêng trong phum về để nằm. Chứng tỏ dân ở đây tháng 4 năm 75 rất giàu, vì kiểu giường này mãi cuối những năm 80 mới xuất hiện ở ngoài Bắc. Đêm đầu tiên được nằm trên chiếc giường gỗ ở đất người, nghe tiếng giọt mưa rơi tí tách. Tôi chằn trọc mãi không ngủ được, nhớ nhà quá. Đại đội có thêm anh Cộng, người Thanh Hóa, là bê trưởng vận tải xuống làm sĩ phó. Anh Cộng có bộ răng đen. Anh Việt y tá cho rằng răng đen vì nhuộm để hoạt động tình báo. Anh Trung bê trưởng thông tin cãi, do anh Cộng keo kiệt, khi có khách đã rót nước trắng ra tiếp, còn mình ngậm tí chè rồi ngấp ngụm nước sôi pha luôn trong mồm để tiết kiệm nên răng bị đen. Sau đó anh Cộng có biệt danh Cộng tình báo hoặc Cộng pha trà trong mồm. Cán bộ trong dê cũng thay đổi nhiều. Anh Nga, người anh Sơn, trợ lý dân vận trung đoàn xuống làm dê phó. Anh Trung thông tin thay anh Minh làm trợ lý tác chiến. Anh Hải C5 lên làm dê phó. Trung đoàn trưởng Hoàng Đình Hợp lên làm tham mưu phó sư đoàn. E phó Bùi Thanh Điếm thay. Chúng tôi được cấp bột kim chi bồi dưỡng. Nghe nói đó là bột gạo lứt đã có ở Sài Gòn trước giải phóng dùng cho trẻ em. Chỉ cần một gói bột cỡ 5 lượng là nở đầy một xoong 20, cả trung đội 12 người ăn mệt nghỉ. Chẳng biết nó bổ tới đâu mà lính ta ôm bụng chạy hoài. Nên có câu, tưởng bờ như bột kim chi mà húp. Trong vườn dân, chung chung cuối mùa vẫn chịu quả. Có bữa tôi và Đinh Dũng trèo hái. Đang hái bỗng Dũng buông tay, rơi bịch như gấu no mật ong rơi xuống đất. Vừa ngồi dậy là nó ôm đầu kêu Dũng lên, rồi vùng chạy. Tôi vội vàng tụt xuống, khoác súng hắn và cầm súng tôi chạy theo mà không hiểu chuyện gì. Một số anh em ở gần nghe hắn giống lên. Thấy tôi chạy sau cũng xách súng chạy theo. Cứ thế thằng Dũng chạy như ma tuổi, vòng quanh các vườn, vừa chạy vừa hô. Bọn tôi một đoàn xách súng chạy sau, cho đến khi nó vấp ngã, ôm đầu, lăn lộn. Nghĩ là nó bị bệnh gì, tôi hô mấy người đè chặt xuống đất và bảo thằng Hoa chạy về gọi y tá. Dũng cứ vừa dãy vừa kêu đau. Khi anh Lanh y tá đến nơi, nó đã vã mồ hôi, ướt đầm đìa. Tay luôn chỉ vào tai. Anh Lanh cầm đèn pin dọi vào, hóa ra là con kiến vống vàng, loại thường làm tổ trên cây xoài, chôm chôm, đang cắn chặt lấy màng nhĩ tai hắn. Cả bọn buông tay lăn ra cười rũ rượi. Anh Lanh đổ cồn vào tai hắn và hí hoái một lúc mới gắp được thủ phạm ra. Mấy ngày sau, thằng Dũng vẫn kêu đau. Từ đó thấy loại kiến vống vàng chân tay nghêu ngao là hắn sợ. Rỗi rãi, tôi và thằng Phổ sang D1 chơi, gặp Bình Go, lính C4 đang ở rìa thị trấn. Nghe hắn kể tôi mới biết, có mấy đứa cùng xã được lính tháng 11 năm 77 bổ sung vào trung đoàn 922. Tính ra có đến hơn chục thằng cùng xã nhập ngũ 75, 76, 77 và 78 ở cùng sư đang tham chiến ở đây. Thời gian này, trung đoàn làm lực lượng cơ động cho sư đoàn. D1 đã đánh chiếm một phum gần Sang Kê, lính gọi là bản đỏ hay bản 500, cách thị trấn Mi Mốt hướng bắc trên dưới 6 cây số. Trước đó C1 D1 sang trước bị mất liên lạc. Với trên mấy ngày, bị địch đánh thương vong, mất tích một số, nhưng vẫn bám trụ, giữ vững vị trí đứng chân đã được giao. D3 cũng đánh chiếm một phum lớn để giải tỏa áp lực bớt cho sư 320. Chẳng hiểu sao lính D3 cũng gọi bản mới chiếm được là bản đỏ. Chắc có lẽ vì lắm nhà ngói mái đỏ. Nghe lính sư 17, các đơn vị đều cử người vác súng vào các phum săn bắn hái rau cải thiện. Trên cũng thay bo bo bằng gạo. Chỉ mấy ngày mà chúng tôi đã bắt đầu có ra thịt trở lại. Một hôm, đại đội cử 6 người, gồm anh lính 74 người Mường Thanh Hóa, Lâm nuôi quân người Hà Tây, Mai Sồi B8 Hải Hưng, cùng Thế liên lạc người Diễn Châu, Khánh B9 người Hà Tây, và thằng Mận B tôi
Hà Tĩnh, mắc súng đi cải thiện. Thường lệ thì khi đi cải thiện gần trưa sẽ về, nhưng hôm đó đến chiều vẫn không thấy ai, làm tôi bồn chồn không yên, lên lán C ngồi. Các anh cán bộ C cũng chẳng hơn gì tôi, họ hết đi vào lại đi ra, vừa văng tục vừa thở dài hy vọng toán cải thiện về đủ. Chập tối anh Minh quyết định điện báo cáo dê. Anh Côi chửi anh Minh một lúc rồi ra lệnh, kiểu gì cũng phải đi tìm họ bằng được. Sáng hôm sau trời mưa to, anh cậu chỉ huy B tôi và B thằng Dũng cùng một khẩu cối 60 mang theo 7 ngày gạo sấy, có trinh sát dê dẫn đường rồng rắn đi về hướng tây bắc để tìm. Đến vùng nơi lính ta hay đến đó cải thiện, cả bọn dàn hàng ngang leo lên từng ngôi nhà, sục từng gốc cây bụi cỏ. Thỉnh thoảng có con lợn từ bụi rậm chạy ra, nhưng không ai còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện bắn. Vừa tìm vừa chửi mấy đứa phục vụ quen đi sau không biết gì về phương hướng, giờ lạc làm cho anh em phải khổ. Vừa đến vùng thứ hai, trời đã về chiều, chúng tôi nghỉ lại. Trinh sát xem bản đồ nói khả năng phun tiếp đó có địch. Đến tối trời vẫn mưa, Dũng bàn đột nhập vào phum. Chúng tôi chọn mấy thằng gan nhất, mang đủ các loại hỏa lực, lội mưa lội ruộng tiếp cận phum. Vào đến địa phum, có đứa bị ngã, lập tức chó trong phum sủa rộ lên. Địch câu M79 ra, nhưng đều nổ ở sau lưng. Cả bọn nằm bẹp giữa nước, chờ chúng ngừng bắn rồi quay lại. Hôm sau bàn bạc mãi, cuối cùng chúng tôi men theo đám bờ bụi ngoài cánh đồng, cách phum có địch vài trăm mét, tiến dần lên hướng đông bắc. Đang mùa mưa, cánh đồng ngập nước mênh mông, có chỗ ngập đến cả thắt lưng. Đội hình lội theo hình bậc thang để dễ đánh trả địch và quan sát được hướng rìa phum, may ra còn thấy ai đó. Lúc đó có lẽ là chỉ cần thấy vật gì nổi giống người là chúng tôi sẽ lao đến bất chấp địch, nhưng đi mãi cũng chỉ có bờ bụi và nước. Gần trưa lội đến gần một phum khác. Phum này có vẻ ở cao vì ở phía đông nam phum có dải rừng chạy dài. Anh cộng quyết định đến đó sẽ nghỉ. Khi cách độ hơn 100 mét, chúng tôi bị địch ở trong rừng dùng AK bắn ra, bất ngờ, nhưng hơn 20 tay súng cũng kịp đồng loạt bắn trả lại. Một toán địch độ 7-8 thằng bỏ rừng chạy về phum. Tôi và Dũng hô anh em đuổi theo. Mấy tên địch chạy đến hàng rào phum thì một quả B-40 nổ chùm lên. Hai tên chạy sau, còn lại chúng mất dạng. Đang say đuổi thì anh cộng gọi quay lại. Nện tiếp mấy quả M79 vào phum, tôi quay ra. Thằng Dũng tiếc không lấy được hai khẩu súng của địch. Vào đến rừng, hóa ra là ở đây cũng ngập. Thi thoảng có mô đất khô, cây rừng chỉ bằng cỡ cổ chân là to nhất. Chắc toán bọn địch đi đâu về gặp chúng tôi, chứ không phải phục kích sẵn. Suốt buổi đội mưa, ướt và rét, mệt và rất đói. Mọi người trải vội tấm ni lông lăn ra nằm. Một số lôi gạo sấy ra ăn. Ai nghĩ và sản xuất ra gạo sấy cũng hay. Lúc sáng chỉ cần cắt thủng một lỗ nhỏ ở bao, đổ nước ruộng vào, rồi buộc chặt cho vào góc ba lô. Bây giờ gạo đã nở, ăn được tuy không ngon nhưng rất tiện lợi. Đến chiều lệnh dê chỉ để một B ở lại tiếp tục tìm. Anh cộng bảo tôi, B mày có người lạc nên ở lại. Đại đội tăng cường cho khẩu đại liên của thằng Trăm. Dũng xin thay vì nó biết chân tôi đang đau, nhưng anh cộng không nghe. Thực tế cái chân phải lúc đó tê cứng, nhưng tôi im lặng chấp hành. Trước khi rút về, tôi hỏi kỹ vị trí đứng chân, hội ý với các A trưởng, tôi nhắc đi nhắc lại. Hướng đông nam khoảng 3-4 km là D2 ta, hướng bắc ghé đông độ 6 km là D1. Không nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu, nếu xảy ra tình huống xấu nhất, cứ chạy theo các hướng đó là về được. Tôi yêu cầu gặp địch phải có lệnh tôi mới được bắn, chứ trừ trường hợp bị chúng xông thẳng vào nơi nấp. Gần tối, trời lại bắt đầu mưa to, tôi cùng hai thông tin trùm ni lông ngồi trên một mô đất thấp. Nước cứ lên đến đâu, chúng tôi lại lùi lên đến đó. Đến nửa đêm thì hết chỗ lùi, đành phải ngủ ngồi ở trong nước. Lính tôi đã quen ngủ ở tư thế này hồi ở chốt, chỉ tội thông tin mới bổ sung ở e về, lần đầu nếm trải cứ ca cầm mãi. May mà có cái trà cây để gác máy lên cho khỏi ướt. Trời sáng rõ, dây điện thằng Mận bị thương gãy tay đã về được bên D1 và thúc đi tìm số còn lại, vì chúng tôi đã đi đúng hướng hắn chạy. Tôi quyết định tìm hết trong khu rừng này. Hơn chục con người lại dàn hàng ngang mò mẫm tìm trong các bụi cây, vừa căng mũi hít ngửi mùi tử thi nhưng không thấy gì. Cứ trò này quả là tìm kim đáy biển, đất cá mênh mông biết tìm chúng nó ở đâu. Đến chiều tôi báo cáo về dê xin chỉ thị. Dê đồng ý không sục sạo nữa mà cho chúng tôi dừng tại chỗ. Lần này tôi nhích hẳn đội hình vào gần phum sát cạnh đường mòn cho cao để tránh nước và quan sát địch dễ hơn.
trời vẫn tuôn những cơn mưa bất chợt, một ngày co ro lội nước, đội nắng mưa. Mấy lần bọn địch trong phum, có cả trẻ con độ 13-14 tuổi, vác súng, đi cách trên dưới 100 mét, mà tôi không dám cho bắn, sợ mình ít người sẽ bị quây không chạy được. Đến sáng ngày thứ năm, kể từ khi chúng tôi đi tìm, dê điện rút vì bốn đứa liên lạc đã về bên dê ba. Về đến khu đóng quân, chúng tôi đi thẳng đến lán nuôi quân. Ở đó mấy thằng đi lạc đã về và đang nằm. Thấy họ hốc hác bơ phờ mà thương. Anh Ánh kể đến phum thứ hai đã hái đầy ba lô mướp trở về thì nghe tiếng súng trong phum thứ nhất trước mặt. Nghĩ bị địch phục kích, bèn quay lại, thế là mất phương hướng. Lội khắp đồng, định vào một phum khác lại bị địch bắn. Thằng Khánh đi đầu chết gần bờ rào, cả bọn chạy toán loạn. Thằng Mẫn chạy thẳng lên phía đông bắc, còn bốn người chạy về hướng nam. Thế là năm thằng lạc lung tung trong vùng địch, đêm đi, ngày trốn, ăn mướp sống cầm hơi. Sau đó theo hướng đông về đúng chốt dê 3, cách chỗ dê 2 5 km. Do mới sang, địa hình vẫn chưa biết, ta và địch cài răng lược, nên không chỉ xe tôi có người bị lạc, mà toàn trung đoàn tính đến thời điểm đó, do đi cải thiện có trên 10 người bị đi lạc. Một số đã hy sinh, một số không thấy trở về nữa. Những ngày tháng 8 năm 1978, sư 31 cơ bản hoàn thành thay chân sư 10 từ cao điểm 62 kéo sang đến bắc cao điểm 112. Tiếp đó là các cao điểm 200, 202, nơi hoạt động của sư 10 và sư 320. Phía đông bắc F320 là quân khu 7, đối diện với quân đoàn 3 địch có 5 sư và quân địa phương vùng 21-22. Đang giữa mùa mưa, hầm hố sụt lở, quân số ốm đau nhiều, công tác đảm bảo hậu cần phức tạp. Địch tăng cường bu bám, phản kích, gây cho ta rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, quân đoàn sử dụng 2E của F320, E28, F10 cùng E866, F31 tiến hành chiến dịch A78 nhằm cải thiện tình hình. Mấy ngày ngâm mình trong nước, đi tìm anh em bị lạc, về quần áo chưa khô, người rã rời. Ngày 8 tháng 8 năm 1978, chúng tôi lại hành quân đi chiến dịch. Từ nơi ở, đơn vị hành quân theo hướng bắc độ hơn 10 cây số, rồi dừng chân trên một quả đồi nhỏ trồng cao su cạnh con đường ô tô ra chiến tuyến của F320. Ba ngày sau, trên lệnh đi phối thuộc E28, F10 đang hoạt động ở khu vực sở 3 đồn điền cao su. Nhận lệnh, chúng tôi phải vừa đi vừa chạy xuyên rừng cao su theo hướng tây bắc. Mỗi lúc mệt đi chậm, nhìn về hướng đông nam, luôn thấy núi Bà Đen bên đất mẹ Việt Nam sừng sững, cảm thấy yên lòng hơn. Sau khoảng 3 giờ mang vác nặng chạy việt dã, chúng tôi đến được sở chỉ huy E28, nằm trên một đồi cao su khá cao. Trợ lý tác chiến của họ ra đón, nói nếu dê tôi không kịp đến, thì E bộ sẽ bỏ chạy, vì địch đã đánh đến xe trinh sát. E trưởng E28 là thiếu tá Đua, cũng đã dỡ tăng xếp vào ba lô để chạy, thấy chúng tôi vui mừng ra mặt. Ông ra lệnh cho tiểu đoàn bố trí trên mấy đồi cao su xung quanh để bảo vệ E bộ. E28 đánh địch từ tháng 12 năm 77, nên quân 1C chỉ còn khoảng 30 tay súng. Lính Nghi Lộc, Nghệ An nhập ngũ tháng 11 năm 77, đến tháng 8 năm 78 đã là cán bộ đại đội. Tiếng là trung đoàn, nhưng quân số chẳng còn bao nhiêu. Sáng hôm sau, C tôi được lệnh tuần ra phía sau phum trạch đón lõng, còn C5 được tăng cường 2M113 cùng 1C của E28 đánh phum khi C5 theo M113 xông vào phum. Mũi E28 có người vác súng chạy lui. Anh Mai Nga dê phó bọn tôi và chính ủy E28 ngăn lại. Họ nói là đang sốt rét, đành chịu để kệ họ lui ra tuyến sau. Ta chiếm phum, địch bỏ lại mấy xác. C5 hy sinh tuyển người Diễn Châu, B trưởng và hai chiến sĩ. Hướng xe tôi chẳng có thằng địch nào chạy qua. Chỉ có mấy quả DKZ của M113 bắn vượt tầm, vọt qua đầu. Nơi chúng tôi đón lõng là khu rừng già, có những cây cổ thụ cao vài chục mét. Rễ cây là những bạnh to, nếu căng tăng giữa hai bạnh thì sẽ được một hầm ngủ lộ thiên chứa khoảng 3-4 người. Có bạch dân ca đã khoét tròn lấy gỗ, hình như để làm bánh xe bò. Mỗi lỗ khoét như vậy được một bánh, chẳng cần đẽo gọt cho mất công. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết cây đó là cây gì. Thông tin vô tuyến đi theo xe tôi lúc đó là anh Ninh, A trưởng, người Diễn Xuân, Diễn Châu. Mang máy PRC-25, có lẽ mặt trận mới thay mật ngữ, nên lúc nào hắn cũng lẩm bẩm đọc. Cao Bằng, Bắc Cạn, làm tôi nghe mãi cũng thuộc. Hiểu những câu thông thường chúng nó hay nói với nhau,
Sớm tối, cả tiểu đoàn theo trinh sát của E-28 luồn sâu. Trời mưa rừng rậm tối om, lính nắm ba lô nhau mỏ mẫm. Đường đi xuống dốc và trơn, thi thoảng lại có người trượt chân ngã oạch, kéo theo cả dây lan theo. Sau khi ngã tỉnh táo, đi được một chặng lại buồn ngủ. Vừa đi vừa ngủ, đập trán vào cây đau điếng, lại tỉnh và đi nhanh hơn. Những lúc dừng lại để chờ trinh sát coi đường, lại ngủ đứng, ngủ ngồi. Khi đi tiếp, cán bộ phải tới lui kiểm tra quân số, sợ vị nào đó ngủ quên sẽ bị lạc. Vắt rừng nhiều vô kể, mặc dù đã bỏ ống quần vào tất, đi giày, vắt dưới đất chỉ bám ở ngoài, nhưng vắt trên cây vẫn bám chui vào trong người, nghe ngứa, thò tay bứt thì nó đã hút đầy máu. Tôi mang M79 còn đỡ, khổ nhất là lính hỏa lực mang vác nặng. Sáng rõ, đơn vị tạm dừng trên đường Bình Độ toàn gai tre. Trời vẫn mưa như chút nước, đào xong hố bắn, cả đại đội mặc quần áo ướt bẩn, mặc võng che tăng, nằm nhai gạo sấy, nghỉ ở đó 2 ngày. Sáng hôm sau tạnh mưa, thằng Lập B trưởng B8 và trinh sát D gặp địch. Ngoài trảng, hai bên nổ súng, địch chạy vào khu rừng bên cạnh. Anh Minh bảo đó là cao điểm 119 mà E28 giao cho dây tôi đánh, nhưng họ không cho cối 120 chỉ viện. Anh lầm rầm, đúng là phận con nuôi. Trước đây E28 có một dê chốt ở đó nhưng bị miên vây đánh thiệt hại nặng, phải mở đường máu để rút. Có đại đội chỉ còn chưa đầy chục người, người y tá nhiều tuổi quân nhất phải lên làm đại đội trưởng. Ăn cơm chưa xong, cả dê hành quân, trinh sát không biết có phải là thằng Dũng Lê không. Dẫn C7 đến ngoài rìa, chàng cao su non, cao chưa đến đầu người, rộng độ 300 mét, chỉ tay vào dải cây xanh rậm rạp bên kia. Chàng ở chân điểm cao 119, nói địch ở đó rồi lui. Điểm cao 119 là rừng cao su, có hai mỏm cách nhau 400-500 mét. C6 đánh mỏm thấp, C7 hai mũi đánh mỏm cao. Mũi B tôi do anh Thao chỉ huy, 2B còn lại do anh Cộng chỉ huy. Anh Trường và anh Minh ở phía sau cùng khẩu đội cối. Cả B bò dần tiếp cận mục tiêu, cách dải cây độ 100 mét. Tự nhiên thằng Tiến bò trước dừng lại. Tôi ném hòn đất khoác tay, bảo bò tiếp đi. Nó mặc kệ, nằm bẹp xuống, lệnh cho thằng Lan A trưởng bò lên. Nó bò đến ngang thằng Tiến rồi cũng dừng lại. Bí quá, tôi bò đến cạnh chúng, thấy hai thằng mồ hôi chảy ròng ròng, mặc dù cũng căng thẳng không kém. Biết anh em đang trông vào mình, tôi liều bò đại lên. Cả đội hình chuyển động theo. Khi cách giải cây độ 20 mét, thì cối D và C cùng khẩu 12 ly 7 bắn. Cối bắn mới được mấy quả, đã nghe hồ xung phong ở sau lưng. Cả B bật dậy, dàn ngang vọt lên. Không hề có súng địch bắn trả, gặp con suối cạn, rộng độ 4-5 mét. Chúng tôi nhất loạt ném lựu đạn sang bể bên kia, rồi lội áo qua bờ là những bụi chuối rừng. Tôi và tiểu đội thằng Tứ, Thịnh Sơn, Đồ Lương vượt qua bãi chuối vào rừng cao su của điểm cao 119, thì một tiếng nổ dữ dội chếch ở phía sau. Ngoảnh lại thấy bụi chuối to sau lưng bị phạt ngã dạp xuống. Anh Thao mặt đầy máu, chẳng nói chẳng rằng, quay sau chạy. Thằng Thắng, người Thượng Sơn, Đô Lương nhập ngũ cùng đợt với tôi, gãy quai hàm và cả hai chân, người giật giật mấy cái rồi nằm im. Tôi hô thằng anh gần đó băng cho Thắng. Một tí nam y tá chạy lên cõng về. Lúc hành quân tiếp cận mục tiêu, mỗi khi dừng chờ trinh sát soi đường, Thắng lại bốc gạo sấy ăn. Nếu chuyện E28 bị vây ở đó, tôi nạt. Mày ăn hết, nếu bị vây lấy gì để ăn? Thắng trả lời, biết sống đến ngày mai không mà để củ khoai đến mốt ở Đồng Hương. Rồi nhăn răng giặc cười. Ai ngờ đó lại là linh tính của hắn. Quan sát thấy bên tay phải độ 400 mét, lính C6 cũng bám được bìa rừng, đang đánh lên đỉnh. Bên tay trái độ 200 mét là mũi của anh Cộng. Ở đó cây rừng rậm rạp, tiếng súng nổ nhiều, mũi tôi nếu đánh thẳng là chúng yên ngựa không có địch. Quả đạn chẳng biết từ đâu bắn tới, nổ giữa đội hình, nhưng nhờ chuối dày đặc che chở nên hạn chế thương vong. Đang lưỡng lự không biết tiến về đâu thì thằng Thế liên lạc chạy lên nói, dê cử tôi làm C phó thay anh Thao, thằng Tường thay tôi làm B trưởng. Tôi bảo với liên lạc, về báo cáo là tôi vẫn chỉ huy đánh nhau nhưng không làm cán bộ C, đồng thời cho anh em đào công sự tạm dừng một lát, sau có lệnh rút. Quay ra, anh Côi trực tiếp lệnh cho tôi đưa trung đội tăng cường cho C6. Theo người dẫn đường,
tôi gặp anh Hoàn, xe trưởng C6, ở khe cạn. Anh lệnh cho tôi, vòng sườn đánh lên địch. Chốt địch phần hình vòng bung, sát khe cạn ở dưới thấp đã bị C6 đánh chiếm ngay đợt bổ sung ban đầu và đang bám trụ ở đó. Bí mật bám theo từng gốc cao su bỏ lên. Khoảng cách từ cao su này sang gốc khác chỉ độ 3-4 mét, sao mà xa kinh khủng. Mỗi khi bò được đến một gốc cây, cảm giác thấy mình được che chắn an toàn, vững dạ, dù thực tế gốc cao su chỉ to bằng bắp chân đạn AK xuyên dễ ợt. Mô hình đắp đất làm hầm của địch. Chúng tôi nổ súng, bọn Miên bắn trả dữ dội, đạn thẳng chiêu chiếu, đạn B-40 nổ trên cây, mảnh văng cắm đất phẩm phập, may không trúng ai. Bị hai hướng đánh lên, chúng hoảng loạn bỏ chạy. C6 lên địch trước, ở đó chỉ có 4-6 hầm cố thủ. Đây có lẽ bọn chỉ huy nên ngoan cố. Địch bỏ lại mấy cái xác và vài khẩu AK. Tôi nhặt được một khẩu B-40, đưa cho vận tải, đang tải thương. Định báo cáo thành tích cho C7, thì thằng Kiệm, Bồi Sơn, Đồ Lương, C phó C6 nói khẩu này là do C hắn rượt nên địch vứt lại. Tôi cãi, bọn tao cũng rượt chứ. Hắn nói, nhưng C tao lên trước, tôi đưa súng cho hắn luôn, không phải cãi nữa. Lúc này đã gần tối, B tôi ở lại chốt cùng 2B và C6. Trận địa đã có sẵn hầm của địch bỏ lại, chỉ việc dùng sẻng lấp các bãi máu, bông băng và sửa sang đôi chút cho phù hợp hướng bắn mới là được. Thằng Phúc về Thái Sơn, Đô Lương thông tin tiểu đoàn, cùng thằng nữa kéo vào hầm tôi một máy hữu tuyến. Máy được nấu chung dây với C6. Anh cô gọi điện chỉnh cối 82 bắn vào mõm 1. Tôi chỉnh đến phát thứ 3, đạn mới trúng địch mõm bên kia. Anh cho bắn cấp tập, độ chục phát nữa rồi thôi. Trời lại mưa tiếp. Bốn người chui trong căn hầm nhỏ sũng nước, tanh tưởi, chật trội, phải ngủ ngồi. Mỗi nhiều kinh khủng. Nửa đêm địch bò vào, ném lựu đạn bên C6. Lúc sau chuông điện thoại réo lên. Tôi nghe rất rõ tiếng thằng Kiệm báo cáo C6 bị thương hai, trong đó có thằng Mẫn. Khi chiều, địch bắn trúng, làm liều phóng B-41, Mẫn mang trên lưng bốc cháy. Hắn bình tĩnh cởi bỏ ba lô đạn, xin đạn đồng đội đánh tiếp. Tôi nghĩ thằng địch ở hầm đó bỏ chạy, nên quay lưng lại ném lựu đạn mới chính xác như vậy. Dê lệnh cho vận tải lên mang thương binh về, nhưng đợi mãi không thấy. Thằng Kiệm điện liên tục. Anh côi trả lời, vận tải đi đã lâu, nhưng sáng rõ họ mới tới, chứng tỏ đã giúp bụi nằm đâu đó, không dám đi. Cả hai đều hy sinh vì mất nhiều máu, thật oan uổng. Vận tải chỉ cần dũng cảm lên tí chút, mò bám dây hữu tuyến là đi đến chốt, thì cơ hội sống của hai đồng đội đã tăng lên gấp nhiều lần. Chiều hôm sau, chúng tôi giao chốt mỏm A, cao điểm 119, lại cho E28, rồi về lại đội hình. Anh Trường gặp bảo, mày cứ nhận xe phó đi. Tôi lắc đầu. Anh côi dọa kỷ luật tôi, rồi bảo thằng Lập lên làm xe phó. Tôi bị nhiều đồng đội mắng. Thằng Tứ bảo, đồng ngư ngu thế, làm cán bộ đại đội không phải gác, thế mà không nhận. Tôi chỉ cười trừ. Hồi đó tôi mới qua tuổi 19, nghĩ đơn giản, cán bộ B như tôi vẫn là thượng sĩ, chỉ có cán bộ C trở lên mới đeo hàm sĩ quan. Cuộc chiến này không thể kéo dài, ta sẽ nhanh chóng thắng Khmer Đỏ. Nếu chết thì chức gì cũng giống nhau hai từ liệt sĩ thôi. Hết giặc, nếu còn sống, cởi áo lính, mình sẽ về đi học tiếp thoải mái hơn. Nếu làm cán bộ C, sẽ phải làm sĩ quan suốt cuộc đời, mà cuộc sống của bộ đội thì gò bó, vất vả nên không thích. Trong E cũng đã có mấy trường hợp không nhận chức, tôi không phải là cá biệt. Hết chiến dịch, về lại Mi Mốt, tôi viết thư cho cha mẹ và bạn bè kể chuyện này. Cha tôi viết thư vào, nói nghĩ chiến tranh kết thúc sớm là ảo tưởng. Anh Liễu C5 biết chuyện, đưa sang một tập báo để tôi đọc, biết thời sự, rồi lại học nghị quyết, hiểu thêm tình hình quan hệ giữa ta và Tàu, căng thẳng, trước sau gì cũng nổ ra chiến tranh. Cuộc chiến với Miên sẽ kéo dài, nên tôi thay đổi suy nghĩ. Đến tháng 11 năm 78, ở viện về, tôi nhận làm xe phó cùng hàm chuẩn úy. Tháng 6 năm 79 nhận hàm thiếu úy. Năm 1980, đơn vị ở Bắc Thái có nhiều sĩ quan được phục viên. Tôi tròn 5 năm lính, nghĩ mình đã hoàn thành nghĩa vụ xương máu với đất nước nên viết đơn xin phục viên vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình. Cứ như vậy, năm nào cũng viết đơn, trong đó có hẳn một lá đơn có ý kiến của huyện ủy địa phương. Từ đó bị cấp trên định kiến và chưa bao giờ đến niên hạn được thăng quân hàm.
Đến giữa năm 1985, cha tôi nhờ ông tướng nhì trong quân đội cho phục viên, tưởng là toại nguyện, nhưng sư đoàn lên Vị Xuyên, Hà Giang đánh Trung Quốc. Thế là thôi, cũng lạ, người muốn ở thì phải về, kẻ muốn về thì phải ở, có lẽ đó là số phận chăng? Khi tập trung cùng C, tôi mới biết mũi anh cộng bỏ lại hai tử sĩ là Bình, Hương Sơn và Thắng ở Hà Tây. Do khi rút, anh cộng chạy trước, nên anh côi chửi thậm thệ, ra lệnh cho thằng cộng cùng một anh ở lại phải tìm được xác hai người mang về. Thế là C tôi có ba cặp cùng tên, Dậu, Thắng và Bình đều đã hy sinh. Anh cộng sau này đi đâu tôi không rõ, ra Bắc thấy làm tắc chiến E, năm 84 về làm dê phó D2. Tính nóng nhưng với tôi anh luôn nhỏ nhẹ, và tôi vẫn luôn tôn trọng anh theo đúng kỷ luật quân đội. Lúc đó tôi cũng nghe lính dê bộ kể, khi địch bắn trả chúng tôi, đạn cuối tầm rơi dày đặc vào sở chỉ huy phía sau của dê. Có một cán bộ dê hoảng loạn, hét lính làm những điều quá sức tưởng tượng, có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ an toàn cho mình. Từ đó tôi không còn tôn trọng anh như trước. Ăn cơm chiều xong, chuẩn bị hành quân luồn vào cao điểm 94, thì anh Quyền B phó B8 xin quay lại hậu cứ. Các anh cán bộ C động viên, không được, đành để anh theo vận tải E28 rút ra. Anh Quyền bị đạn xuyên chân trong trận 12 tháng 6, nằm ở trạm thu dung 37 của quân đoàn, nhưng nhận được thư chị gái động viên phấn đấu ở lại làm sĩ quan trong quân đội, nên nằng nặc xin vào chiến đấu. Anh về kịp theo đội hình đi chiến dịch và được bổ nhiệm ngay trung đội phó. Lúc mới vào thấy vui vẻ, nhưng mấy tối luồn sâu vất vả, trở lại đi cả nhắc. Trước chúng tia tay, anh đến chào tôi và nói thật là chân mình vẫn bình thường, nhưng gian khổ quá, anh nản nên giả vờ đi cả nhắc để quay phim. Chúc anh được như ý và ước mơ của mình cũng được quay ra, nhưng tôi không thể giả vờ. Sau trận cao điểm 112 ngày 5 tháng 10 năm 78, thằng Hòa bị thương nhẹ ở cánh tay, trong trận 12 tháng 6 cũng kêu đau lại để khỏi đi đánh nhau nữa. Anh Trường thuyết phục không được, đành trả hắn về tuyến sau. Năm ngoái hắn điện cho tôi vừa cười vừa nói: em là Hòa Khèo đây, hồi đó em kêu đau để ra phía sau, hiện em là thương binh 21%. Các trường hợp vin vào vết thương đau đòi quay về phía sau làm chỉ huy rất khó xử, đành trả cho cấp trên một cách bí mật do sợ ảnh hưởng tư tưởng bộ đội. Nhiều người bắt trước vì họ cũng đã bị thương một lần, hai lần. Cao điểm 94 trên bản đồ cách cao điểm 119 khoảng 2-3 cây số về phía tây nam. Anh cộng cùng liên lạc Vũ Đình Lân và thằng Hợp ở lại cao điểm 119 để tìm tử sĩ. Sau gần một đêm chui lùi trong rừng, khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi đến đồi chuối sát cao điểm 94. Đơn vị tạm ngừng, còn trinh sát tiếp tục bám địch. Khi đến đường mòn mới được dừng chân. Điểm cao gặp vận tải địch hồi hàng, đến đó dừng nghỉ. Trinh sát lùi vào bụi xấu hổ, cách chỉ vài trăm mét. Ai ngờ chúng nghỉ nói chuyện lâu quá, trinh sát muốn ho phải nhét đất vào mồm. Mờ sáng, C7 vừa bố trí đội hình, anh côi nhận được điện. Ông đua E trưởng E28 nói quân 28 đã chiếm đỉnh cao điểm 94 rồi. E866 chỉ việc lên nhận bàn giao. Biết là chiêu kích tướng, anh côi chửi: để mẹ thằng đua, dám khinh tao à? Trận đánh dễ dàng vì địch bất ngờ bị đánh sau lưng, chỉ chống trả mấy loạt súng rồi bỏ chạy. Chuyện con gà tức nhau tiếng gáy tưởng chỉ có ở đám lính trẻ, nhưng cấp cao hơn cũng vậy. Hồi đó sư 31 có E977 và E922 mới thành lập, gồm quân tứ xứ trong quân đoàn góp lại. Chưa được huấn luyện đã vào trận nên sức chiến đấu chưa mạnh. Mỗi khi gặp nhau, chỉ huy sư 10 thường châm chọc ông T, sư trưởng 31. Khi E866 bọn tôi đánh thiệt hại nặng, trung đoàn cận vệ bảo vệ Nông Binh chiếm căn cứ đầu não của chính phủ kháng chiến Khmer Đỏ ở Tà Xanh, thu rất nhiều vũ khí, trang bị, hộ chiếu của Ieng Sary, con dấu bộ ngoại giao, bắn cháy một xe tăng và bắt sống 3 chiếc khác. Trong một xe tăng địch có chiến lợi phẩm của chúng là chiếc ba lô ghi tên của một phó tư lệnh sư 10. Chiếc ba lô ở lại trở thành chiến lợi phẩm của sư 31. Ông T bèn cho gói lại, lính sư 31 kính tặng đồng chí phó tư lệnh sư 10 chiến lợi phẩm thu được ở Tà Xanh, rồi gửi cho chỉ huy sư 10. Không nói cũng hiểu thái độ của các thủ trưởng bên đó như thế nào. Xe tôi được lệnh chốt lại, cao điểm 94 là rừng nguyên sinh.
cây cối rậm rạp, do phải bố trí ngược với địch nên C bộ và V8 tận dụng được mấy hầm cũ. Còn bên tôi được đẩy ra phía trước, bố trí đội hình, giao mục tiêu, hướng đảm nhiệm xong. Tôi và Tiến đang khoét ụ mối làm hầm thì có tiếng đề pa từ hướng tây. Vài giây sau, xoẹt, xoẹt, đạn pháo rơi vào khu vực chốt. Không có hầm trú ẩn, không thể bỏ chạy. Cả hai thằng hoảng sợ, rúc đầu vào chỗ mới khoét ở ụ mối, chống mông lên trời, với ý nghĩ là không thể cho đầu mình đánh trúng. Lợi dụng địch, pháo tôi cố sức khoét rộng ra. Loạt thứ hai này đã rơi vào trúng đội bố trí nhưng bị nổ trên cây. Ảnh bay vèo vèo, hố đã dài thêm một tí, ẩn được từ ngực đến đầu. Cả hai lấy ba lô khoác lên che lưng, nửa người dưới hố, nửa trên mặt đất, mặc cho may rủi. Đã nổ xong cả hai loại, lại ra sức đào bới. Đất mềm nên vài lát xẻng mạng sống. Chúng tôi tô lại lớn thêm một chút, chỉ loại thứ 7-8 gì đó, thì người cả hai đứa đã nằm khuất dưới mặt đất địch. Bắn cấp tập, không còn nghe tiếng xoẹt xoẹt, chỉ nghe tiếng nổ âm ầm. Tim tôi thót đi, cứ nghĩ là quả này nổ trúng cây trên đầu mình. Độ hơn 15 phút, pháo ngừng. Chúng tôi chờ lệnh đợt tấn công bằng bộ binh của địch, nhưng không thấy gì. Tranh thủ tôi chạy đi kiểm tra anh em. Góc rừng lan tỏa, nhưng thật diệu kỳ. Phần lớn đạn nổ trên cây, không ai việc gì. Vì giống tôi, họ cũng khoét được hố nằm. Có người còn kịp vác được khẩu gỗ mục về che thân. Các trận chiến đánh vận động, nơi bình yên nhất. Nhưng tiếng nổ ầm ầm, không biết đâu là pháo, đâu là bạn B-40, B-41. Neuron thần kinh tập trung cho mục tiêu. Khi chốt ở hầm có nắp tạo cảm giác an toàn, còn ở đây pháo tuy ít nhưng bị trúng đội hình, tai nghe được tiếng đề pa ục ục, tiếng xoẹt xoẹt của đạn rơi. Biết cái chết giáng xuống đầu nhưng không được chạy. Chạy là mất chốt nên phải nằm một chỗ phơi mình chịu trận. Những phút thật kinh hoàng. Chập tối cơ bản lính đã làm xong hầm. Mờ sáng hôm sau, một tiếng nổ phát ra từ hầm thằng Việt, người Diễn Châu. Tưởng địch tấn công nhưng không phải. Tôi chạy sang đó, thấy Việt đã được anh em băng bó, tay phải gãy nát, đầu bị mấy mảnh, nằm thở phi phò. Thằng Nguyên ở trung hầm nói cả đêm thằng Việt không ngủ được. Sáng tay viên xong là nghe tiếng lựu đạn nổ, chui ra thấy Việt bị thương, nằm ngửa trên hầm. Vận tải khiêng Việt xuống chân điểm cao thì Việt tắt thở. Chiều trạm B trưởng và anh Vũ B phó xuống suối thấy cây dâu ra, trạm bỏ súng treo lên hái. Vũ ở dưới nhặt, thì một tốp lính trinh sát địch đi đến, chúng bắn Vũ xuyên tay, trạm bị mấy mảnh B-79, sau lưng rơi xuống. Hai người chạy về và được đưa ra phẫu tiền phương, rồi lên trực thăng về thành phố Hồ Chí Minh. Thằng Tường B phó B tôi sang làm B trưởng thay anh trạm. Anh Vũ ở phố Cống Ngọc Lặc, Thanh Hóa, thân với tôi, đơn vị vào chiến đấu thì lý phép, chả phép được làm B phó luôn. Đây là trận đầu của anh, viên đạn làm khoèo tay, được xếp hạng thương binh 1/8. Xuất ngũ, công tác ở ban miền Tây Thanh Hóa. Năm 80, ra đơn vị xin giấy giới thiệu đối tượng đảng, nhưng anh Thỉnh chính ủy e, không cho, vì thấy anh để tóc dài chớm vai. Là mốt khi đó, anh cắt tóc cho ngắn, rồi vào cùng tôi lên trình bày với anh Thỉnh lần nữa nhưng vẫn không được. Ở chơi với tôi mấy ngày rồi về, anh buồn lắm. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao lại đánh giá con người khác qua mái tóc, trong khi họ đã đổ máu vì đất nước. Âu cũng là nhận thức của từng người. Chúng tôi chiếm cao điểm 94, địch ở mỏm còn lại trên cao điểm 119, bắt buộc phải rút. Mấy ngày sau, Toán anh cậu đã tìm được Bình và Thắng để đưa về đất mẹ Việt Nam. Để lấy được hai thằng, Hợp đã bị thương vì trúng mìn. Thời gian này C5, C6 cũng đánh lấy lại được cao điểm 159. F320 cũng đã làm chủ các cao điểm 200, 202. Cùng với các cao điểm 159, 119, 94, chúng tôi mới chiếm và các cao điểm cũ của ta là 105 Bắc, 105 Nam, 62, Bình Độ 50, tạo thành một vòng cung liên hoàn, phòng ngự vững chắc để chuẩn bị cho mùa khô. Tiểu đoàn bàn giao các chốt cho E28, rút ra, đóng trên ngoài rìa Phung Khanda, lại tiếp tục đi cải thiện, nhưng không dám đi đâu xa. Tôi phải viết bảng kiểm điểm vì tội không nhận nhiệm vụ. Quan hệ lúc này giữa ta và Trung Quốc rất căng thẳng. Họ đang ngừng viện trợ và rút chuyên gia về nước. Trong quân đội, số cán bộ người Việt gốc Hoa được cho ra quân. Cán bộ học ở Trung Quốc về cũng không được trọng dụng nữa. Trung đoàn có trung úy phụ người Hoa
cũng phục viên. Hồi ở Lào, anh là C trưởng, huấn luyện bổ sung chúng tôi. Trong đại đội có anh Cư, người Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 5 năm 72, lính của D7, sang làm văn thư, ăn cắp rất nhiều ba lô của tân binh. Có lần bị lính phát hiện vây đánh, anh Phụ đã báo động đại đội thuyết giảng. Kết thúc, anh thách cậu nào giỏi tay đôi với tôi. Lính sợ kỷ luật quân đội, nề đại trưởng nên tha cho anh Cư. Một hôm, sư đoàn được tin thám báo địch đang luồn vào để tập kích Phẫu Tiền Phương, liền lệnh cho đại đội ứng cứu. Khi chạy đến lùng sục khắp nơi, không thấy gì, đơn vị chốt xung quanh để bảo vệ. Hai ngày sau, bê tôi được lệnh dọn phát quang một vùng đất trống rộng khoảng 500 m² ở sát Phẫu để trực thăng hạ cánh, chở thương binh về Tân Sơn Nhất. Chúng tôi đốt 4 đống khói ở 4 góc để làm chuẩn. Đúng giờ, chiếc máy bay vận tải cánh quạt ve ve bay đến, chỉ lượn một vòng đã đáp xuống an toàn. Máy bay to dài như căn nhà ngói 5 gian, tôi không biết loại gì, nhưng xếp được 6-70 thương binh nằm ngồi. Số đưa về Việt Nam là loại bị nặng, phải khiêng cõng. Nhiều người trần như nhộng, không mặc được quần áo. Trên máy bay có 3 người hộ tống, trong đó có một nữ rất trẻ, có lẽ là y tá. Khi mấy anh trần truồng được cáng lên, số thương binh nhẹ đứng xem ồ lên trêu chọc. Lúc đầu em ngượng ngập, lấp ló ở cửa, sau đó xuống đất thản nhiên, đến từng người nhòm ngó kiểm tra. Đó cũng là một sự dũng cảm. Mấy ngày sau, đơn vị quay về chỗ cũ. Mờ sáng ngày 19 tháng 9 năm 78, tiểu đoàn điện chỉ định tôi đi trinh sát, nhưng do đang đau bụng nên thằng Đinh Dũng đi thay. Hắn mang B-40 cùng 4 quả đạn, theo sự phân công. Khoảng gần trưa hôm sau, Dũng vác súng về, mặt bơ phờ. Gặp tôi nó nói liền, ông Hợp chết rồi. Tôi theo hắn lên hầm đại đội, hóng chuyện. Hắn kể, sư đoàn tổ chức cho cán bộ E-866 đi trinh sát địa hình, khu vực chốt của E-922. Đoàn gồm từ C trưởng trở lên, mỗi dê có thêm 1-2 B trưởng đi cùng. Có lẽ là số sẽ lên cán bộ C. Lúc đi đã được E-922 cử lực lượng thông đường. Khi trở về đến chốt D4 sang chốt D5, có 5 trinh sát đi trước đến anh bảo chủ nhiệm hậu cần E. Anh Hợp tham mưu phó F, rồi đến 2-3 viện binh. Kế đó là anh Tiến Dâu, C trưởng C2, D1, mang AK, và hắn mang B-40. Số cán bộ đi sau cũng chủ yếu mang AK. Trinh sát đi trước không thấy mìn. Anh Hợp đi sau phát hiện dây mìn, ra hiệu cho bọn Đình Dũng lùi lại và lần dây tìm mìn. Đang lần dây thì địch bắn, trinh sát trúng đạn. Anh Bảo lao vào ụ mối trúng mìn nổ. Anh Hợp giật mình, cũng làm mìn nổ. Do không ai chỉ huy nên là cán bộ cả, nhưng bỏ chạy toán loạn về D4. Thằng Dũng và thằng Tiến trụ lại. Dũng bắn hết 4 quả B-40 rồi chạy nốt. Tối ngủ ở D4, những người hy sinh nằm trong tầm kiểm soát của địch vẫn chưa lấy được xác. Anh Bảo vốn là tài vụ dạy tôi về kế toán khi học hậu cần ở cánh Đồng Chum. Anh có khiếu kể chuyện khôi hài. Giờ dạy của anh bao giờ học viên cũng được cười no bụng. Có lẽ anh đi trinh sát để lên kế hoạch đảm bảo hậu cần cho trung đoàn. Lớp hậu cần năm đó theo đơn vị vào Nam có đến chục người, nhưng đã hy sinh Mật Thắng, Sơn Còng, quê Đô Lương, Minh quê Yên Thành, Sáu quê ở Thanh Hóa. Anh Hoàng Đình Hợp, người Nùng ở Lạng Sơn, đi bộ đội thời đánh Pháp, là trung đoàn trưởng E-866, đánh Mỹ hồi ở Lào. Khi đào kênh ở Kiên Giang, thấy anh Chuân, chiến sĩ C-8 đi chân đất, anh gọi vào cho đôi dép dọ Liên Xô. Kiểm tra đơn vị, thấy lính rách quá, anh cho cả bộ tô châu mới, rất giá trị hồi đó. Khi C-7 bị vây, mất liên lạc giao ban, anh đã khóc vì nghĩ bọn tôi sẽ không còn nữa. Thằng Run Đơn, dê trưởng của Khmer Đỏ, ra hàng anh trực tiếp, rửa từng vết xây sát, pha sữa cho uống, làm hắn cảm động, khóc rồi khai hết. Anh là một con người nhân hậu, thương lính, có đầu óc của người chỉ huy tầm cỡ, được mọi người kính trọng. Địch cho một dê chốt xung quanh giữ mấy xác anh. Ta đánh mấy lần nhưng chỉ chiếm được những chốt nhỏ. Đến ngày 5 tháng 10 năm 78, D2 bọn tôi luôn đánh chiếm cao điểm 112, địch ở đó bỏ chạy, ta mới lấy được thi hài của các anh. Anh Hợp to cao, nên thời gian đó lính kháo nhau, đài Nông Pênh và đài BBC đưa tin đã tiêu diệt được một cố vấn Liên Xô. Tháng 12 năm 1979, anh được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Tính ra trong cuộc chiến ở chiến trường ca, quân đoàn 3 đã chịu nhiều tổn thất nhất, mất mát về cán bộ. Trước hết phải kể đến thiếu tướng Kim Tuấn, tư lệnh quân đoàn, sư đoàn phó sư 10, sư phó sư 320, lữ phó lữ 7 và anh Hợp, tham mưu phó sư đoàn 31,
đã hy sinh. Sau vụ anh Hợp hy sinh, tôi cùng một số cán bộ trong trung đoàn đi bộ ra bầu cỏ tập huấn. Đến biên giới gặp xe tải của Lữ Bảy cho đi nhờ. Qua cả Tum gặp Lão Bình cùng xã đang ngồi ở quán. Thấy tôi, hắn chạy ra vẫy xe dừng lại, mừng rỡ nói: "Tao được đi học sĩ quan rồi, sống rồi." Trước đó bọn thằng Hòa, Tứ cũng đã đi học các trường, mừng cho chúng nó, thế là đã thoát chết. Đến trạm cách sư đoàn, tôi không xuống mà theo xe ra bưu điện thị xã Tây Ninh gửi tập thư của anh em và bưu phẩm đường sữa của anh Trường gửi về cho con mới sinh. Sau này ở chiến trường Vị Xuyên, khi đã có vợ, tôi mới hiểu được nỗi lòng của những người lính đã có vợ con mà phải đi chiến đấu nó như thế nào, mới thấy thông cảm với các anh hơn. Ở trạm khách, tôi gặp bố anh Hồng ở thị trấn Đô Lương vào viếng mộ con. Ngồi với ông, tôi chẳng biết nói gì để động viên. Thi thoảng ông lại khóc, những giọt nước mắt của người cha trước sự mất mát không thể gì bù đắp nổi, làm tôi sợ, càng nghĩ nhiều đến cha mẹ mình hơn. Thằng Việt cùng mấy đứa A trưởng ở trong xã từ trạm thu dung cũng đến thăm ông. Theo dự tính, hôm sau chúng đưa ông lên thăm mộ anh Hồng nằm trong nghĩa trang liệt sĩ ở sư đoàn ở xã Thạch Tây, rồi về luôn. Tôi tranh thủ viết vài dòng thư nhờ đưa cho cha mẹ, với ý muốn ông sẽ kể chuyện tận mắt gặp tôi đang lành lặn để mọi người yên tâm, nhưng không hiểu sao ông không đưa thư vào. Anh Hồng đi học sĩ quan thông tin bị đổ xe ở đèo Mẹ Bồng Con, hy sinh. Cùng một anh nữa ở xã Cát Văn, Thanh Chương, tôi quên mất tên. Hai anh lúc đó cũng thuộc quân số của A trưởng trung đoàn và bị báo tử là tử sĩ, vì đó là tai nạn giao thông, trong khi cùng thời điểm sư 341 quân đoàn 4 có một xe chìm phà ở Cần Thơ làm hai người chết, họ đều báo tử là liệt sĩ. Trước ngày đi học, anh Hồng đã điện cho bọn thông tin nhờ nhắn chúc chúng tôi ở lại mạnh khỏe, giữ được cái gáo để trở về. Quãng năm 1992-93, gia đình anh làm hồ sơ khiếu nại, tôi đã làm công văn của cơ quan quân sự địa phương, đề nghị đơn vị xem xét vận dụng nghị định về chết vì tai nạn, ốm đau, vùng có chiến sự, được công nhận là liệt sĩ. Nhờ anh Võ Thắng là tham mưu phó sư 31 cầm vào quân đoàn, nhưng anh Mấm, người đã làm báo tử cho anh Hồng trước đây, lúc đó là phó phòng chính sách, không làm lại hồ sơ vì đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội lưu trữ. Anh Mấm không sai vì chuyện đã an bài, nhưng sự nguyên tắc máy móc đến vô cảm của những người làm công tác chính sách đã sa thêm muối vào nỗi đau của gia đình anh Hồng và nhiều gia đình nữa. Thời gian chúng tôi đi tập huấn ở nhà C3, sau khi phối thuộc F320 đánh chiếm bản không tên, được rút về đánh địch ở cao điểm 112. Địch chống trả kịch liệt, ta chỉ chiếm được một số chỗ nhỏ. Có trận anh Đề, dê trưởng người Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã cùng xung phong với bộ đội. Anh đã dùng súng B-41 bắn tung hầm địch, diệt mấy tên, làm cho lính phục sát đất. C-1 cũng lùi về chốt ở Tây Nam, điểm cao 1055. Có lần do lính C-3 chủ quan, buổi trưa đang ngồi đánh bài, hút thuốc lào trong hầm, bị địch bò vào, đánh mất chốt. Ngày sau có xe tăng yểm hộ, D-1 đã lấy lại được chốt. Trận này xe tăng bị bắn hỏng pháo. D-2 tham gia chiến dịch A-78, với quân số hao hụt nhiều, lại phải đi giải vây cho K-9 tiểu đoàn 9, E-977 ở khu rừng chuối ở Tây Nam cao điểm 105. Trong trận này, C-6 đã đánh chiếm được chốt địch ở phía ngoài. Thông tin giữa D-2 và K-9 vẫn thông suốt, nhưng khi vào chốt K-9 để liên lạc, thì cậu liên lạc đại đội bị lính K-9 bắn chết, đau quá. Ở C-5, Đinh Xuân Tứ, người Lạc Sơn, Đô Lương và trung đội bị thương vong hết. Hắn to khỏe, mặc dù mất nhiều máu, vẫn cõng dìu được hơn chục anh em về hầm để bảo vệ, chờ lực lượng dự bị phía sau lên đưa về an toàn. C-5 tổn thất nhiều, nên C-7 phải san quân sang như Thắng, Thường Tín, Nghêu, người Quỳnh Lưu sang làm B phó, anh sang làm A trưởng, Đinh Dũng sang làm C phó. Vì vậy, Cối và Đại Liên của đại đội cũng chỉ còn trang bị mỗi thứ một khẩu. Các B trưởng trả M-79 nhận AK. Thằng Thành dân biển Diễn Châu là A trưởng trinh sát, nhưng có tật ngủ ngáy to quá, không giữ được bí mật, phải đưa xuống làm B phó B tôi. Tập huấn về đơn vị được mấy ngày, bất ngờ chiều ngày 4 tháng 10, ăn cơm xong, toàn dê nhận lệnh cơ động. Chúng tôi được ô tô đến chở, đổ xuống chân cao điểm 1055, mà không biết mình đang đi đâu. Sầm tối, qua đỉnh 105, bên phía bắc đường 7, thấy lính xây cối 120 của A trưởng trung đoàn
và lính hai khẩu phòng 037 đang đào công sự. Đơn vị tạm dừng, quán triệt nhiệm vụ, mới biết đi đánh chiếm chốt địch. Tiểu đoàn thành một hàng dọc, im lặng theo chân trinh sát luồn rừng. Xuống hết dốc điểm cao 105, ông trời lại mưa tầm tã, như đang cố vét những giọt nước cuối cùng đổ xuống trần gian cho hết. Lính choàng ni lông, nắm lấy dây ba lô, rồi lần mò, nhích dần, mặc ướt, mặc kệ vắt. Đi vòng vèo chán chân, quãng 3 giờ sáng, tạm nghỉ, trừ những thằng gác, cả đơn vị chùm ni lông, kê ba lô ngủ ngồi. Thằng Thành quả là danh bất hư truyền, vừa dừng chân, có người chưa kịp ngồi, đã nghe tiếng ngáy như sấm của nó. Tôi phải lại lấy tay bóp mũi nó, rồi bảo nó cố đừng ngủ, kẻo ngáy lộ bí mật, chết cả lũ. Nó im lặng được tí, lại nghe thấy nó ngáy. Tôi đành ngồi bên gà gật, lúc nào tỉnh lại thúc nó tỉnh cùng mình. Mờ sáng, trời bớt mưa, đơn vị hành quân tiếp đến một chốt của E922. Tôi đoán bọn trinh sát Dũng Lê nhầm đường, vì chẳng ai dỗi việc, nghĩ chuyện bắt bộ đội gian khổ, luân dưng suốt đêm, chỉ để đến một cái chốt của ta. Lính hai đơn vị gặp nhau rì rầm chuyện trò. Có thằng hỏi quê quán, nghe trả lời, hắn hỏi tiếp. Có thằng Lân Lộc ở thị trấn nói giọng Bắc không? Tôi mừng rỡ, hỏi thằng Lân ở hầm nào? Thằng kia nói, Lân là văn thư ở đây, vừa đi học sĩ quan hậu cần hôm trước. Làm tôi hơi tiếc, vì Lân học cùng lớp với hàng xóm và có chị gái học cùng. Nếu gặp được hắn ở đây cũng hay. Chưa kịp hỏi tên, quê quán, thằng nói chuyện với mình, thì liên lạc đại đội đã gọi đi nhận nhiệm vụ mới. Chất ba lô lên nóc hầm của E922, gửi lại. Tầm 9 giờ sáng, đơn vị ra khỏi chốt, đi lên đoạn dốc thoai thoải, độ trên dưới 100 mét, rồi bò vào tiếp cận trận địa địch ở dông điểm cao 120, nơi có rừng chuối và cao su. Thằng Lập C phó đi với B thằng Tường. Anh Minh và anh Tường đi cùng B9 của thằng Minh Đức, người Hương Sơn, đánh ở mũi chủ yếu. Đi theo hai anh là Ninh, thông tin vô tuyến, mang PRC-25, và hai thằng thông tin hữu tuyến, mang sau lưng mấy sừng bò, đầy dây vừa bò vừa dài. Tôi chỉ huy trung đội nằm thành hàng dọc bên trái mũi chủ yếu. Trước mặt chỉ thấy bờ bụi, dày, che khuất, cố ép mình sát đất. Nhưng người cứ như kiến bò, mồ hôi vã ra, mặc dù trời vẫn mưa rả rích. Thời gian chờ nổ súng thật là dài. Độ nửa tiếng sau, pháo lớn từ phung khăn đa bắt đầu bắn lên đỉnh và rông ở đông bắc. Tiếp theo cối 120, DK-75 của E và hai khẩu pháo phòng không 37 ly đặt trên điểm cao 105 nam, hạ nòng giã xuống. Lần đầu nghe đạn 37 trúng cây, nổ từng loạt đạn giống như DKZ, bắn liên thanh, váng cả óc. Không gian ẩm ẩm, khói đen mịt mù, chắc bọn địch đứa nào sống sót, hồn vía cũng lên trời. Khi pháo ta bắn phía A trưởng, thì địch ở phía ngoài bắn ra mấy quả đạn, khi bay kêu xùy, vọt qua sau lưng đội hình đại đội, nhưng không nổ. Sau này có người nói, đó là đạn chống tăng M-72 của Mỹ. Hướng chủ yếu, hình như bị lộ, địch ném lựu đạn ra, làm bị thương thằng Lình. Pháo cấp trên bắn độ 30 phút, thì ngừng. Lúc này cối của D và C bắt đầu lạch cạch. Đạn nổ gần, mảnh bay vèo vèo, rơi cả vào đội hình. Tranh thủ chúng tôi bò dần lên. Lệnh xung phong, cả trung đội bật dậy, vượt qua mấy cây bụi lúp xúp, bất ngờ gặp bãi cây xấu hổ, dày đặc, bùng nhùng, cao ngang mặt. Tiếng súng bộ binh đã nổ lên. Nhìn trái phải, đều có cây xấu hổ, không thể lui lại tìm được khác. Tôi vượt lên trước, cầm ngang khẩu súng AK, dùng cả báng và mũi súng, khua như múa để đập cây, dọn đường. Mấy thằng mang AK bắt trước, dàn hàng ngang, ra sức, đập cho gai cào hết cả chân tay mặt mũi. Mấy đứa hỏa lực lặc lẹ đi theo sau. May là bãi xấu hổ, chỉ rộng độ vài chục mét. Quả là một loại hàng rào, có 102, mà giáo trình huấn luyện của quân đội ta chưa được đề cập. Thoát bãi xấu hổ, chúng tôi vượt lên, gặp mấy căn hầm địch đã bỏ chạy. Có một xác miên mặc quân phục nhúm màu đỏ đất, nằm ngoẹo cổ. Chắc đây là quân chính quy, vì không mặc quần đen như bọn khác. Chỉ không biết trước đây bộ quân phục nó mặc là màu gì. Vào bãi cao su, phát hiện thằng địch đang bắn trung liên về hai trung đội bạn. Cả ba khẩu chống tăng đều bắn. Xác địch tung lên, thằng Hiền chạy lên thu chiến lợi phẩm. Nhưng súng đã nát nên nó vứt vào bụi, tính quay lấy lại sau. Thật may, nếu địch ở mấy hầm đó không chạy và thằng trung liên này phát hiện chúng tôi, có lẽ cả bọn đã lĩnh đủ khi đang cố vượt qua bãi xấu hổ. Mũi chủ yếu xung phong thi tài,
người Diễn Châu trúng đạn hy sinh. Một hầm có mấy thằng địch ngoan cố chống trả khi bị lính ta ném lựu đạn vào. Minh Đức đang thu súng chế lợi phẩm cũng bị mảnh đạn vào đầu. Thằng Thế liên lạc chạy nói với bê tôi đánh ép sang trái. Vượt vào vườn chuối, thấy một thằng địch mang máy thông tin chạy nhấp nhô, cả bê đồng loạt bắn nhưng không trúng, nó chạy mất. Đang nghiêng AK quét, tự nhiên người tôi bị nhúi về phía trước khuỵu xuống, lưng và mông như bị ai đó ném đá vào. Đưa tay sờ, trời ạ, lại có máu. Loay hoay không tự băng được, tôi hét, tao bị rồi, thằng Thanh chạy lại băng. Hai vết nhỏ nhưng cũng phải dùng đến 4 cuộn băng của tôi và hắn. Anh em thấy tôi bị thương, chững cả lại nằm xuống. Thành hét, thằng Sang cõng tôi ra. Thử co duỗi chân, tôi bảo Thành, tao đi được, không cần cõng đâu. Mày chỉ huy anh em đánh tiếp đi, mặc kệ tao. Tôi hô anh em, lên đi, lên. Thằng Thành cũng hô tiếp, lên, lên đi. Địch đã chạy, dồn lên đỉnh, nên cả hai bê tiếp tục truy theo. Mặc đạn nổ đâu đó, tôi gắng gượng, chống súng lê theo vệt đường có nhiều vết máu. Chẳng hiểu thằng Thành băng bó thế nào, mà tôi như bị đóng khố, vướng víu cùng với cái mệt, nên dọc đường phải nghĩ mấy lần. May được về đúng luôn phẫu tiểu đoàn, ở chốt của E922, ở đó lố nhố lính E922, đứng trên công sự xem đánh nhau. Một số vây quanh thương binh, thả súng vào đống của thương binh được tôi nằm vật bên cạnh mình Đức, cũng đang nằm lịm. Vậy là C7 của hai bê trưởng đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Anh Hải đang nghe điện thoại, thấy tôi liền bỏ máy theo hắn, lên ngôi nhà hỏi thăm. Tôi mắt nhắm mắt mở, trả lời sơ qua tình hình mũi C7. Tiếng súng trên cao điểm 112 vẫn nổ gian. Tiểu đoàn đã tung C5 vào đánh bồi lên đỉnh. Vận tải đã lấy hộ ba lô rồi khiêng tôi xuống đường nhựa. Ở đó có ô tô chờ sẵn, cứ có được vài tháng, thương binh là chạy về. Hóa ra từ chỗ đánh nhau đến đường 7 chỉ hơn cây số. Để đảm bảo bí mật cuộc tiến công, đơn vị đã không đi theo đường của lính E922, mà phải nỗ lực khổ cực, luồn lách tránh địch vòng theo suốt đêm qua. Xe chở chúng tôi về Phung Khan Đa, phẫu trung đoàn, được đặt dưới gầm một nhà sàn, có một góc trần và xung quanh quây vải trắng, làm phòng mổ. Nhiều thương binh đã được về đây, y bác sĩ đang tất bật, đi lại phân loại, xử lý, sửa chữa. Tôi nằm sấp trên chiếc phản đặt dưới đất, bên cạnh là Thận ở C6, bị mảnh nhỏ ở lưng, hắn nhờ tôi và một thằng nữa đỡ ngồi dậy. Hai thằng gắng lắm mới đưa nó dựa được vào cột nhà. Ngồi một lúc Thận hét to, cứu, cứu với. Quân y đang loay hoay cấp cứu thương binh, không ai nói gì. Thận vẫn hét lên, một anh quay lại quát, mày bị thương tí tẹo, làm gì mà ầm ĩ lên vậy? Thận vẫn kêu thảm thiết, thấy hắn ngáp ngáp, tôi quát, để mẹ mấy thằng quân y, coi cho hắn đi. Tiếng kêu của Thận nhỏ dần rồi im. Lúc đó có hai người mới quay sang chỗ hắn nhưng không kịp. Thận đã tắc thở, có lẽ mảnh đạn nhỏ làm tràn máu phổi nhưng không được hút ra kịp thời. Thận được đưa sang gầm sàn nhà bên cạnh, nơi đó cũng đã có mấy đồng đội nằm. Thân thể họ được phủ vải trắng, đó là số thương binh được đưa về nhưng không thể sống. Thận cùng nhập ngũ và huấn luyện tân binh với tôi. Khi sang Lào, mỗi người một ngả, 3 năm mới lại gặp nhau, không ngờ lại trong tình cảnh này. Tiếng kêu của hắn ám ảnh nhiều người, ra đến viện sư đoàn vẫn còn bàn tán. Quá trưa, xe vẫn đưa thương binh về. Qua chuyện tôi biết, ta đã làm chủ hoàn toàn điểm cao 112 và đang đánh phản kích. Do bỏ sát vào nên hướng C tôi thuận lợi hơn hướng C6. Thằng anh mới sang C5 lại bị thương, được vận tải cõng ra dọc đường, bị trúng pháo, cả hai hy sinh. Thằng Âu C5 đang tiến, bị địch trong bụi chuối bắn trúng M79 vào lưng, nhưng vì gần quá và trúng góc nào đó nên đạn không thể găm vào người, chỉ làm lưng hắn sưng vù và vẫn ở lại chiến đấu. Âu để tính đường lùi sau thì có lẽ đã sống. Dưới tôi đã đánh thiệt hại nặng một dê của địch. Hôm sau bọn địch chốt dưới khu vực xác anh Hợp mất, thế phải rút. Công binh vào gỡ hàng trăm quả mìn đưa các anh về đất mẹ. Chiều chúng tôi được chờ ra viện sư đoàn. Số bị nặng vẫn về sư đoàn gần đó rồi lên máy bay về viện 175 ở thành phố Hồ Chí Minh. Lần này tôi không bị mổ và cắt lọc vết thương như lần trước. Có lẽ viện cũng chỉ có ít kinh nghiệm, không làm cẩn thận
các vết thương cũng đỡ lành, tốn công, tuy lâu khỏi hơn. Họ chỉ sát thương vết thương, rồi băng lại bằng băng dính. Nếu vết gai cào, được bôi iốt, làm mặt trông như hề tuồng sắp ra sân khấu. Ngày xưa, anh lính trong một bài hát gặp hoa tưởng trinh nữ, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Còn chúng tôi cũng gặp cây trinh nữ, nhưng không kịp nhìn hoa, phải tìm cách vượt qua và bị cào xót ra. Tội nghiệp cái chân phải, lần trước bị xuyên từ phía trước ra sau gần hết đùi, lần này lại bị chọc từ phía sau ra phía trước, đi lại phải nhờ nạ, cái lưng đau cúi lên cúi xuống rất khó khăn. May mảnh đạn găm cạn, nếu sâu vào đốt sống, có khi phải nằm liệt giường, bán thân, bất toại, báo hại cha mẹ. Năm 1995, đau sau lưng, tôi nghĩ là cái nhọt, đang ngồi trên giảng đường, nghe ngứa, gãi được một mảng to bằng hạt ngô, gói bỏ vào ba lô làm kỷ niệm, nhưng rồi rơi mất, tiếc thật. Viện 24 sư đoàn lúc này đã chuyển về, nằm trong khu vực gần bầu cỏ. Mấy dãy nhà dài chật ních thương binh, tiêu chuẩn ăn của thương binh là 1,8 đồng, gấp gần 2,5 lần tiêu chuẩn ăn của bộ binh. Ở đây đến bữa, chia một mâm 5 suất ăn, chứ không phải 6 suất như thông thường. Ra hôm trước, hôm sau, tôi được mời Thế Chân, một thằng mới ra viện, vào hội 6 người. Hội 6 người có nhiệm vụ cao cả là ăn chung một mâm 5 suất, còn một người cắt cơm cả ngày để lấy một hộp sữa ông thọ và hai hào. Chiến lợi phẩm này được đưa ra quán, biến thành trà, thuốc lá hay rượu tùy vào tình hình. Cứ vậy túi không có tiền, nhưng cả hội ngày nào cũng có được vui thú ngoài quán. Viện có rất nhiều hội như vậy tồn tại lưu truyền. Hội nào có người ra viện khuyết chân, hội viên buồn hẳn vì không có cách gì hơn để kiếm tiền đi quán. Trong hội có anh Lịch, thiếu úy, trợ lý tác chiến D3, lính tháng 8 năm 71, quê ở Vĩnh Phú, năm 1976, là bê trưởng của C10 cùng tôi. Có lần thương binh của D3 móc nối với đơn vị nào đó được 2-3 lô gạo mang đi chợ, bị dân quân xã sở tại bắt giữ vì tội buôn bán. Anh lên chỉ huy viện mượn súng ngắn, giày đen diện, rồi đeo xà cột ngang hông, đi khuỳnh khuỳnh vào xã xin. Dân quân nể họ tha cho. Khi bán gạo, anh được lại quả một ít, cả hội được anh bao mấy bữa, không phải dùng đến hội phí.